chương 526, cãi vã. Cô ta không thích ai đụng chạm đến chuyên môn của mình, nghề nào cũng là nghề thiêng liêng, đặc biệt đối với những người có lòng yêu nghề sâu sắc. Nếu ai đó nói rằng công việc của cô ta không tốt, vậy thì chắc chắn não người đó có vấn đề rồi. Ngay từ đầu Phan Tư Mễ đã không thích từ lực phàm, vậy thì làm sao có thể nói được lời hay ý đẹp gì với anh ta chứ? Mối quan hệ giữa hai người này từ đầu đã là như vậy, chỉ có điều nhiều người không biết kiểu quan hệ này tất nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Từ Lực Phàm tối sầm mặt lại vì những lời nói đó, ngay trong ngày hôn lễ mà nói như vậy, chẳng khác nào đang không xem anh ta ra gì. Vì Hoắc Khải và Ninh Thần đều đang ở đây nên anh ta không muốn làm mọi thứ trở nên quá lố bịch trước mặt của bọn họ, chứ nếu không thì có khi Từ Lực Phàm đã trở mặt với cô ta ngay tại chỗ rồi. Ninh Thần thuyết phục thêm vài câu, Từ Lực Phàm mới có thể tạm thời bình tĩnh lại không quan tâm đến Phan Tư Mễ nữa. Anh ta không nói lời nào nữa, người khác tự nhiên cũng sẽ không nói thêm, tốt xấu gì thì cũng đều là chuyện của vợ chồng nhà người ta, cứ coi như người ngoài có thể khuyên bảo đôi câu, nhưng tốt nhất trước mấy chuyện như vậy thì người ngoài không nên lên tiếng nhiều thêm. Nếu không trong tương lai họ hòa hợp rồi thì lại đâm ra quay ngược lại chất vấn mình. Sau đó, một nhóm người đi theo Phan Tư Mễ xuống tầng dưới. Audio điện tử Võ Tấn Bền ninh thần và hoác khải đi cuối cùng khi họ đi xuống lầu ninh thần nói với vẻ mặt lo lắng anh à em luôn nghĩ hôm nay trông phan tư mễ rất kỳ lạ anh nói xem ngày kết hôn tốt như vậy sao cô ấy lại để thành ra thế này cô ấy trông không giống như muốn ở đây để kết hôn có lẽ đây là cuộc sống mà cô ấy theo đuổi muốn làm gì thì làm không cần đắn đo hoác khải nói anh ninh thần nhìn anh đột nhiên hỏi em nghĩ cô ấy hẳn vẫn còn thích anh cho nên hôm nay cô ấy mới không vui khi anh đến, anh nghĩ thế nào? Hoác Khải không biết Ninh Thần muốn nhận được câu trả lời như thế nào khi cô hỏi điều này. Vì vậy anh nói, anh cũng không rõ lắm, có thể có, có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng, không phải cuối cùng họ cũng sẽ kết hôn sao. Còn có chuyện gì phải suy nghĩ nữa? Ninh Thần im lặng vài giây, sau đó gật đầu nói, nói vậy cũng đúng. Ở tầng dưới, một dãy xe Mercedes Benz S-Class đang đậu dẫn đầu là chiếc Rolls Royce Phantom, một chiếc xe siêu sang có giá hơn 5 triệu. Loại xe cưới này được coi là hàng đầu ở trong nước, người bình thường không được đãi ngộ tốt như vậy, sang lắm cũng chỉ là chiếc Mercedes-Benz S-Class đi đầu mà thôi. Phan Tư Mễ không ngồi trong chiếc xe đầu tiên mà lại ngồi vào chiếc Mercedes-Benz thứ hai khiến cho từ lực phàm cao mày bực mình. Thay vì ngồi vào chiếc Rolls Royce hàng đầu, cô ta lại chọn ngồi vào chiếc Mercedes-Benz ở phía sau, điều này có nghĩa là gì? Cô ta nghĩ rằng Ron Roy không tốt bằng Mercedes Ben, hay là cô ta đang cố tình muốn gây sự đây? Nhưng để đối phó với hy vọng mới, Từ Lực Phàm có thể chịu đựng tất cả mọi thứ. Không biết xấu hổ sao? Dù sao từ lúc lên lầu thì anh ta đã bắt đầu xấu hổ rồi, nên chuyện lần này anh ta cũng không quan tâm nữa. "Anh Từ, chuyện này, một phù rể đi tới hỏi." Từ Lực Phàm nghiến răng nói, "Cô ta muốn thế nào cũng được, muốn ngồi xe nào cũng được." như vậy không tốt nếu không ngồi xe dẫn đầu mà ngồi xe phía sau thì chiếc xe dẫn đầu kia biết làm thế nào còn anh thì ngồi ở đâu phù rể lại hỏi đương nhiên là tôi ngồi cùng với cô ta còn về chiếc xe dẫn đầu cậu thích làm gì thì làm từ lực phàm nói rồi quay sang hoác khải và ninh thần anh lý anh và cô ninh đi cùng xe của chúng tôi hay tự mình lái xe chúng tôi tự lái xe đi dù sao khách sạn cũng không xa lắm hoác khải nói từ Lực Phàm không phải là người địa phương, nhưng anh ta đã chọn tổ chức một bữa tiệc tại địa phương. Hơn nữa, thế lực đứng sau anh ta đã đặc biệt thành lập một chi nhánh ở đây, mà Từ Lực Phàm chính là tổng giám đốc. Từ giám đốc kỹ thuật của công ty thăng tiến lên tổng giám đốc chi nhánh cũng chỉ là một bước nhỏ. Có lẽ mấy cấp bậc này trong công ty đều giống nhau, nhưng một người là cấp dưới, một người phụ trách toàn bộ công ty, nên vẫn là khác nhau. Vì vậy nên từ lực phàm cũng có đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với Ninh Thần, nếu không thì không dễ gì tìm ra lý do chính đáng để anh ta có thể tiếp cận với hy vọng mới. Sau đó, từ lực phàm cũng lên chiếc xe Mercedes-Benz mà Phan Tư Mễ đang ngồi. Còn Ninh Thần và góc Khải lái xe phía sau. Trong hai năm qua, ngoài việc làm kinh doanh ngày càng tiến bộ, kỹ năng lái xe của Ninh Thần cũng được cải thiện rất nhiều. 6 tháng trước cô vừa cân nhắc tới việc tậu một chiếc Panamera cả triệu bạc làm phương tiện đi lại, bởi vì hoắc Khải thường xuyên phải đi ra ngoài, nên chỉ có một chiếc ở nhà tất nhiên là không đủ dùng. Là dòng xe phổ biến nhất của Porsche, Panamera được ca ngợi là chiếc xe hoàn hảo nhất trong phân khúc cao cấp, gần như ngang bằng với Mercedes-Benz S-Class. Bất kể ngoại hình, chức năng hay thương hiệu, chúng cũng không hề kém cạnh khi đặt cạnh nhau. Ngồi trên chiếc Porsche, ninh thần khởi động xe, chậm rãi đi theo phía sau trong xe từ lực phàm nói với phan tư mễ hôm nay là ngày cưới của chúng ta bất kể vì lý do gì thì em cũng không nên làm thế với anh thật là mất mặt sĩ diện của anh đáng giá bao nhiêu tiền hơn nữa ai đã quy định rằng khi kết hôn nhất định phải giữ sĩ diện cho nhau phan tư mễ nhăn nhó nói đúng như hoác khải đoán phan tư mễ kết hôn hoàn toàn là để chọc tức hoác khải cô ta hy vọng rằng bằng cách này người đàn ông đó có thể hiểu rằng anh sắp mất đi cô ta mãi mãi chỉ bằng cách này, có lẽ anh sẽ cảm động và hiểu được liệu bản thân anh có thích cô ta hay không. Do đó, từ lực phàm cũng là công cụ của Phan Tư Mế, và cả hai đang lợi dụng lẫn nhau. Có thể Phan Tư Mế không biết vai trò của mình trong âm mưu của từ lực phàm, nhưng cô ta cũng không quan tâm. Từ lực phàm có thích cô ta hay không, điều đó không quan trọng. Cô ta chỉ muốn lợi dụng anh ta để thực hiện mục đích của mình, còn chuyện kết hôn thì có quan trọng gì với cô ta chứ? nhìn thấy thái độ của phan tư mễ tư lực phàm rất tức giận nhưng anh ta không thể làm gì được anh ta không thể đánh cô ta vào lúc này sau khi đánh xong anh ta có thể sẽ cảm thấy thoải mái nhất thời nhưng mọi chuyện sau đó sẽ kết thúc như thế nào đây công ty tự thành lập chi nhánh và thăng chức tổng giám đốc cho anh ta không phải để anh ta ngồi đây so đo với một người phụ nữ nếu không giải quyết được hy vọng mới thì cuộc đời này của anh ta đã định sẵn là không có tương lai nếu những người khác bị sa thải, họ vẫn có thể tìm đến các công ty khác để tiếp tục làm việc. Nhưng làm việc dưới sự kiểm soát của thế lực đen phía sau, Từ Lực Phàm biết rất rõ rằng mình chỉ có thể tiến lên, không thể rút lui. Bởi vì sức mạnh của thế lực đằng sau anh ta thật sự khủng khiếp, nếu đắc tội với họ thì thế giới rộng lớn này cũng sẽ không còn chỗ để anh ta dung thân. Vì vậy, dù lửa giận trong lòng có dâng cao đến đâu thì cũng phải kìm nén. Vì Phan Tư Mễ có vẻ không muốn nói chuyện tiếp nên Từ Lực Phàm cũng không nói gì với cô ta nữa. Dù sao thì anh ta cũng không thật sự coi cô ta như một người vợ. Sau khi chuyện của hy vọng mới xong xuôi, anh ta sẽ lập tức bỏ rơi người phụ nữ này. Bác sĩ tâm thần khốn kiếp, có gì mà hiếm lạ, chỉ cần có tiền thì loại đàn bà nào cũng có thể tìm được. Với suy nghĩ này, Từ Lực Phàm dứt khoát im miệng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phan Tư Mễ cũng thế, dựa vào ghế ngả đầu quay mặt ra cửa sổ người lái xe liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu trong lòng rất khó hiểu chưa bao giờ thấy một cặp vợ chồng nào u ám đến như vậy có thể một số cặp đôi sẽ giận dỗi cãi vã vì chuyện cưới xin và những chuyện khác nhưng chẳng có ai cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau thế này cả từ lúc lên lầu cho đến lúc xuống có mấy phút không có ai đến náo đám cưới cũng không có ai đòi tiền lì xì làm gì mà giận dữ như vậy người không hiểu chỉ có thể đoán mò. Ngay sau đó, xe đi đến trước cửa một khách sạn 5 sao trong thành phố. Phan Tư Mễ mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy tên hai người được treo trên màn hình LED lớn trước khách sạn, cũng như vài lời chúc mừng. Một tia kinh tởm lóe lên trong mắt cô ta, cô ta đi về phía khách sạn mà không hề quay đầu nhìn lại. Từ lực phàm không đi theo cô ta ngay, mà quay người lại, đợi Hoác Khải và Ninh Thần xuống xe rồi cùng nhau chào hỏi tại sao lại đợi chúng tôi đi với tư mễ đi chứ hôm nay hai người kết hôn tại sao lúc nào cũng đi loanh quanh hai chúng tôi ninh thần thúc giục khi nhìn thấy từ lực phàm đến gần từ lực phàm cười nói phải tiếp khách quý chứ cô và tư mễ vừa là bạn học đại học vừa là bạn tốt của nhau tất nhiên tôi phải chăm sóc mọi người chu đáo rồi hơn nữa hôm nay chúng tôi cũng không mời nhiều người họ đều là đồng nghiệp trong công ty thuận tiện chào hỏi một chút ninh thần thầm thở dài trong lòng Cặp vợ chồng này sao có thể kỳ lạ như vậy? Họ dường như không coi trọng cuộc hôn nhân này, nếu vậy thì tại sao họ vẫn kết hôn? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra điều đó, vì vậy Ninh Thần chỉ có thể nói, "Chúng ta cứ vào đi, có thể chào hỏi những người khác." Chương 527: Thâm nhập. Nhìn dáng điệu của Phan Tư Mễ cứ như cô ta ngày hôm nay không đến đây để kết hôn mà chỉ là một người khách vậy. Ninh Thần bước tới nói, "Tư Mễ, cậu như thế này không ổn đâu, anh từ đang đón khách ở ngoài cửa, cậu còn ngồi đây rừng dưng nhìn là như thế nào. Ai quy định cô dâu phải đứng ở cửa, tớ kết hôn, tớ tự do, họ muốn nghĩ thế nào cũng được, Phan Tư Mễ thở ơ nói. Ninh thần thật sự không biết phải thuyết phục cô ta như thế nào, chỉ có thể tự nghĩ, có lẽ đây là tâm lý độc lập của những người từ nước ngoài trở về. Người ta thường nói rằng phụ nữ nước ngoài rất độc lập, và họ luôn làm những điều kỳ lạ khi họ kết hôn. Có vẻ như trường hợp này đúng là như vậy, nếu không thì làm gì có ai lại không coi trọng hôn lễ như Phan Tư Mễ lúc này chứ? Đúng rồi, hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Ninh Thần hỏi lại. Vẫn chưa, có gì đâu mà vội vàng, Phan Tư Mễ bĩu môi. Ninh Thần thở dài, không nhiều lời nữa, chỉ có thể lặng lặng ngồi đây với Phan Tư Mễ. Những vị khách đi ngang qua nhìn thấy Phan Tư Mễ ngồi ở đây đều liếc nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Phan Tư Mễ không thèm để ý đến những ánh mắt đó, nhưng Ninh Thần lại cảm thấy rất khó chịu. Sau đó, một số giám đốc điều hành của các công ty khác đến, chủ động chào hỏi Hoác Khải và Ninh Thần. Sau một vài lời giới thiệu về bản thân, có thể thấy rằng bọn họ đều là quản lý cấp cao của các công ty lớn, và hầu hết bọn họ đều muốn xây dựng quan hệ với hy vọng mới. Tất cả đều mong được hợp tác với hy vọng mới để đôi bên cùng có lợi. Nhưng về vấn đề hợp tác, Ninh Thần chỉ nghe theo Hoác Khải. Bởi vì Hoắc Khải nắm tình hình cụ thể của công ty VIA, ngoài những người ở chi nhánh Ninh Mão ra thì chỉ có Hoắc Khải tham gia vào công việc. Việc quản lý riêng của Ninh Thần về cơ bản là hoạt động kinh doanh chính truyền thống của Hy vọng mới, không liên quan gì đến công ty VIA. Hơn nữa Hoắc Khải có tiêu chuẩn rất cao trong yêu cầu đối với các công ty muốn hợp tác, không phải ai cũng có thể tham gia vào được. Vì vậy, Ninh Thần chỉ nói, về việc hợp tác, các ông phải hỏi chồng tôi, anh ấy phụ trách vấn đề này, còn tôi phụ trách việc kinh doanh khác. Những người này lập tức hướng về phía Hoắc Khải, sự nhiệt tình của bọn họ khiến cho Hoắc Khải phải cẩn thận suy nghĩ. Nếu anh nhớ không lầm, thì có ít nhất hai công ty trong số bọn họ nằm trong danh sách của thế lực đen, chỉ có một người không liên quan gì đến thế lực đó. Họ bất ngờ đến và nói rằng họ là bạn của từ lực phàm, nhưng chắc chắn không phải vậy. Điều này khiến cho Hoác Khải chấn nhận ra rằng vẫn có một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của anh, đó chính là việc anh đã làm mọi thứ quá hoàn hảo. Bất luận là trên phương diện nào, Hoác Khải cũng giải quyết công việc một cách dứt khoát không một kẻ hở, hoàn mỹ đến mức thế lực đen kia không thể tìm ra điểm yếu để đánh vào. Chỉ có từ lực phàm này chính là điểm đột phá duy nhất của bọn chúng. Bây giờ bọn chúng sử dụng từ lực phàm như một đầu mối quan trọng, sau đó cử người có quan hệ với anh ta đến thăm dò Hoác Khải nếu hoác khải từ chối một cách hấp tấp điều đó có thể khơi dậy sự nghi ngờ từ phía bên kia bởi vì danh sách các công ty hợp tác được thiết lập trước đây của hoác khải đều là những công ty có lý lịch rất rõ ràng và không có liên hệ với thế lực đen đó nên có thể thế lực đen đã để ý biết được nhiều người đứng đầu của những công ty xuất sắc đã phải chết bất đắc kỳ tử trong giai đoạn thành công nhất của bọn họ hoặc hợp tác với thế lực đen hoặc đi đến gặp diêm vương chỉ có thể chọn một trong hai nếu Hoắc Khải không muốn bị ám sát lần thứ hai, anh phải cho đối phương nếm được chút lợi ích trước. Nghĩ đến điều này, Hoắc Khải cười nói, "Đương nhiên, việc hợp tác không có vấn đề gì. Mọi người đều là bạn của anh Từ, vợ anh Từ và vợ tôi lại có quan hệ rất tốt. Nhưng công ty chúng tôi cũng có một số yêu cầu nhất định đối với đối tác. Nếu thật sự không đáp ứng được thì tôi cũng không thể làm gì hơn. Nếu không làm kỹ lưỡng chỉ sợ để mọi người vào hệ thống thì những đối tác đã được xem xét nghiêm ngặt trước đó cũng sẽ không hài lòng. Tất nhiên rồi, anh Lý nói đúng, hợp tác là bình đẳng và tương trợ. Chúng tôi ở đây không phải để kiếm chắc gì từ hy vọng mới, nhưng với mục đích đôi bên cùng có lợi, chúng tôi đương nhiên sẽ tham gia các cuộc thanh tra có liên quan. Anh Lý có thể đến thăm công ty của chúng tôi, nếu các tiêu chuẩn không đáp ứng được, chúng tôi cũng sẽ không ý kiến nếu như không đạt được thỏa thuận hợp tác. Hoắc Khải lần lượt nhận danh thiếp của họ, chỉ cần nhìn qua là anh đã biết được tình hình chung của những công ty này. Anh đã tìm hiểu tình hình của tất cả các công ty trong danh sách thông qua tổ chức ở nước ngoài, sức mạnh của các công ty này rất tốt, đều nằm trong số 200 công ty hàng đầu trong nước. Để lọt vào top 200 cả nước thì tài sản phải đạt vài tỷ, hơn nữa còn phải là tài sản có chất lượng rất cao, nếu không thì sẽ không đủ điều kiện. Từ nhận xét đó mà nói, không khó để các công ty này vượt qua các tiêu chuẩn kiểm toán của Hy vọng mới, nhưng trước đây Hoắc Khải đã đưa họ ra khỏi danh sách. Hiện tại bọn họ đã mở miệng muốn đi vào hệ thống, dựa vào thế lực đằng sau, nếu thật sự muốn thông qua khảo nghiệm của Hy vọng mới, chắc chắn bọn họ sẽ không dùng đến những cách thức đơn giản. Việc đưa các công ty này vào hệ thống cũng sẽ không gây ra nhiều khó khăn cho kế hoạch của Hoắc Khải, bởi vì anh đã biết trước mục đích của đối phương. Trong kế hoạch trọng tâm, anh nhất định sẽ cảnh giác cao độ không để cho bọn họ có quá nhiều cơ hội tiếp xúc, không giao cho bọn họ khả năng quản lý, thâm nhập. Miễn là anh giữ được những người này trong giới hạn, thì việc bọn người này thâm nhập vào hệ thống sẽ chỉ làm tăng sức mạnh của Hoác Khải. Tất nhiên, trong những trận chiến sau này, Hoác Khải cũng phải có chuẩn bị trước. Một khi các công ty này tiến vào, hệ thống vẫn phải khép kín nguyên vẹn, nếu không thì sẽ rất dễ dàng bị phá vỡ từng mắt xích một một phòng kinh doanh khép kín hoàn chỉnh là chiến lược lớn nhất của Hoác Khải trong việc chống lại thế lực đen, chỉ cần không có kẽ hở thì kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng khó có thể thâm nhập vào bên trong. Hoác Khải trò chuyện vui vẻ với những người từ một số công ty ở đây, Phan Tư mễ nghiến răng khi quan sát anh. Hạt dưa đã cắn hết nửa đĩa, mà Hoác Khải vẫn chưa đến nói một lời nào với cô ta, anh hoàn toàn coi thường cô ta hay sao? Dù sao thì cũng đã hôn nhau rồi, có cần phải dừng dưng với cô ta như vậy hay không? Nghĩ đến đây, Phan Tư Mễ muốn ném vỏ hạt dưa trên bàn lên mặt Hoắc Khải, để anh biết cô ta là người còn sống sờ sờ đây chứ không phải tượng đá. Sau khoảng nửa tiếng, từ lực phàm đi tới, anh ta không tỏ ra bất mãn với Phan Tư Mễ nữa, coi như việc đón khách ở cửa một mình chỉ là chuyện bình thường. Thấy Hoắc Khải và các giám đốc điều hành cấp cao của những công ty đó đang nói chuyện rất vui vẻ, từ lực phàm mỉm cười nói, anh Lý, thế nào rồi? Bạn bè của tôi ngưỡng mộ anh từ lâu rồi, nên lần này tôi kết hôn cứ nằng nặc đòi nhân cơ hội để được làm quen với anh và cô Ninh thêm một chút. Anh từ quá lời rồi, chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Xung quanh anh có rất nhiều công ty chất lượng cao, đáng lý ra anh nên giới thiệu cho tôi biết sớm hơn. Anh biết đó, hy vọng mới của chúng tôi đã và đang muốn tiếp thu tất cả các loại hình kinh doanh chất lượng cao hướng đến xu thế tương lai để chuẩn bị cho sự phát triển. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả bạn bè sẽ tham gia cùng tôi nhiều hơn, Hoắc Khải cười nói: từ Lực phàm cười vui vẻ, nụ cười này rất chân thành. Bởi vì mục đích tiếp cận Hoắc Khải của anh ta chính là để cho ngày hôm nay. Dựa vào mối quan hệ với Phan Tư Mễ, anh ta đã mở ra được một lỗ hổng cho thế lực phía sau thâm nhập vào Hy vọng mới. Mặc dù rất khó để thâm nhập vào công ty mẹ do hệ thống đánh giá nội bộ nghiêm ngặt của Hy vọng mới, nhưng giờ đây họ đã thực hiện được một bước đầu thành công, điều này cho thấy các mối liên hệ này rất hữu ích và điều này cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho từ lực phàm ở trong thế lực đen, rất có thể không lâu nữa anh ta sẽ được thăng chức trở lại. Tất nhiên, trước tiên anh ta phải đóng góp nhiều hơn trong âm mưu thâm nhập vào hy vọng mới của thế lực đứng đằng sau mình đã. Trong mắt từ lực phàm, anh ta đã sử dụng thành công phan tư mế, nhưng trong mắt của Hoác Khải, anh ta chỉ là một kẻ ngốc. Thông qua từng hành động của từ lực phàm, người ta có thể đoán được đại khái thế lực đằng sau kia muốn làm gì, nếu như không có ngọn hải đăng này thì có khi Hoắc Khải sẽ mãi giống như một người mù chỉ biết đoán mò mà thôi. chương 528, Nhảy Lầu Nhìn chung, cả hai bên đều đang lợi dụng nhau để đạt được mục đích của riêng mình, chỉ có điều những lợi ích của Hoắc Khải thu được còn lớn hơn. Trò chuyện được một lúc, người từ khách sạn đến nhắc rằng sắp đến giờ, từ lực phàm xua tay biểu thị rằng mình đã hiểu, sau đó nói với Hoắc Khải, xin lỗi, đã đến giờ tốt rồi, tôi phải lên sân khấu tiến hành buổi lễ với tư mễ. Phía trước sân khấu, một linh mục đang đứng đó, phía sau là một nhà thờ mô phỏng. Vì Phan Tư Mễ đã đi du học lâu năm ở nước ngoài, có ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa phương Tây, nên Từ Lực Phàm đã đặc biệt thuê một linh mục đến để làm cho lễ cưới trở nên trang trọng hơn. "Đi thôi, Tư Mễ, đã đến lúc chúng ta phải đi lên sân khấu rồi." Từ Lực Phàm đưa tay về phía Phan Tư Mễ. Theo nghi thức chính, người lớn trong nhà Phan Tư Mễ phải chịu trách nhiệm trao tay cô ta cho Từ Lực Phàm. Tuy nhiên, Phan Tư Mễ đã không thông báo cho bố mẹ cô ta về cuộc hôn nhân này. Ngoài Hoác Khải và Ninh Thần, cô ta không mời ai khác đến tham dự đám cưới. Vì vậy, cô ta không có ai để cầm tay trao cô ta cho người chồng mới. Đối với lời nói của từ lực phàm, Phan Tư Mễ hoàn toàn không đáp lại, cô ta ném hạt dưa trong tay xuống bàn, đứng dậy nhìn Hoác Khải nói tôi sắp kết hôn rồi cô ta không nắm lấy tay của từ lực phàm mà lại đi nói câu này với hoác khải khiến mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang còn ninh thần thì nhìn phan tư mễ bằng ánh mắt kỳ lạ không biết nên nói gì hoác khải ồ một tiếng rồi nói chúc mừng cô ba từ này khiến phan tư mễ run lên vì tức giận cô ta hừ một tiếng rồi tự mình bước lên sân khấu nét mặt của từ lực phàm dường như đã méo sạch nhưng anh ta vẫn lịch hiệp giữ phép lịch sự sau khi xin lỗi hoác khải và ninh thần anh ta đi theo Phan Tư Mễ lên sân khấu. Mọi người nhìn thấy điều kỳ lạ giữa hai người bọn họ nên đã bắt đầu xì xào bàn tán. Còn những người biết mục đích của từ lực phàm thì đều nở nụ cười, không có gì ngạc nhiên. Trên sân khấu, vị linh mục đặt tay lên cuốn kinh thánh, nét mặt nghiêm trang, lại chúa, chúng con đến với ngài, chứng giám cho đôi nam nữ được bước vào lễ đường hôn nhân thiêng liêng. Theo ý chúa, hai người hợp nhau mới kết hôn, xin vinh hiển trọn đời, cùng nhau già đi, đất rộng trời cao, luôn yêu thương, giúp đỡ, dạy dỗ và tin tưởng lẫn nhau. Chúa cha ban phước để cặp đôi có thể được soi sáng, được Đức Thánh Linh soi dẫn, đồng thời tôn trọng và yêu mến đấng cứu thế, ngợi khen Chúa trong suốt phần đời còn lại của họ. Giọng nói ngừng lại, rồi vị Linh Mục tiếp tục khi khế ước hôn nhân sắp được ký kết, nếu có bất kỳ sự thật nào cản trở sự kết hợp của họ, xin hãy nêu ra ngay lập tức, hoặc im lặng mãi mãi. Trước mặt Chúa, nếu muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, Xin hãy nói ra lý do." Nhìn vị linh mục đọc lời tuyên thệ, Ninh Thần khẽ thở dài. Hoắc Khải nhìn cô hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Đột nhiên em cảm thấy đám cưới truyền thống của chúng ta thú vị và sống động hơn, không vắng vẻ như thế này," Ninh Thần nói. Hoắc Khải cười nói, "Đặc trưng của đám cưới truyền thống là ai cũng có thể tham gia và không có quá nhiều quy tắc để nói. Nhưng đám cưới phương Tây rất long trọng và có nét riêng vì có sự chứng kiến của linh mục." kiểu đám cưới này trông có vẻ trang trọng hơn. Em không nghĩ thế, ninh thần bĩu môi. Lúc này, vị linh mục nhìn từ lực phàm và nói, anh từ lực phàm, anh có muốn người phụ nữ này trở thành vợ hợp pháp của anh hay không? Anh sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy và tôn trọng cô ấy bất kể bệnh tật, tuổi già hay vì lý do nào khác. Chấp nhận cô ấy và trung thành với cô ấy mãi mãi đến cuối đời. Từ lực phàm cười nhẹ gật đầu, tôi đồng ý vị linh mục nhìn phan tư mễ một lần nữa và hỏi cô có muốn người đàn ông này trở thành chồng hợp pháp của cô không bất kể bệnh tật tuổi già hay bất kỳ lý do nào khác cô sẽ yêu anh ấy chăm sóc anh ấy tôn trọng anh ấy chấp nhận anh ấy và trung thành với anh ấy mãi mãi đến cuối đời phan tư mễ không trả lời ngay mà từ từ quay đầu lại nhìn về phía quan khách nói một cách chính xác cô ta đang quan sát khoác khải mọi người đều chú ý tới ánh mắt của cô ta nhìn theo ánh mắt đó và nhìn về hướng này. Trái tim Ninh Thần như nhảy thoát lên một cái, không khỏi nhìn về phía chồng mình đang ngồi bên cạnh. Về phần Hoắc Khải, anh chỉ khẽ cau mày, anh có cảm giác rằng Phan Tư Mễ sắp gây rối một lần nữa. Quả nhiên, Phan Tư Mễ đột nhiên hét lên, "Lý Phong, anh thật sự muốn tôi kết hôn với một người đàn ông khác sao?" Tiếng hét đó khiến cho gương mặt của Từ Lực Phàm sa sầm xuống. Phan Tư Mễ không nể mặt anh ta thì anh ta cũng có thể nhịn. Không chào khách với anh ta thì anh ta cũng có thể nhịn, thậm chí không lên sân khấu với anh ta thì anh ta cũng có thể nhịn nốt. Tuy nhiên, trong việc này, khi Linh Mục hỏi cô ta có sẵn sàng hay không mà cô ta lại phải hỏi ý kiến của một người đàn ông khác, cô ta đã quá đáng lắm rồi. Từ lực phàm ngay lập tức tỏ thái độ, Phan Tư Mế, em đang làm cái quái gì vậy? Phan Tư Mế hoàn toàn không để ý đến anh ta, chỉ nhìn Hoác Khải. Hoác Khải vẫn luôn im lặng lúc này dù anh có nói cái gì cũng không thích hợp. Nếu có thể, Hoác Khải thậm chí còn muốn xoay người rời đi. Sự im lặng của anh khiến cho Phan Tư Mễ hiểu ra, cô ta mới biết rằng ngay cả khi cô ta kết hôn với người khác thì cô ta vẫn không thể làm cho người đàn ông này dao động. Trong tâm trí của anh, cô ta chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Không, ngay cả một người qua đường thì có lẽ anh cũng sẽ giúp đỡ nếu người ta bị ngã. Nhưng còn cô ta thì cho dù có rơi xuống chết đi, có lẽ anh cũng sẽ không thèm đoái hoài tới. Nghĩ đến đây, Phan Tư Mế càng lúc càng không thể chịu nổi sự uất ức. Cô ta lại hét lên, Lý Phong, tôi hỏi lại anh, tôi không đủ tư cách để cho anh nhìn tới một chút sao? Sắc mặt của Từ Lực Phàm tái nhợt, anh ta vươn tay nắm lấy vai cô ta, thô bạo hét lên, đủ rồi. Quan khách hoang mang, ngay cả những người biết về âm mưu của Từ Lực Phàm cũng rất kinh ngạc. Từ Lực Phàm không thể xử lý người phụ nữ này hay sao? Nhìn vào thái độ của người phụ nữ này, thì hình như cô ta có quan hệ với Lý Phong, ông chủ đứng sau hy vọng mới. Từ một góc độ nào đó mà nói, rõ ràng Phan Tư Mễ đang cắm sừng từ lực phàm ngay trong ngày cưới. Làm gì có người đàn ông nào chịu được loại chuyện này? Từ lực phàm đã giơ tay, sẵn sàng tắt cho Phan Tư Mễ một bạt tai. Những người thuộc thế lực đen vội vàng lên tiếng, nhắc nhở anh ta phải cẩn thận dù họ không nói rõ ràng nhưng từ lực phàm biết rằng đây là lời nhắc nhở đừng để chuyện nhỏ này gây ảnh hưởng đến kế hoạch anh ta có mất mặt cũng không sao nhưng nếu vì điều này mà mất đi quan hệ với hy vọng mới thì cũng tương đương với việc mất tất cả từ lực phàm nghiến răng muốn chém phan tư mễ ngàn lần lúc này ninh thần cũng kéo hoác khải một cái thở dài nói hay là anh nói gì đi nếu không có thể không có cách nào kết thúc chuyện này cô đã nói như vậy khoác khải cũng không thể im lặng được nữa anh chỉ có thể nhìn phan tư mễ và nói tôi hy vọng cô có thể hạnh phúc cả đời và kết hôn với một người đàn ông tốt những lời này khiến gương mặt của phan tư mễ tái nhợt đi cô ta nhếch mép cười nói chắc chắn rồi tôi còn không có tư cách gì trong mắt anh vậy thì sống tiếp cũng có ích lợi gì nói dứt lời phan tư mễ đột ngột chạy khỏi sân khấu và lao về phía cửa sổ cô ta chạy quá nhanh và có đích đến rất rõ ràng trái tim của Hoác Khải như giật thoát, anh ngay lập tức lao về phía cô ta. Tuy nhiên, tốc độ của Phan Tư Mễ khiến cho mọi người không kịp phản ứng, cô ta chạy đến bên cửa sổ, quay đầu nhìn Hoác Khải đang đuổi theo mình với vẻ mặt đau khổ. Lý Phong, tôi muốn anh mãi mãi nhớ về tôi, nhớ rằng có một người phụ nữ đã vì anh mà chết. Sau cùng, Phan Tư Mễ mở cửa sổ và nhảy xuống. Ninh thần hoảng sợ hét lên, Tư Mễ, đừng. Nhưng có hét lên cũng đã quá muộn, cho dù Phan Tư Mễ có nghe thấy thì cũng không có ý nghĩa gì, khi Hoắc Khải chạy đến cửa sổ thì từ phía dưới đã vang lên một tiếng rầm. Anh nhìn xuống và thấy Phan Tư Mễ đã đập vỡ kính của bục ở tầng dưới và rơi xuống đất. Chân tay của cô ta đang nằm ở hình dạng vặn vẹo bất thường, ai nhìn thấy cũng phải sốc. Vài người qua đường hét lên sợ hãi, Từ Lực Phàm nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu, sắc mặt trở nên xấu xí đến cực điểm. Anh ta không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này cho dù Phan Tư Mễ chưa bao giờ thật sự nhiệt tình với anh ta, nhưng việc tự sát cũng là điều mà từ lực phàm không thể tưởng tượng được. Anh ta nhìn Hoắc Khải, không biết phải làm thế nào. Nếu Phan Tư Mễ chết, sẽ không có lý do gì để anh ta tiếp tục liên lạc với hy vọng mới. Điều quan trọng nhất là vợ của anh ta đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà vào ngày cưới của anh ta. Đây sẽ là một tai tiếng trong cuộc đời anh ta, và anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội để xóa sạch nó chương 529, cấp cứu. Nếu Phan Tư Mễ vẫn còn sống, có lẽ anh ta còn có thể tuyên bố chia tay hoặc ly hôn sau sự việc. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ chấm hết rồi. Ninh thần chạy tới bên cửa sổ, nhưng chưa kịp nhìn gì đã bị hoác khải túm lại, em đi gọi cấp cứu đi. Anh biết ninh thần vốn mềm yếu, không muốn để cô nhìn thấy cảnh tượng thảm thương này, nếu không có lẽ ninh thần sẽ mất ngủ rất lâu. Ninh thần do dự trong chốc lát, Cô hiểu tại sao chồng ngăn cản mình lao tới bên cạnh cửa sổ, rõ ràng tình hình bên dưới không phải điều mà cô muốn nhìn thấy. Cho dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ cần nghĩ tới hình ảnh có thể xảy ra, mặt mũi Ninh Thần đã trắng bệch. Cho dù cách làm của Phan Tư Mễ khiến cô kinh ngạc và không thể hiểu nổi, thậm chí còn thoáng thấy tức giận, nhưng nếu như cô ấy chết rồi, suy cho cùng lòng cô vẫn không thấy dễ chịu. Trần trừ trong chốc lát, Ninh Thần lấy điện thoại ra, gọi cho 120 xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới, may mắn là Phan Tư Mễ vẫn còn nhịp tim đập yếu ớt. Có lẽ lớp kính an toàn trên ban công đã tạo ra lực giảm sóc nhất định khiến cô ấy không đập thẳng xuống nền xi măng. Nếu không cho dù nơi này mới chỉ là tầng 8, nhưng nhảy xuống cũng cầm chắc cái chết. Đương nhiên, bây giờ vết thương của Phan Tư Mễ cũng rất nghiêm trọng, có cấp cứu được hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của ông trời. Nhìn theo đèn hậu của xe cấp cứu rời đi, Ninh Thần ngả vào lòng Hoắc Khải, Nước mắt rơi như mưa, sao lại thế này chứ? Tư Mễ, không sao đâu, chắc là gãy xương thôi chứ chưa hẳn sẽ mất mạng, Hoắc Khải nhẹ nhàng an ủi cô. Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ đến việc Phan Tư Mễ nhảy lầu tự sát vì từ đầu đến cuối anh không hề hồi đáp, Hoắc Khải vẫn cảm thấy lòng mình rất lạ. Lần trước Cố Phi Dương cũng suýt chết vì anh, lần này Phan Tư Mễ lại làm như vậy, chẳng lẽ mọi người phụ nữ thích anh đều thích làm như thế sao? Nhưng mà Ninh Thần không như vậy. Quan trọng nhất, Phan Tư Mễ có thể tự sát vì anh một lần, nhiều khả năng sẽ có lần thứ hai. Nếu lần này cô ta không chết, sau này lại quậy phá nữa thì phải làm sao đâu, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cô ta chết. Đúng lúc này, từ lực phàm bước tới, nói với Hoác Khải, anh Lý, thực sự xin lỗi khi để chuyện này xảy ra trong ngày kết hôn. Hai, do tôi không đúng, có lẽ tôi đã khiến Tư Mễ không vui, cô ấy mới làm ra hành động cực đoan thế này. Rõ ràng Phan Tư Mễ nhảy lầu vì Hoắc Khải, nhưng từ lực phàm lại nhận lỗi về mình, hiển nhiên không muốn Hoắc Khải quá lúng túng vì chuyện này. Hành động của anh ta hoàn toàn không phải hành vi của một thằng đàn ông, chỉ vì mục đích thâm nhập vào công ty hy vọng mới mà không cần đến một tí liêm sỉ nào nữa. Hoắc Khải gần giọng nói, nếu có thời gian nói những chuyện này với tôi, chỉ bằng anh từ hãy tới bệnh viện xem xét tình hình của cô ấy đi. Chắc chắn phía bệnh viện sẽ cấp cứu, cho dù tôi ở đó cũng không giúp được gì từ lực phàm nói đến cả ninh thần cũng không thể nghe nổi nữa anh từ cho dù hành vi của tư mễ không đúng nhưng dù sao cậu ấy cũng là vợ chưa cưới của anh bây giờ cậu ấy chưa rõ sống chết lẽ nào anh không nên ở bên cạnh cậu ấy sao người nhà cậu ấy không có ở đây người để cậu ấy dựa vào không nhiều anh không đi ai còn quyết định thay cậu ấy được nữa chuyện này được rồi nếu cô ninh đã nói như thế tôi sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ từ lực phàm nói chúng ta cũng tới đó thôi ninh thần ngẩng đầu nhìn hoác khải không cần biết phan tư mễ đã làm những gì suy cho cùng cô ta vẫn là người sắp chết ninh thần không muốn so đo tính toán gì với cô ta vào lúc này huống hồ cho dù hành vi của phan tư mễ rất cực đoan nhưng cô ta làm vậy cũng vì tình yêu cùng là phụ nữ nên ninh thần có thể hiểu được hành vi của phan tư mễ vì tình yêu đôi lúc phụ nữ có thể bất chấp tất cả mọi thứ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rõ ràng biết chắc sẽ chết, nhưng vẫn muốn nhào tới, vì đó là thứ hấp dẫn nhất trong cuộc đời chúng. Hoác Khải không từ chối đề nghị tới bệnh viện, dù nói thế nào thì anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, không ít thì nhiều, tới đó đợi tin tức của Phan Tư Mễ là điều nên làm. Ngay sau đó, Hoác Khải đưa Ninh Thần tới bệnh viện, từ lực phàm ngồi trên hàng ghế mà gọi điện thoại không ngừng, nhưng toàn nói chuyện làm ăn. Anh ta không liếc mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật thêm một lần, dường như người đang được cấp cứu ở trong đó chẳng liên quan gì tới anh ta ninh thần vốn định mắng anh ta vài câu nhưng nghĩ lại rồi thôi tuy rằng có thể thấu hiểu hành động của phan tư mễ nhưng điều này không có nghĩa hành động của cô ấy là hay ho bất cứ người đàn ông nào gặp phải tình huống này cũng rất tức giận từ lực phàm có thể nghe theo đề nghị của cô mà tới bệnh viện trông chừng phan tư mễ đã là có lương tâm lắm rồi nếu đổi lại là người khác thậm chí còn không muốn ngó ngàng tới dù sao cô cũng không yêu tôi lại còn bằng lòng đâm đầu vào chỗ chết vì thằng đàn ông khác thôi thì cô cứ chết đi cho rồi đồng thời ninh thần cũng gọi điện thoại cho cơ hương ngưng sau khi nghe tin phan tư mễ nhảy lầu trong hôn lễ cơ hương ngưng không nói nhiều lời lập tức chạy tới vừa đến bệnh viện gặp được ninh thần và hóc khải cô ấy nhíu mày hỏi ngay chuyện gì thế này đang yên đang lành sao lại nhảy lầu đã vậy còn vào lúc kết hôn nữa Sao cậu ấy không nói với chúng tớ chuyện sắp kết hôn? Tớ cũng không biết tại sao cậu ấy không nói, Ninh Thần nghẹn ngào ôm lấy cô, nhưng có lẽ Tư Mễ sắp chết rồi, cậu ấy bị thương nặng lắm. Cơ Hương ngừng vỗ vỗ lưng cho cô, nhẹ nhàng an ủi, không sao đâu, bị thương nặng không có nghĩa là chắc chắn sẽ chết, đây là hai chuyện khác nhau mà. Nhưng tớ sợ lắm, Ninh Thần khóc đến mức nước mắt tuôn ròng ròng, toàn thân run rẩy. Bởi vì trước kia cô chưa từng gặp chuyện nào như thế này thậm chí còn chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt. Cơ hương ngưng an ủi cô thêm vài câu, dỗ ninh thần ngồi xuống hàng ghế rồi mới nhìn về phía Hoắc Khải và hỏi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Đang yên đang lành, cậu ấy không thể nào nhảy lầu dễ dàng như vậy được chứ? Chuyện này kể ra hơi phức tạp một chút, Hoắc Khải trả lời mà thấy đau đầu, chuyện này bị người ta nhìn thấy thực ra cũng không hề gì. Trước nay Hoắc Khải không để tâm người khác nghĩ thế nào. Nhưng nếu bắt anh chủ động kể lại cho người khác, anh vẫn cảm thấy rất kỳ quặc gặp một người là phải giải thích với người ta một lần vì tôi không yêu phan tư mễ nên cô ta mới nhảy lầu tự sát câu nói này nghe chẳng khác gì một thằng đàn ông cặn bã thế nhưng hoác khải đâu phải hạng cặn bã nếu anh là kẻ cặn bã chắc chắn có thể ôm phan tư mễ vào vòng tay mình đâu có những chuyện tồi tệ thế này xảy ra có lẽ người khác sẽ bảo nếu có thể đồng ý với cố phi dương tại sao không thể đồng ý với phan tư mễ chủ yếu vì Cố Phi Dương và Phan Tư Mễ không phải cùng một dạng người, chuyện xảy ra với hai người họ cũng không giống nhau. Và lại, ngay từ đầu Phan Tư Mễ đã đặt bẫy Hoác Khải, ấn tượng ban đầu về cô ấy không hề tốt đẹp. Hoác Khải là người từng sống lại vì bị mưu hại, anh cực kỳ cảnh giác với những người bày mưu tính kế mình. Có thể nói rằng, giới hạn cuối cùng trong lòng anh từ chối cô ta, hai người không thể có bất kỳ quan hệ mật thiết nào được. Đừng nói rằng Phan Tư Mễ vẫn đang được cấp cứu, cho dù cô ta thực sự chết đi vì chuyện này, Hoắc Khải cũng không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì. Không thể nào nói rằng ai bằng lòng chết đi vì anh thì anh sẽ lấy người ấy, chuyện này quá hoang đường. Cơ hương ngưng nhìn Hoắc Khải có điều gì đó khó nói nên cũng không hỏi nhiều, tóm lại sau này ninh thần sẽ nói với cô ta thôi. Nhưng điều khiến cơ hương ngưng thấy kỳ lạ hơn cả là khi cô ấy muốn bước tới dậy bảo từ lực phàm vài câu, ninh thần lại ngăn cản, nói rằng chuyện này không liên quan tới từ lực phàm. Điều này khiến cơ hương ngưng càng thấy kỳ lạ, nhảy lầu vào ngày kết hôn nhưng không liên quan tới từ lực phàm thì liên quan tới ai. Riêng mỗi hoác khải không nói gì, vậy thì chỉ có thể liên quan tới anh ấy hả? Rốt cuộc hoác khải đã làm gì khiến Phan Tư Mễ phải nhảy lầu tự sát? Mấy người họ đợi trước cửa phòng cấp cứu suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, cánh cửa mới mở ra. Bác sĩ và y tá đẩy Phan Tư Mễ ra, ninh thần và cơ hương ngưng lập tức vây quanh họ, lo lắng hỏi bác sĩ Tình hình thế nào rồi? Trên người cô ấy có nhiều chỗ gãy xương, phổi và gan bị tổn thương, bây giờ chúng tôi đã làm hết những việc nên làm rồi, còn có qua được thời kỳ nguy hiểm hay không thì khó nói lắm. Bởi vì ý thức sinh tồn của cô ấy không quá cao mà vết thương thì cực kỳ nghiêm trọng. Thế nên, đành trông chờ may mắn thôi, bác sĩ trả lời. Thế nào gọi là trông chờ vào may mắn, các ông là bác sĩ, chữa bệnh cứu người mà trông chờ vào may mắn được à, Cơ Hương ngưng bất mãn. Hoắc Khải bước tới kéo tay cô ấy thôi, bác sĩ cứu người cũng không thể thành công 100%, chỉ cần họ cố gắng hết sức là được. Nhưng nói như thế như không chịu trách nhiệm vậy, sống sót là do may mắn, chết đi là do xui xẻo à. Thế thì còn cần bệnh viện làm gì, cơ hương ngừng oán thán. Đừng tưởng rằng ngày thường cô ấy chẳng nói gì với Phan Tư Mễ, như thể quan hệ của hai người cực kỳ tệ hại, nhưng vào những thời khắc then chốt nhất, Cơ hương ngưng vẫn chọn đứng về phía Phan Tư Mễ, lo lắng và đau buồn vì cô ta. chương 530, chuộc tội. Nhìn Phan Tư Mễ được gói như cái bánh tét rồi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đôi mắt của cơ hương ngưng cũng ửng đỏ. Từ thời đại học đến bây giờ, cô ấy và Phan Tư Mễ rất ít khi qua lại, nhưng tính tình lạnh lùng và cao ngạo không có nghĩa là cô thực sự quên đi tình bạn năm xưa. Cơ hương ngưng không trách Phan Tư Mễ đã hiểu nhầm, bởi vì bạn trai cũ của Phan Tư Mễ thực sự đã ôm lấy cô đòi cưỡng hôn. Bất kỳ một người phụ nữ nào nhìn thấy hành vi này của bạn trai và bạn thân sẽ vô thức cho rằng hai người lén lút làm chuyện sằng bậy sau lưng mình. Nếu đã là chuyện tận mắt chứng kiến, còn gì để giải thích đâu. Thế nên, cơ hương ngừng có thể hiểu được tại sao Phan Tư Mễ tức giận đến mức đòi ra nước ngoài. Sau này, Phan Tư Mễ về nước, buông bỏ được ân oán năm đó, không cần biết cô ấy đã thực sự buông xuôi hay chỉ đơn thuần là vì lợi ích, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy cho cả hai một lối thoát, cho tình bạn của họ một khả năng quay trở lại. Nhìn vào bên trong phòng bệnh qua lớp cửa kính, Cơ Hương ngưng gạt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó bước tới đỡ Ninh Thần ngồi xuống. Hai người phụ nữ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí trở nên trầm trọng. Ngược lại, sau khi xác nhận Phan Tư Mễ vẫn còn sống, từ lực phàm vung tiền mời một hộ lý chuyên nghiệp trông chừng nơi này thay anh ta. Về phần mình, anh ta xin phép rời đi trước. Đương nhiên, trước khi đi, anh ta cũng nói năng rất dễ nghe. Mọi người cũng biết rằng chuyện này gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn tới danh tiếng của tôi. Về tình về lý, đáng ra tôi nên ở lại nơi này chăm sóc cô ấy, tới khi cô ấy bình phục và khỏe mạnh. Với tư cách một người đàn ông, có lẽ tôi không đủ lịch thiệp, nhưng sau lưng tôi vẫn còn mấy trăm nhân viên đang mải miết kiếm cơm ăn. Tôi phải bảo vệ người bên cạnh, không thể để họ chịu những ảnh hưởng quá xấu mà sự việc này gây ra cho công ty. Thế nên, xin hãy lượng thứ cho chút ích kỷ của tôi, tôi sẽ rời đi trước. Đợi khi mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ quay lại chăm sóc cô ấy. Từ Lực Phàm nói năng rất lễ độ khiến người ta không thể bới móc được khuyết điểm gì. Bản thân anh ta bị vợ chưa cưới cắm sừng ngay tại hôn lễ có thể ở lại đây trong thời gian dài như vậy mới đi đã là hiếm có lắm rồi, chẳng lẽ còn đòi người ta phải đợi ở đây đến khi trời tàn đất tận. Cho dù trong lòng thực sự nghĩ như thế, nhưng Ninh Thần cũng không thể nói ra, cô biết rằng như thế mới thực sự là ích kỷ. Mà hành vi của Phan Tư Mễ cũng rất ích kỷ. Vì tình cảm cá nhân của mình mà cô ta không hề suy xét tới suy nghĩ và cảm nhận của bất cứ ai, dùng cho hề nhảy lầu tự sát khiến mọi việc rối tung rối mù, ai cũng lúng túng và khó xử. Đến cả Hoắc Khải cũng có thể chịu ảnh hưởng từ sự việc này. Sao cô ta có thể trở nên cực đoan đến vậy? Phan Tư Mễ năm xưa lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, hào sảng bỗ bã có thể chơi đùa cùng tất cả mọi người, rốt cuộc làm sao thế này? Thời gian ở lại bệnh viện sẽ rất dài, nhưng công việc của công ty cũng rất nhiều, Ninh Thần không thể ở đây mãi được. Lỡ như Phan Tư Mễ biến thành người thực vật, chẳng lẽ cô phải bầu bạn bên cạnh suốt đời sao? Thế nên Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng khuyên cô về nhà nghỉ ngơi rồi khôi phục trạng thái công việc, khi nào rảnh rỗi có thể tới bệnh viện thăm. Nơi này có bác sĩ và y tá cũng như hộ lý chuyên nghiệp, đồng thời trong 48 tiếng đầu tiên, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải sẽ luân phiên nhau túc trực tại đây. Ninh Thần biết hai người này nói rất đúng, dù cô ở bên cạnh Phan Tư Mễ lâu đến đâu đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được bất kỳ chuyện gì, nhưng công ty không thể thiếu vắng mình. Sau khi bán đứt phần lớn cổ phần trong tay, đến thời điểm này, Mục Thế Kiệt đã chủ động lựa chọn từ chức. Ông ta biết mình đã bỏ qua một thời cơ cực kỳ lớn, cả đời này không thể nào chờ mình được nữa. Nếu đợi người ta chủ động cho mình thôi việc, chỉ bằng để ông ta tự giác. Nhưng Ninh Thần không để ông ta đi, tuy rằng đồng ý cho ông ta bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc của công ty con giáp tử, nhưng vẫn cho Mục Thế Kiệt vị trí cố vấn danh dự đặc biệt của phòng nghiệp vụ. Chức vụ này sở hữu gần như mọi quyền hành tương đương với giám sát bộ phận nghiệp vụ, nhưng không phải giám sát nghiệp vụ. Bởi vì nếu để Mục Thế Kiệt nhậm chức giám sát nghiệp vụ, người khác sẽ chê cười ông ta vì đang yên đang lành mà không làm tổng giám đốc nữa, chủ động giáng chức chắc đầu óc bị chập mạch. Nhưng vị trí cố vấn danh dự đặc biệt nghe rất sang chảnh, chứng tỏ công ty không thể thiếu vắng ông ta được, chẳng khác gì một lời khen. Mục Thế Kiệt cũng biết Ninh Thần đang giữ thể diện cho mình, không muốn làm ông ta quá khó xử, thế nên ông ta cũng không từ chối ý tốt của cô không cần biết thế nào, trong tay ông ta vẫn còn giữ lại một phần trăm quyền cổ phần của công ty giáp tử, tuy rằng đã rút ra khỏi hàng ngũ đại cổ đông, nhưng phải biết rằng 99% quyền cổ phần của công ty con giáp tử đã bị công ty mẹ hy vọng mới thu hồi rồi. Cũng có nghĩa, ngoài công ty mẹ ra, Mục Thế Kiệt là người đứng thứ hai trong công ty này, đồng thời là cổ đông duy nhất. Nếu đã như thế, ông ta ở lại làm cố vấn cũng chẳng có gì không ổn thỏa. Tiền lương giảm đi một chút nhưng Mục Thế Kiệt vẫn thông cảm. Cho dù họ muốn giữ ông ta đến mấy cũng không thể nào ra giá cao hơn Tổng giám đốc được, nếu không thì người nhậm chức Tổng giám đốc sẽ nghĩ thế nào? Nhưng Mục Thế Kiệt trước giờ không tham dự vào những chuyện to tát, ông ta rất thông minh, biết rằng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể. Người được Ninh Thần phái tới công ty con Giáp Tử làm Tổng giám đốc là giám sát nghiệp vụ Vinh Phi Vũ của công ty mẹ, người này cũng là nguyên lão như Giản Tư Tư. Người này hiểu biết rất rõ về ngành giảm cân, vẫn luôn tìm hiểu sâu rộng về những thứ này, nếu so sánh năng lực cá nhân cũng không kém gì Mục Thế Kiệt, thậm chí vì trẻ trung nên khả năng tiếp thu rất mạnh, đầu óc linh hoạt, chỉ cần làm quen với nghiệp vụ một chút, chắc chắn có thể tạo ra thành tích tốt hơn Mục Thế Kiệt. Tính đến giờ phút này, những người vào cùng đợt với Giản Tư Tư đều đã là tổng giám đốc của các công ty con, chỉ riêng Ninh Hạo Bân vẫn là một nhân viên bình thường. Bây giờ hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết đến sự tồn tại của anh ta, thấy nhóm người cùng lứa với anh ta đã thăng quan tiến trước mà anh ta vẫn còn chật vật làm một cấp dưới, không ít người âm thầm chê cười anh ta, thậm chí tỏ ra cực kỳ khinh thường. Nhưng Ninh Hạo Bân không thấy tức giận vì điều này, anh ta biết rằng, anh ta tự mình chuốc lấy điều này. Nếu khi xưa không phản bội hy vọng mới, nếu có thể chăm chỉ và thật thà mà làm việc thì vị trí bây giờ của giản tư tư chắc chắn là của anh ta, không một ai có thể tranh giành với anh ta khi ấy cả hoác khải lẫn ninh thần đều đặt hy vọng cực kỳ lớn vào anh ta tiếc rằng bản thân ninh hạo bân không biết tóm lấy cơ hội quá sốc nổi để rồi chọn lựa một con đường đủ khiến anh ta hối hận mãi về sau mà bây giờ công ty hy vọng mới đặt hy vọng vào anh ta lần thứ hai nếu vẫn không biết nắm bắt thì quá ngu xuẩn ninh hạo bân không trông chờ vào việc thăng chức quá nhanh anh ta chỉ hy vọng có thể làm tốt việc của mình một cách chắc chắn để người của công ty phát hiện ra giá trị của anh ta thêm lần nữa. Anh ta muốn dùng hành động thực tế để nói với tất cả mọi người, anh ta thay đổi rồi. Không còn là cái thằng bộp chộp vừa bước chân ra khỏi cổng trường, kiêu ngạo cho rằng ông trời đứng thứ nhất và anh ta đứng thứ hai, không còn than trời trách đất chỉ vì một tí tẹo thất bại nữa. Năng lực cá nhân của Ninh Hạo Bân quả thực là người nổi bật nhất trong số tất cả mọi người, cho dù bây giờ có vô số nhân tài tiến vào công ty hy vọng mới. Thêm vào đó, Thái độ làm việc của anh ta đã trở nên chín chắn và trưởng thành, giản tư tư cũng có ý cất nhắc, cố tình giao cho anh ta rất nhiều công việc khá quan trọng. Đa số những công việc này đã vượt qua phạm trù mà một nhân viên cấp thấp được phụ trách, nhưng đây không phải khen thưởng, mà là một loại áp lực vô cùng nặng nề. Nếu Ninh Hạo Bân làm không tốt, anh ta sẽ càng bị chê cười, nếu anh ta làm tốt, cũng chỉ là nghĩa vụ nằm trong bổn phận thôi. Thế nên, có trách nhiệm, nhưng không tính là công lao. Nếu đổi lại là người khác chắc người ta đã từ chức từ lâu rồi, rõ ràng là báo cáo mà chủ quản mới phải phụ trách, tại sao bắt tôi làm? Rõ ràng là kế hoạch mà người khác có thể làm được, tại sao cứ đổ hết lên đầu tôi? Đã vậy làm xong hết tất cả mọi thứ, công lao vẫn thuộc về người khác, không liên quan gì đến bản thân mình. Trong tầng lớp nhân viên cấp thấp của cả công ty này, công việc của Ninh Hạo Bân nặng nề nhất, nhưng tiền lương mà anh ta nhận được lại là thấp nhất theo lời của giản tư tư đây là hình phạt của công ty cho việc anh ta phản bội anh ta phải bỏ ra tinh lực gấp nhiều lần người khác để tạo ra lợi nhuận cho công ty coi như chuộc tội con bò ăn cỏ nhưng vắt ra sữa anh cũng thế thôi nếu anh cảm thấy không vui không công bằng anh có thể xin thôi việc ninh hạo bân không lựa chọn thôi việc anh ta vui vẻ đón nhận mọi thứ lặng lẽ hy sinh chờ đợi một ngày vàng thật được tỏa sáng Tất cả hoan ước đều vì ngày quật khởi trong tương lai. Bây giờ anh ta đã học được cách lên kế hoạch cho cuộc đời mình, mà mục tiêu của anh ta là lội ngược dòng, từ kẻ phản bội hy vọng mới đến ngôi sao hy vọng có tiền đồ nhất của công ty. Giống như người kia của nhà họ Hoắc, dẫn dắt cả gia tộc không ngừng tiến về phía trước, tạo ra vô số huyền thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 531, hiểu. Ninh Hạo Bân trở nên im lặng chuyện này dù là với anh ta hay với công ty thì đều là chuyện tốt nếu anh ta thật sự có thể cố gắng giữ gìn thì việc anh ta được đề bạt trong tương lai cũng không còn quá lạ dù sao hiện giờ ninh thần cũng đã quá bận lại thiếu đi một trợ thủ bên cạnh tuy giản tư tư có năng lực nhưng lại quá chú trọng tiểu tiết năng lực chấp hành của cô ấy không thể chê vào đâu được nhưng lại thiếu sót ở phần kế hoạch chiến lược những chuyện lớn đều do ninh thần một mình phụ trách khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi dù sao thì hơn 2 năm trước, cô còn là một nhân viên bình thường của một công ty quảng cáo. Cho dù có học từ hoác khải rất nhiều kiến thức trong thời gian qua đi nữa thì cũng khó mà theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công ty. Cùng với sự xuất hiện của kỹ thuật VR, Ninh Thần càng thêm mù mờ về phương hướng phát triển. Cô không hiểu thứ này, mà dù có hiểu thì cũng không biết nên phối hợp nó với ngành khác thế nào. Cũng may có hoác khải giúp đỡ. Anh phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến VR, nếu không thì ninh thần cũng giàu hết cả ruột khi ninh thần đi khỏi bệnh viện cơ hương ngưng mới nhìn hoắc khải và nói hay anh về nghỉ trước đi tôi ở đây thêm chút nữa rồi anh lại đến thay ca cho tôi sau không sao tôi khỏe mà tạm thời chưa cần nghỉ ngơi đâu hoắc khải lắc đầu đáp à dạo này cô ở nhà họ cơ sao rồi ngành VR có tầm quan trọng rất lớn hoắc khải đã không có sức lực đi để ý chuyện khác nữa rồi giờ anh đã rất hít hỏi về chuyện của nhà họ cơ dù sao cơ hương ngưng cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của quyền lực nòng cốt chỉ còn cần một bước là dũng cảm vượt qua nữa thôi dĩ nhiên muốn lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ cơ thì không dễ như vậy chỉ với tình hình hiện tại cơ trấn hùng còn đang nắm giữ phần lớn số phiếu cho cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị trước khi nắm chắc mọi chuyện thì cơ hương ngưng không thể mạo hiểm hành động đánh rắn động cỏ được đã làm thì phải thành công vì nếu thất bại sẽ không có cơ hội thứ hai sự nhẫn nhịn của dòng chính với cơ hương ngưng chính là vị trí trong hội đồng quản trị đây đã là vị trí cao nhất mà nhánh phụ có được rồi nếu muốn lên cao hơn nữa thì tức là phải giảm đi lợi ích của dòng chính những người đã từng trên cùng một con thuyền với cô ấy liệu có còn nhẫn nhịn để cô ấy tiếp tục hay không rất khó nói tôi vẫn ổn thôi tôi đang quản lý phần lớn chuyện của dòng họ tuy hơi mệt nhưng rất có cảm giác thành tựu cơ hương ngưng đáp lời từ mục tiêu nhỏ là có được càng nhiều lợi ích của gia tộc hơn, cô ấy đã tăng lên thành nắm giữ quyền quản lý dòng họ. Mà hiện giờ cô ấy đã đạt được giấc mơ hồi nhỏ, việc còn lại chỉ là phá bỏ trói buộc của dòng họ, đạt được thành tựu cao nhất mà trước giờ cô ấy chưa dám nghĩ, cũng không dám nghĩ. Cứ từ từ, đừng vội, Hoắc Khải nói, nhà họ cơ đã trở thành một con đường bằng phẳng rồi, bọn họ đã giao nhiều việc cho cô thì cũng có lợi cho cô thôi khi tất cả còn ỉ lại vào cô thì những người nào mà không làm việc sẽ bị lùi về hàng hai. Khi nào cô nhận ra dòng họ không còn tiếng nói của họ nữa thì có thể phất cờ khởi nghĩa được rồi đấy. Nói như chiến tranh không bằng ấy, lại còn phất cờ khởi nghĩa. Tôi có cần tìm thêm con cá, bọc tờ giấy bên trong, viết chữ, vương hầu khanh tướng, cho đủ bộ không cơ hương ngưng cười đáp. Không cần đâu, chỉ sợ cá lại diễn không tốt thì hỏng, hoắc khải trả lời anh mà thỉnh thoảng nói mấy câu hài hước thì sẽ vui lắm đấy, Cơ Hương ngưng bật cười, sau đó nhìn Phan Tư Mễ đang nằm trên giường bệnh rồi hỏi, nhưng rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Đang Yên đang lành lại đi nhảy lầu, có phải là anh chơi chán rồi bỏ không? Cô nghĩ tôi là kiểu không chịu trách nhiệm à, Hoắc Khải hỏi. Không, Cơ Hương ngưng lắc đầu, đột nhiên lấy dũng khí nói một câu, nhưng tôi cũng khá mong là anh không chịu trách nhiệm. Hả? Hoắc Khải không hiểu ý của câu nói này theo tính cách của cơ hương ngưng thì nên tán thưởng tính cách đó mới đúng chứ sao lại mong anh không chịu trách nhiệm sau khi thốt ra câu đó thì cơ hương ngưng biết mình nói hơi nhiều sao lại có thể thổ lộ tâm tư của mình được chứ cô ấy thích hoác khải hay nói cách khác là yêu thầm nhưng không dám nói cô ấy biết hoác khải là một người có trách nhiệm nếu không hứa được thì sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý cho nên có những lúc cô ấy rất mong hoác khải là loại đàn ông tồi tệ chơi cô rồi bỏ cả hai bên không ai phải lo lắng cái gì. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, cũng gặp đủ loại người, nên cơ hương ngưng cũng không quá hứng thú với hôn nhân. Nói chính xác là cho đến giờ, ngoại trừ hoắc khải ra thì cô ấy vẫn chưa tìm được người đàn ông thứ hai nào xứng đáng để kết hôn. Nhưng hoắc khải đã có vợ, lại còn do chính tay cô ấy đẩy anh cho ninh thần. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cơ hương ngưng càng thêm hối hận. Vì thế mà cô ấy càng không hứng thú với hôn nhân hoác khải không hề biết cơ hương ngưng nghĩ như vậy nên cứ nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ ánh mắt của anh khiến cơ hương ngưng hơi đỏ mặt cô ấy nói ý tôi là nếu anh không chịu trách nhiệm thật thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn một chút có lúc quá nguyên tắc sẽ khiến ta mệt mỏi hoác khải không cười nữa đáp lời thoải mái hay mệt mỏi cũng không sao cả nếu đã sống trên đời thì không thể không chịu trách nhiệm với những gì mình làm được nếu thế thì còn ý nghĩa gì nữa đàn ông không thể bị khuất phục đây coi như là chủ nghĩa đàn ông sao?" Cơ Hương Ngưng hỏi. "Cô nghĩ sao thì là vậy." "Tôi nghĩ là đúng." Cơ Hương Ngưng nhìn anh, khẽ mỉm cười, "nhưng tôi cũng khá thích kiểu người này." Hoắc Khải không tiếp lời, cứ cảm giác câu này có gì đó sai sai. Tán thưởng với thích có ý nghĩa gần giống, nhưng vẫn có chỗ khác nhau. Anh cũng không biết Cơ Hương Ngưng đang nói sai hay như nào. Cơ Hương Ngưng không tiếp tục chủ đề này nữa lại chuyển qua nhìn Phan Tư Mễ, anh còn chưa nói là có chuyện gì với cậu ấy mà. Đừng nói là không liên quan đến anh hay là Phan Tư Mễ nhảy lầu vì từ lực phàm, tôi không tin đâu. Không thể không nói, tuy cơ hương ngưng và Phan Tư Mễ ít liên lạc nhưng cô ấy vẫn rất hiểu người bạn cũ này. Hoác Khải thở dài, không giấu giếm gì mà nói hết mọi chuyện xảy ra giữa anh và Phan Tư Mễ cho cơ hương ngưng nghe. Cơ hương ngưng càng nghe sắc mặt càng khác thường, nhưng cũng cảm thấy có lý. Phan Tư Mễ cũng thích người đàn ông đáng để cô ấy thích chẳng phải rất bình thường hay sao. Người đàn ông giỏi giang như một đóa hoa xinh đẹp, ai gặp cũng phải yêu. Nhưng Phan Tư Mễ lại nhảy lầu chỉ vì không có được hoác khải, thật là cực đoan biết bao. Cũng may mình không, cơ hương ngưng nói. Sao cơ, hoác khải hỏi. Không có gì, cơ hương ngưng nhanh chóng lắc đầu đáp, tức là cậu ấy định lấy cái chết để chứng minh sao. Cậu ấy ngốc thật, cũng không hiểu anh. Nếu anh là người có thể bị cái chết làm lung lay thì đó đâu còn là anh nữa. Theo tôi, chắc chắn anh chỉ muốn tránh xa cậu ấy ra, không liên lạc gì với cậu ấy nữa để tránh bị cậu ấy dùng cách tương tự để uy hiếp phải không? Xem ra cô không những cô rất hiểu cô ta mà còn hiểu cả tôi nữa nhỉ, Hoắc Khải nói. Đúng là anh có ý định như vậy, hành vi lấy cái chết để ép buộc này của Phan Tư Mễ thật sự quá đáng ghét. Hoắc Khải vốn dĩ đang có ý định kính trọng nhưng không gần gũi, với cô ta nhưng giờ thì anh còn chẳng muốn gặp cô ta nữa luôn cũng vì phan tư mễ và ninh thần khá thân thiết lại là lần đầu vì anh mà nhảy lầu nếu không đến thăm thì lại tuyệt tình quá nếu là anh hồi còn ở nhà họ hoắc thì hoắc khải chắc chắn sẽ tuyệt tình đấy nhưng hiện giờ anh tiếp xúc với quá nhiều sự tình cảm nên trái tim anh cũng trở nên mềm yếu hơn điểm này có thể nhìn thấy từ lúc anh đồng ý cho ninh hạo bân quay lại nếu là cậu chủ nhà họ hoác năm đó thì chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt với cái loại phản bội sau lưng, chứ đừng nói là cho cơ hội thứ hai. Càng hiểu anh thì càng có những lúc cảm thấy không ổn, cơ hương ngưng cảm thán. Tại sao, hoác khải không hiểu? Cơ hương ngưng lắc đầu không đáp, vì cô ấy không thể nói ra đáp án được. Nếu không hiểu hoác khải thì có lẽ một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ lấy cái chết để chứng minh tình yêu với người đàn ông này giống Phan Tư Mễ chương 532, loại hình yêu thích. Nhưng giờ nhìn thấy kết cục của Phan Tư Mễ làm cơ hương ngưng không dám như vậy nữa. Việc này làm cô ấy rất đau khổ, nếu đến cả cái chết cũng không được nữa thì phải làm sao bây giờ? Cơ hương ngưng ngồi ở bệnh viện một lúc rồi rời đi. Cô ấy muốn xử lý chuyện nhà họ cơ cho xong rồi quay lại, còn Hoác Khải thì một mình trông Phan Tư Mễ trong bệnh viện. Hai ngày sau, ý thức của Phan Tư Mễ đã khôi phục, nhưng nhìn vẫn khá ngốc nghếch bác sĩ nói rằng có lẽ quá trình ngã xuống đã khiến não bộ của cô ta bị va đập. Nhưng khi chụp cắt lớp CT thì cũng không thấy có kết quả gì khác thường, bọn họ chẳng biết giải thích làm sao, chỉ có thể nói là liên quan đến thể chất, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khôi phục lại. Ninh thần nghĩ cách liên lạc với gia đình của Phan Tư Mễ thì mới phát hiện ra Phan Tư Mễ đã không còn gia đình nữa. Bố mẹ cô ta đã qua đời vì một vụ tai nạn máy bay năm ngoái, nhưng lại chẳng một ai biết chuyện này. Phan Tư Mễ cũng chưa từng nói cho ai biết, cô ta luôn duy trì thói quen sinh hoạt bình thường, như kiểu bố mẹ cô ta qua đời chẳng có ảnh hưởng gì lớn vậy. Nhưng Ninh Thần biết, Phan Tư Mễ không phải không quan tâm mà là vì quá quan tâm nên mới không biết làm thế nào. Sau khi bố mẹ qua đời, Phan Tư Mễ dường như chẳng còn người thân nào khác nữa. Những người từng thân thuộc nhất đã cắt đứt liên lạc, giờ cô ta chỉ còn bạn học và khách hàng. Bạn bè thì chẳng có mấy người. Phan Tư Mễ ở nước ngoài cũng kết bạn với rất ít, cũng chẳng có ai về nước cùng cô ta. Khó khăn lắm mới gặp được từ lực phàm thì lại là một tên khốn lợi dụng cô ta. Cho dù ninh thần không biết mục đích thật sự của từ lực phàm nhưng cô vẫn thấy Phan Tư Mễ rất đáng thương. Thậm chí còn hiểu vì sao Phan Tư Mễ lại uy hiếp hoắc khải, vì cô ta đã chẳng còn ai đáng để dựa vào nữa rồi. Một mình cô ta tự chống đỡ mọi áp lực. Vốn bác sĩ tâm lý cũng dễ dàng bị uất ức rồi, cộng thêm các loại áp lực khiến Phan Tư Mễ lựa chọn cái chết. Đây cũng là chuyện bình thường. Không đơn giản chỉ vì Hoắc Khải mà còn vì cuộc đời bất hạnh của chính mình. Mà cô ta thích Hoắc Khải như vậy, có lẽ là vì Hoắc Khải đem lại cảm giác an toàn cho cô ta, khiến Phan Tư Mễ bộc phát sự ỉ lại. Cho nên em đồng cảm với Phan Tư Mễ sao? Hoắc Khải ôm vợ hỏi. Sau khi Phan Tư Mễ tỉnh lại thì không cần người bên cạnh 24 phần 24 nữa từ lực phạm ít ra cũng tốt trong khoản tìm y tá chuyên nghiệp để chăm sóc cô ta. Cho nên Hoác Khải và cơ hương ngưng đều không cần đến bệnh viện thăm non mỗi ngày nữa. Chỉ có ninh thần ngày nào cũng đến, cho dù chỉ là đứng nhìn từ cửa sổ. Đương nhiên, ninh thần thở dài, anh không thấy đáng thương sao. Còn trẻ như vậy mà đã không còn bố mẹ nữa, bên cạnh lại không có nổi một người có thể để cậu ấy dựa dẫm. Nếu là em thì em đã suy sụp từ lâu rồi. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, tâm lý cô ta quá cực đoan. Nếu em quá đồng cảm với cô ta thì chỉ khiến bản thân thêm phiền phức mà thôi, Hoắc Khải nói. Anh ấy, sao càng ngày càng nói chuyện máu lạnh vậy hả, ninh thần không vui đáp, tư mễ đã thành ra như vậy rồi thì sao khiến chúng ta rắc rối được nữa. Nếu cô ta khỏe lại rồi tìm đến nữa thì em sẽ để cô ta nhảy hay không để cô ta nhảy, Hoắc Khải hỏi. Ninh thần bị hỏi thì sừng sốt, cô thật sự chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Nhớ Phan Tư Mễ lại tìm đến nữa thì cô nên làm gì? Để Phan Tư Mễ nhảy, không phải lần nào nhảy xuống từ tầng 8 cũng sẽ may mắn được cứu đâu, con người rất yếu ớt. Nhưng nếu không để Phan Tư Mễ nhảy thì khác nào cho Hắc Khải đồng ý ở bên cạnh Phan Tư Mễ. Vậy cô phải làm thế nào đây? Ninh Thần mang vẻ mặt khổ não, đột nhiên xoa lên hai thái dương, lầm bầm phiền quá đi. Tại anh hết đấy, ai bảo anh giỏi giang như thế, toàn được các cô gái yêu thích thôi. Anh không thể làm mặt lạnh với người ta à? Thấy Ninh Thần trách móc, Hoắc Khải cũng dở khóc dở cười. Anh có làm mặt lạnh thì cũng không ngăn nổi sức hút của mình mà. Ninh Thần đương nhiên cũng hiểu, cô nói vậy chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cảm xúc mà thôi. Một lúc sau, Ninh Thần lại thở dài một hơi, thật ra nếu xét về tình thì nếu bắt em phải chọn giữa việc Phan Tư Mễ còn sống và mất đi anh, em sẽ chọn vế đầu. Không phải vì em không yêu anh, em yêu anh hơn bất kỳ ai cũng nguyện chết vì anh. Nhưng em cũng không muốn thấy người khác chết. Một mạng người đang sống sờ sờ chỉ vì một câu nói của anh để quyết định sống chết, thì ai sẽ nhẫn tâm chừng mắt nhìn cậu ấy chết chứ? Nhưng nếu mất đi anh thì em cũng sẽ đau đớn lắm. Em đó, đồ ngốc này, sống trên đời phải vui cho mình thì mới làm người khác vui được. Nếu đến bản thân còn không ổn thì sao có tâm sức đi lo cho người khác chứ? Chúng ta không phải thánh thần mà phải nghiêm khắc với bản thân như vậy, Hoác Khải nói. Nói thì nói vậy, nhưng hiện thực lại có những người vô tình thế đấy, Ninh Thần đột nhiên nhìn Hoắc Khải nói, "Hay là anh nhận lấy Phan Tư Mễ đi. Em sẽ coi như không biết gì, dù sao thì em cũng sẽ không ly hôn với anh đâu." Vì câu nói này của Ninh Thần mà tim Hoắc Khải đập nhanh hơn bao giờ hết. Vì người đầu tiên anh nghĩ đến không phải Phan Tư Mễ mà là Cố Phi Dương. Anh vẫn chưa nói với Ninh Thần chuyện của Cố Phi Dương. Cho dù Cố Phi Dương đã bày tỏ rõ ràng là không cần danh phận hay lời thề thốt gì, chỉ cần âm thầm ở bên Hoắc Khải là được. Nhưng với Hoắc Khải, chuyện người khác nghĩ và chuyện mình làm không giống nhau chút nào. Nếu được, anh càng hy vọng Ninh Thần có thể biết chuyện này, vì anh không muốn lừa ai cả. Nhưng Hoắc Khải vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, cũng không biết nói thế nào với Ninh Thần. Nếu là lúc trước, Hoắc Khải sẽ chẳng nghĩ nhiều, mặc kệ Ninh Thần nghĩ gì. Nhưng bây giờ Hoắc Khải đã dung hòa vào gia đình này triệt để rồi. Giống như việc Ninh Thần không thể mất đi anh, anh cũng không muốn mất đi Ninh Thần. Tim anh đập nhanh quá, sao thế, động lòng rồi hả? Ninh Thần sờ vào ngực anh, bĩu môi nói, quả nhiên đàn ông đều là heo, nói thật đi, có phải anh vẫn luôn có ý tưởng này nhưng lại nhẫn tâm từ chối Phan Tư Mễ vì em không? Hoắc Khải dù sao cũng chột dạ nên nói, không hề, anh chưa từng nghĩ muốn ở bên cô ta, cô ta không phải gu của anh ý anh là nếu có người đúng gu anh thì sẽ được hả, ninh thần hỏi. Hoác Khải bị hỏi đến á khẩu, tư duy của phụ nữ thật khiến người ta khó đỡ mà, anh có ý đó sao? Nhưng đứng từ góc độ này thì hình như là thế thật. Không ở bên Phan Tư Mễ là vì không có cảm giác với cô ta. Nếu anh trung thủy thì sao lại đồng ý với cố Phi Dương chứ? Vì cô ta đã vì anh mà chết sao? Đây khác nào tiêu chuẩn kép đâu dù sao Hoác Khải cũng hiểu bản thân không thể nào giải thích rõ chuyện này được. Nếu đã làm rồi thì anh cũng không định giấu giếm nữa. Anh sẽ nhân lúc này mà nói thẳng luôn. Anh muốn nói với em chuyện này, em nghe xong thì đừng vội quyết định. Anh mong em có thể bình tĩnh đã, được chứ, Hoác Khải nói. Chuyện gì vậy anh, Ninh Thần đột nhiên hoảng hốt, hay anh đã ngoại tình với Tư Mễ rồi? Em nghĩ đi đâu vậy? Nếu anh và cô ta có chuyện gì thì cô ta còn phải nhảy lầu sau, Hoắc Khải giờ khóc giờ cười đáp, anh không muốn nói đến Phan Tư Mễ mà là Cố Phi Dương, em còn nhớ cô ấy không? Dĩ nhiên là có, lúc trước anh nói anh gặp cô Cố mà, em còn nhớ là bảo anh mời hai mẹ con cô ấy về ăn cơm đấy. Cô Cố bị sao hả, Ninh Thần hỏi. Nhìn cô rất bình tĩnh, nhưng ngữ điệu đã bắt đầu run rồi. Phụ nữ rất tin vào trực giác, mà trực giác nói cho Ninh Thần biết cô Cố đã hai năm chưa gặp đó rất có khả năng có chuyện gì với chồng mình chuyện này là chân tướng mà chồng cô sắp nói ra, cũng là chuyện cô không muốn nghe. Nhưng Ninh Thần lựa chọn nghe, trước khi Hoác Khải nói rõ ra, cô không muốn phán đoán bất kỳ điều gì. Thời gian lăn lộn trên thương trường nói cho cô biết, suy đoán chủ quan là hành vi dễ khiến con người thất bại nhất trên đời. Vì có hơn 90% suy đoán chủ quan đều là nghĩ về kết quả xấu. chương 533, may mắn. Hồi trước anh có qua bên đó đàm phán với tập đoàn Phong Âu, chủ tịch tô tử hàng của bọn họ, hoắc khải không hề giấu giếm, kể hết tất cả mọi việc ra. Đến cuối cùng, anh nói, thực ra anh không có tình cảm gì lắm với cố Phi Dương, nhưng cô ấy có tình cảm với anh. Cô ấy có tình cảm với anh, lẽ nào Phan Tư Mễ không có sao, vành mắt ninh thần ửng hồng, nói. Tuy rằng sự thẳng thắn của chồng khiến cô biết rằng mình được coi trọng, nhưng nghĩ đến có một người phụ nữ khác muốn đến giành lấy tình cảm của cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng những nghĩ đến cố phi dương vì để hoác khải không vướng vào rắc rối, cho dù có tự sát cũng không cho tô tử hàng có cơ hội, ninh thần quả thật không nỡ nhẫn tâm để hoác khải từ chối cô ta. Tình cảm của họ không giống nhau, cố phi dương là kiểu rất bình thường ấy, còn phan tư mễ, hoác khải thở dài, nói tiếp, theo anh thấy, đây là bệnh tâm lý của cô ấy. Lúc đầu cô ấy hiểu nhầm anh, cho nên mới lập mưu dụ dỗ, muốn để anh mắc sai lầm. Sau khi phát hiện không thành công được thì cái tâm ma càng ngày càng lớn đến cuối cùng, biến thành một chướng ngại tâm lý. Cô ấy rất muốn có được sự công nhận của anh, hay có thể nói, để thỏa mãn được cảnh tượng mà ban đầu cô ấy nghĩ ra. Ngày nào còn chưa có được, thì bệnh của cô ấy lại càng nặng thêm, dẫn đến màn kịch ngày kết hôn lại bỏ trốn đi nhảy lầu tự sát. Ninh thần không hiểu lắm về tâm lý học, nhưng cô cảm thấy Hoác Khải nói có lý. Phan Tư mế quen Hoác Khải không lâu, nếu hai người thực sự có tình cảm, thì tốc độ phát triển của họ cũng có hơi nhanh quá hơn nữa phan tư mễ là người kiêu ngạo như vậy năm đó ở nước ngoài chắc chắn cũng đã từng gặp không ít người đàn ông xuất sắc tuy rằng hoác khải đã là nhân tài kiệt xuất nhưng phóng rộng tầm mắt ra toàn thế giới chưa chắc đã không có ai có thể sánh vai với anh ấy phan tư mễ không phát sinh quan hệ với mấy người đó lại chỉ dính lấy hoác khải có lẽ thực sự là vì vấn đề tâm lý cô ấy quá mong muốn biến những sự việc mà khi đó mình suy đoán thành sự thật cho dù có là lấy danh nghĩa tình yêu cũng nhất định phải biến Hoắc Khải thành tên cặn bã. Nhưng Cố Phi Dương không giống vậy, tình cảm của cô ấy với Hoắc Khải rất đơn thuần, chỉ đơn giản là ỷ lại, tán thưởng, thậm chí là sùng bái. Loại tình cảm như vậy, so với Ninh Thần chẳng khác là bao. Cho nên, Hoắc Khải có thể chẳng chút động lòng với chuyện Phan Tư Mễ nhảy lầu, nhưng lại không chịu tổn thương trái tim Cố Phi Dương lần nào nữa. Ninh Thần cũng hiểu điều này, sau khi Hoắc Khải giải thích điều khác biệt giữa hai người xong, Cô ấy âm thầm trách cứ, hỏi, vậy ý anh là muốn ở cạnh cô ấy sao? Hoắc Khải im lặng, vấn đề này quả thực rất ngượng ngùng, khiến anh không biết trả lời sao mới phải. Nếu nói là ở cùng nhau thì quả thực tổn thương người ta quá, nhưng nếu nói không ở cùng nhau thì dường như lại giống đang nói dối. Cuối cùng, anh dứt khoát ném vấn đề nan giải cho Ninh Thần, anh nói chuyện này với em là hy vọng em quyết định hộ anh. Nếu như em kiên quyết phản đối, thì cho dù thế nào anh cũng sẽ không đồng ý với cô ấy tuy rằng cô ấy là một người phụ nữ rất tốt nhưng trong lòng anh không ai có thể so được với em em là người vợ kết tóc xe duyên duy nhất của anh anh chắc chắn phải tôn trọng ý kiến của em ninh thần đột nhiên vươn tay ra nhéo mạnh anh dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi trông có hơi khó coi nhưng đang nhéo cô lại bật khóc bảo cô chọn làm sao được có thể chọn thế nào được để cô nhi quả mẫu bọn họ tiếp tục chịu khổ ở bên ngoài hay sao cùng là phụ nữ ninh thần hiểu rất rõ có thể chết vì một người đàn ông cần phải trả giá như thế nào có lẽ thực sự đã đem tất cả cuộc đời này đều giao hết lên người anh rồi tình sâu nghĩa nặng như vậy dựa vào tính cách của ninh thần quả thực khó mà nói ra lời từ chối nhưng để chính cô nói ra lời đồng ý cũng khó khăn chẳng khác gì cho nên ninh thần chỉ có thể nhéo mạnh hoác khải để cái tên ném cho cô vấn đề nan giải này phải chịu tội một phen. Hoác Khải không phản kháng, cũng không kêu đau, anh biết, sự đau khổ trong lòng vợ lớn hơn anh nhiều. Một lúc lâu sau, Ninh Thần mới buông Hoác Khải ra, cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện cánh tay của Hoác Khải đã chảy máu. Cô lại càng khóc dữ hơn, không nhịn được, nói anh không biết đau sao. Em đi lấy băng cứu thương cho anh. Không cần đâu, Hoác Khải vươn tay ngăn cô lại, Thở dài nói, anh đưa cho em một vấn đề nan giải quá, còn đau khổ gấp vạn lần vết thương ngoài da này. Vết thương ngoài da có thể lấy băng cứu thương dán lại che đi, nhưng nỗi đau của em thì có thuốc gì chữa được. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với em, xuống tay đi. Anh không có lỗi gì với em cả, Ninh Thần ôm lấy anh, nghẹn ngào mấy tiếng rồi nói, thực ra em cũng hiểu, không phải anh thực sự muốn có thêm người mới, chỉ là tình cảm của cô cố kia với anh đã vượt qua thế tục tầm thường lưu lại tại giữa nơi ranh giới sống chết. Nếu nói rằng anh yêu cô ấy, chẳng bằng nói anh đang báo đáp lại cả mạng sống của cô ấy. Hoắc Khải không nói gì, anh rất ngạc nhiên. Chuyện của mình và Cố Phi Dương, quả thật có đến hơn nửa là do muốn báo đáp, cho nên Ninh Thần đồng ý thì anh sẽ chấp nhận, còn không thì anh sẽ từ chối. Nếu thật sự là vì tình yêu, thì Hoắc Khải cũng không cần làm phức tạp đến vậy. Sao anh không nói gì, Ninh Thần ngước lên nhìn anh. Anh chỉ đang nghĩ, có người vợ thấu tình đạt lý như em, không biết kiếp trước anh phải thích bao nhiêu đức mới đổi lấy được, hoắc khải đáp. Mấy tên đàn ông thối tha như anh, quả nhiên ứng với câu nói đó, tự nhiên ân cần ắt có việc, chẳng cướp cũng là trộm. Muốn dùng mấy câu ngọt ngào để dỗ em hả, ninh thần đấm mạnh anh một phát, nếu dùng một câu nói đã đổi về được một mỹ nhân như hoa như ngọc, thì chắc đàn ông trên thế gian này đều làm vậy hết. Theo em thấy, chắc trong lòng anh đang âm thầm vui sướng chứ gì. Cô cố xinh đẹp như vậy, biết múa, biết hát, dáng lại đẹp hơn em. Anh không dỗ em, vẫn là câu đó, chỉ cần em nói không, anh lập tức cắt đứt hết tất cả liên hệ với cô ấy. Anh có thể phụ hết tất cả người trên thế gian này, duy chỉ có em và đường đường, chính là điểm yếu của anh, Hoắc Khải nói. Biểu cảm và ngữ khí của anh đều chân thành đến như vậy, tràn đầy cảm giác nghiêm túc. Ninh thần nhìn ra được, chồng mình không phải đang dỗ cô, mà tấm lòng và lời nói của anh đều như một mà trong cuộc sống bình thường cũng có thể nhìn ra điều này không có bất cứ ai có thể so được với vị trí của mình và con gái trong lòng anh nghĩ đến đây trong lòng ninh thần đã dễ chịu hơn cho dù thế nào ít ra thì mình vẫn là người anh yêu nhất ninh thần không kiên quyết phản đối chuyện này một là vì cảm thấy tình cảm sâu nặng của cố phi dương quả thực khiến người khác khó mà từ chối hai là ninh thần cũng rất đồng cảm với người phụ nữ này cùng là phụ nữ trong một số việc Cô cũng cảm thấy cảm động lây. Mà quan trọng nhất là Hoắc Khải quả thực quá xuất sắc. Hy vọng mới phát triển đến giờ đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Ninh Thần. Thậm chí có lúc đang làm việc mà nhớ lại thời mới mở cửa hàng Tao Bao, lại nghĩ đến quy mô công ty hiện giờ, đều cảm thấy có chút không chân thực. Chỉ trong thời gian 2 năm, làm sao có thể phát triển đến mức khó tin như vậy? Phóng tầm mắt ra toàn thế giới, không phải chẳng có công ty nào dùng thời gian 2 năm mà đạt được thành tích như vậy. Nhưng đó đều là những công ty viễn thông thời tới cản không kịp. Hy vọng mới hoàn toàn không phải là một công ty viễn thông, mà là công ty lấy sản phẩm giảm cân làm chính. Tuy rằng trong tương lai sẽ chuyển đổi hướng tới công ty kỹ thuật cao, nhưng trước mắt thì lợi nhuận chủ yếu vẫn đến từ sản phẩm giảm cân. Hơn nữa cho dù sau này chuyển đổi thì cũng sẽ không bỏ sản phẩm giảm cân, chỉ có định mức nghiệp vụ trong công ty sẽ giảm đi mà thôi. Cho nên, một công ty như vậy có thể phát triển đến mức này trong thời gian ngắn, quả là kỳ tích. Nếu không, cũng sẽ chẳng thu hút được nhiều công ty đầu tư mạo hiểm bỏ giá cao để mua mấy tỷ cổ phiếu như thế. Chỉ riêng số cổ phiếu giá 10.000 một cổ phiếu đây thôi bán được hơn mấy tỷ đã đủ làm người khác kinh ngạc rồi. Mà công thần của tất cả những thứ này, có thể toàn thể nhân viên của Hy vọng mới cũng góp phần, nhưng nhiều hơn hết lại chính là Hoắc Khải. Bởi vì mỗi một lần công ty nhảy vọt đều là nhờ Hoắc Khải nghịch chuyển càn khôn lần đầu tiên là sự phản bội của ninh hạo bân lúc công ty nguy hiểm nhất biến nguy thành an hơn nữa phát triển thêm một bước lần thứ hai là nhà họ hó hóc vây hãm công ty lại phát triển được trên toàn quốc lần thứ ba lại là vụ chuyển nhượng lợi nhuận khổng lồ từ công ty va biến hy vọng mới trở thành một công ty tiềm năng nổi tiếng trong và ngoài nước chính ba lần cơ hội này mới khiến cho một cửa hàng tao bao nhỏ bé phát triển tới bước đường ngày hôm nay như vậy so ra bình nước nóng kinh vân do Ninh Ngọc Lâm vận hành kinh doanh, tuy rằng trước mắt đạt được vị trí rất cao trong các thương hiệu sản phẩm thương mại trên sàn thương mại điện tử tao bao, nhưng danh tiếng của nhà máy lại không lớn lắm. chương 534, sắp xếp. Những công ty kiểu như vậy thì tiềm lực phát triển trong tương lai bị hạn chế, ít nhất là cổ phiếu của họ không thể nào có thể bán ra tới giá 10.000 tệ trên một cổ phiếu. Nền móng đều do Hoác Khải giúp đỡ xây dựng, sau đó sự phát triển lớn hơn dự tính đã cho thấy Hoắc Khải tài giỏi thế nào. Mà người đàn ông ưu tú như thế có thể thu hút sự chú ý của nữ giới trên toàn thế giới thì cũng không có gì là lạ. Mặc dù bản thân Hoắc Khải đã cố gắng giữ mình nhưng những thứ mê hoặc cám dỗ bên ngoài kia nhiều vô kể, anh thật sự có thể cả đời không phạm sai lầm sao? Điều quan trọng là Ninh Thần vẫn luôn cảm thấy bản thân cô không xứng với người đàn ông ưu tú như Hoắc Khải. Năng lực của anh quá mạnh mẽ cao đến mức khiến người khác muốn nhìn theo cũng đã là một chuyện tốn sức. Không phải là chưa từng có người nói về khoảng cách giữa cô và Hoắc Khải. Cho dù từ trước đến nay, Hoắc Khải không cho ý kiến về chuyện này nhưng trong lòng Ninh Thần tự hiểu rõ. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp Hoắc Khải. Bởi vì dưới sự bồi dưỡng của nhà họ Hoắc, từ nhỏ đến lớn Hoắc Khải luôn được học về kinh doanh từ không khí gia đình cho đến môi trường phát triển cùng với khả năng thiên bẩm của cá nhân sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nếu đã như vậy thì sao có thể cứ cố gắng là bù đắp được lỗ hồng chứ? Nếu sau này nỗ lực hết sức, có thể vượt qua những người khác 10 năm công sức thì đã có thể nói là thiên tài rồi. Hơn nữa, khi cô phát triển thì những người khác cũng đang tiến lên. Vốn dĩ xuất phát điểm của họ đã cao hơn cô thì phải chạy nhanh đến mức nào mới có thể đuổi kịp. Cuống hồ, vốn dĩ bản thân ninh thần không phải là thiên tài kinh doanh. Bây giờ cô chỉ vừa mới nhập môn, có quen thuộc với một số quy tắc trên thường trường. Nhưng nếu muốn cô độc lập tự chủ, tự mình sáng tạo một phương hướng chiến lược mới thì vẫn chưa đủ năng lực. Giống như trước đây, ninh thần chỉ dựa trên nền tảng của Hoắc khải mà phát triển những cái mới, tạo ra điểm lợi nhuận mới. Mà phương hướng chính vẫn do Hoắc khải vạch ra. Cô biết mình và Hoắc khải không phải người cùng trình độ, trong lòng ninh thần cảm thấy tự tin cũng là chuyện thường tình, cho nên cô không hy vọng bản thân có thể chói buộc được người đàn ông này mà cũng biết mình không chói buộc nổi. nếu cô thật sự không xứng với anh thì không nên ngăn cản anh tìm người tương xứng. nói thật lòng, nếu hoắc khải thật sự chỉ tìm cố phi dương, ninh thần lại thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, bởi vì so với cô, cố phi dương không có quá nhiều ưu thế. điều này khiến ninh thần cảm thấy không phải mình bị bỏ rơi. Nếu Hoắc Khải tìm một cô thiên kim tiểu thư nhà giàu gia tài bạc triệu hoặc là một nữ doanh nhân tài giỏi chân chính thì lại là một áp lực rất lớn đối với Ninh Thần. "Vậy ngày mai anh đón cô cố đến đây?" Ninh Thần nói. "Ngày mai, không hay lắm nhỉ?" Hoắc Khải do dự nói. "Đừng giả bộ nữa, anh đừng nghĩ là em không biết trong lòng anh nghĩ gì, chắc sớm không nhịn được rồi nhỉ?" Ninh Thần vừa nói vừa đánh anh, mỗi lần đều dùng hết sức, dường như chỉ có làm như vậy với khiến cho dễ chịu hơn một chút cô nói anh yên tâm em bảo anh đi đón cô cố đến đây chủ yếu là muốn nói chuyện với cô ta nếu cô ta làm đúng như những gì anh nói vậy em cũng không phải không thể cân nhắc nhưng anh cũng đừng cho là em trí công vô tư em có thể đồng tình với cô cố nhưng tuyệt đối không thể thật sự cùng cô ta chia sẻ cái gì đặc biệt là gia sản những thứ này tương lai đều thuộc về đường đường không ai có thể cướp được của con bé cho dù giọng nói của ninh thần ngập ngừng nói cho dù sau này anh và cô cố có con cũng vậy. Em nghĩ gì thế, còn chưa ăn hỏi đã nghĩ đến chuyện con cái?" Hoắc Khải bật cười nói. Từ trước đến giờ, bản thân anh chưa từng nghĩ đến sẽ có con với Cố Phi Dương. "Em không quan tâm, đây là giới hạn, tuyệt đối không thể dao động." Ninh Thần quyết liệt nói. Ngoài tình cảm thì gia sản chính là thứ đáng để xem trọng nhất. Nếu Hoắc Khải và Cố Phi Dương muốn đi đêm trong chuyện này thì có đánh chết Ninh Thần cũng không đồng ý. Cô ấy không thể để mất người lại còn mất tiền được. Nếu không phải cảm thấy những câu này nói ra quá khó nghe thì có khi Ninh Thần còn muốn lập một bản cam kết tài sản để Hoắc Khải ký tên. Hoắc Khải hiểu rõ sự lo lắng của cô, nói: "Em yên tâm, anh sẽ không gây bất kỳ phiền phức nào về gia sản. Nếu em không tin thì có thể làm một bản công chứng gia sản. Hơn nữa nói trắng ra, anh với em mới là vợ chồng. Ngoài hai chúng ta bất kỳ ai cũng không có tư cách phân chia tài sản." còn về chuyện con cái anh thật sự chưa từng nghĩ có con với cô ấy hơn nữa bây giờ em đang mang thai phải thật chú ý nhé ninh thần mang thai đã được một khoảng thời gian rồi nhưng vì công việc quá bận rộn nên dù mang thai cũng không béo lên bao nhiêu dáng người nhìn vẫn giống như trước đứa trẻ này mới thật sự là con của hoác khải và ninh thần cho nên hoác khải rất xem trọng chuyện này vốn dĩ anh hy vọng ninh thần có thể yên tâm dưỡng thai ở nhà nhưng ninh thần không muốn làm thế vốn dĩ khoảng cách giữa ninh thần và hoác khải đã quá lớn rồi nếu cô còn ngồi ngây ngốc ở nhà thì không phải khoảng cách lại càng lớn sao cho nên cô kiên trì muốn tiếp tục đi làm lúc nào sắp sinh thì tính sau hoác khải cũng hiểu suy nghĩ của cô nên cũng không ép buộc chỉ thường xuyên dặn dò chăm sóc bản thân nếu cô cảm thấy không thoải mái thì phải nghỉ ngơi kịp thời vẫn là câu nói đó tiền thì lúc nào kiếm cũng được không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn em rất chú ý mà. Hai ngày trước mẹ còn lấy cho em một bài thuốc an thai, nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua thuốc, Ninh Thần nói. Thuốc an thai không cần uống cũng được, trong thuốc thì có ba phần độc, chỉ cần cơ thể không có gì bất thường thì không cần uống mấy thứ đó, Hoác Khải nói. Ninh Thần ừ một tiếng, hỏi, vậy ngày mai anh đi đón cô cố sao? Bảo cô ấy tự đến, anh ở nhà với em, Hoác Khải nói. Đừng nói làm như anh quan tâm lắm, nếu chúng ta đã quyết định như thế thì em sẽ không để ý chuyện nhỏ này muốn đón thì anh tự đi mà đón tránh sau ngày có người nói em nhỏ mọn ninh thần nói thấy cô tỏ ra kiên quyết như thế hoác khải chỉ đành đồng ý tuy miệng nói không để ý nhưng hành động thực tế của ninh thần đã nói cho hoác khải biết cô không hề vui vẻ lúc ngủ cô còn không cho hoác khải ôm mình một hành động nhỏ mang tính tiểu tiết như vậy cũng thể hiện rõ tâm trạng thực sự trong lòng Hoắc Khải hiểu cô đang đau lòng nên cũng không ép. Trên thực tế, thật sự anh hy vọng Ninh Thần sẽ từ chối. Nếu như thế anh có lý do chính đáng để không quan tâm cái chuyện loạn như cào cào này. Nhưng đáng tiếc, Ninh Thần quá mềm lòng. Em hy vọng chuyện này, không phải có một thì có hai, có hai là có ba. Nếu anh ba ngày hai bữa mang phụ nữ về nhà thì em không thể đồng ý chuyện như thế, cuối cùng Ninh Thần lẩm bẩm nói. Hoắc Khải giờ khóc giờ cười, Nói cố phi dương đã là chuyện ngoài ý muốn rồi, chỉ là một lần trùng hợp. Em cũng không phải không hiểu cách làm người của anh, anh thật sự không nghĩ nhiều đến những chuyện này, sao có thể làm cái chuyện điên rồ kiểu ba ngày hai bữa mang phụ nữ về nhà chứ? Có phải là là chuyện điên rồ hay không chỉ có anh mới biết. Em chỉ hy vọng sau khi đường đường lớn lên không bị ai nói nọ nói kia sau lưng. Coi như nói bố của con bé thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến con, Ninh Thần nói. Hoắc Khải ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, người nắm quyền của gia đình giàu có thì không hiếm gặp những chuyện này, mà đa số mọi người đều thích hóng hớt, bàn luận về nó. Người nào lại vừa kiếm thêm được mấy căn nhà, người nào bao dưỡng minh tinh. Thân là con cháu nhà giàu có thì sẽ chẳng lạ lùng gì những chuyện này, bao gồm cả Hoắc Khải cũng vậy. Những quản lý cao cấp trong dòng họ, đa số đều không chỉ có một phụ nữ. Thậm chí, lúc anh còn là cậu chủ Hoắc thì đối với chuyện tình cảm cũng rất lạnh bạc chưa từng nghĩ chịu sự trói buộc của người phụ nữ nào sau khi được sống lại anh đã biết điều gì là tốt điều gì là xấu nên mới dần thay đổi nếu không thì bây giờ chắc chắn hoác khải sẽ trở thành kiểu người mà ninh thần ghét nhất ngày hôm sau hoác khải đặt vé máy bay đến thành phố khác để tìm cố phi dương biết hoác khải đã nói chuyện này với ninh thần sắc mặt cố phi dương có chút tái nhợt có thể nhìn ra cô ta rất căng thẳng mà sau khi biết ninh thần không phản đối mà lại muốn gặp mặt cô ta thì cố phi dương càng không thể tin nổi. Ninh thần muốn gặp em, tại sao, cố phi dương hỏi. Theo cô ta thấy, bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải loại chuyện này đều sẽ một là khóc, hai là làm ồn ào, ba là treo cổ. Không đánh cho kẻ thứ ba tím mũi xương mặt đã là tốt lắm rồi, sao có thể sẵn sàng chủ động gặp cô ta. Cô ấy muốn biết, em có như anh nói hay không, hoắc khải cao mày, Nói, điều này cũng không khó hiểu. Nếu muốn tiếp nhận một thành viên mới trong gia đình thì phải biết tình hình cụ thể về cô ấy chứ. Chương 535, trở lại. Em không muốn đi, dĩ nhiên Cố Phi Dương lắc đầu. Cô ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong để đối mặt với cuộc gặp này. Tuy đều là người trưởng thành, biết chuyện gì đều phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng cũng vì đã trưởng thành nên càng cảm thấy mất mặt, bởi vì dù nói thế nào thì cô ta cũng là kẻ thứ ba mà sự khoan dung của ninh thần lại khiến cố phi dương càng cảm thấy áy náy. Cô ninh là người tốt như thế mà mình lại khiến cô ấy buồn khổ. Lần này chính là cô ấy bảo anh đưa em trở lại. Nếu em không đi, có thể cô ấy sẽ cảm thấy em coi thường cô ấy, hoắc khải nói. Hả, cố phi dương vô cùng ngạc nhiên, sự việc sẽ phát triển như vậy sao? Sau khi nghĩ ngợi một hồi thì thấy có khả năng đó xảy ra thật. Người ta đã không để ý muốn cô ta quay lại gặp mặt một lần, nói chuyện một lát, cô ta lại cố ý không gặp, như vậy chính là coi thường người ta sao? Nếu như vậy, vốn dĩ không có mâu thuẫn lại trở nên có mâu thuẫn rồi. Không thể không nói, năng lực nắm bắt lòng người của Hắc Khải quá mạnh mẽ. Cho dù trong lòng Cố Phi Dương không bằng lòng thì chỉ một câu đã đánh tan suy nghĩ của cô ta. Trừ khi muốn lật mặt với Ninh Thần, nếu không, cô ta bắt buộc phải đi. Vậy Cô Ninh thích cái gì, em sẽ mua tặng cô ấy, Cố Phi Dương hỏi. Hoắc Khải mỉm cười nói, cô ấy không đặc biệt thích thứ gì. Nếu em muốn tặng đồ thì mua gì cũng được. Cố Phi Dương gật đầu, chạy đến trung tâm thương mại cao cấp mua rất nhiều đồ. Đa phần là quần áo và trang sức, không có đồ trang điểm mà có vài đồ ăn vặt mà các bạn nhỏ thích ăn. Một đống đồ đặc nhét chặt hai vali lớn, sau đó gửi chuyển phát đến thành phố Dung. Để lần gặp mặt này càng tốt đẹp Cố Phi Dương còn cố ý đợi hai ngày sau, nhận được tin gói hàng đã đến thành phố Dung, cô ta mới trở về cùng Hoắc Khải. Biết được trở về thành phố Dung gặp lại bạn cũ, nhạc văn văn vô cùng vui mừng. Cô bé còn chọn mặc một bộ quần áo mới và vẽ một bức tranh. Trong bức tranh đó có hai cô gái nhỏ cùng chơi đùa, xa xa còn có một bạn béo đang đứng nhìn. Nếu không lầm thì đó chính là bàn hổ, con trai của Phương Sương Thịnh. Thằng nhóc này từ nhỏ đã kháu khỉnh bụ bấm, chơi rất thân với nhạc văn văn và đường đường. Nhắc đến Phương Sương Thịnh, Hoác Khải có chút cảm khái, đã rất lâu rồi không liên lạc với đại gia bất động sản đó rồi. Sau khi quy mô của hy vọng mới phát triển nhanh chóng, cả Hoác Khải và Ninh Thần đều vô cùng bận rộn. Phương Sương Thịnh thỉnh thoảng gọi điện kêu họ tới ăn cơm, nhưng phần lớn thời gian Hoác Khải đều ra ngoài công tác, Phương Sương Thịnh cũng ngại một mình đi ăn với Ninh Thần, tránh người khác bàn ra tán vào nên đành nói để lần sau. Lâu dần, Liên lạc giữa mọi người cũng dần thưa đi. Nhưng tình bạn giữa những người làm ăn không bao giờ là quá lạnh nhạt, chỉ cần liên quan đến lợi ích thì 5 năm không gặp cũng nhiệt tình như người thân. Hai người lớn một trẻ nhỏ ngồi tàu cao tốc trở về thành phố Dung. Ninh Thần không đến ga đón người, tuy cô gần như đồng ý chuyện này nhưng dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện bất lợi với cô. Hơn nữa để giữ uy quyền của người vợ chính thức nên cô bắt buộc phải giữ khoảng cách tốt, tránh cho người ta cảm thấy bị cô bắt nạt. Còn tìm người khác đến đón thì Ninh Thần lại càng không đồng ý. Vốn dĩ, chuyện này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nếu đồn ra ngoài, Hoắc Khải thì không sao, cùng lắm là có người nói anh là thằng tồi, có tiền thì mua vui. Mà bản thân Ninh Thần thì lại trở thành trò cười cho người khác. Cho nên, Hoắc Khải và hai mẹ con Cố Phi Dương tự gọi taxi, rất khiêm tốn. Trên đường, lái xe hình như nhận ra là Cố Phi Dương đã rời quê khá lâu rồi còn nhiệt tình giới thiệu những thay đổi trong hai năm nay của thành phố Dung. Thật ra, nếu nói sự hiểu biết về thành phố Dung thì chắc chắn Hoác Khải biết rõ hơn người lái xe nhiều, nhưng anh không hé môi nói lời nào mà chỉ yên lặng lắng nghe. Cố Phi Dương cũng vậy, cô ta nhìn lên những tòa nhà cao tầng ngoài kia cảm thấy hai năm không quay lại mà thành phố Dung đã thay đổi rất nhiều. Chỗ mảnh đất hoang trước đây, bây giờ đã mọc lên những tòa văn phòng cao ngất nhờ sự nổi lên của hy vọng mới mà có không ít những chuỗi sản xuất mới dần đi vào hoạt động. Dưới sự nỗ lực của hy vọng mới và các phòng ban khác, những nhà máy này xây dựng tại thành phố Dung, góp phần đóng thuế và tăng việc làm cho thành phố này. Nghe nói, rất nhiều công ty lớn đều xây một tòa nhà lấy tên công ty là biểu tượng. Anh từng nghĩ đến chuyện này chưa, Cố Phi Dương bỗng nhiên hỏi. Hoác Khải lắc đầu, nói anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước đây, những công ty xây tòa văn phòng là do sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường bất động sản và khả năng sinh lời lớn nhưng bây giờ xây một tòa nhà ít nhất cần hơn một tỷ thậm chí hơn chục tỷ mà bây giờ công ty đang trong thời kỳ phát triển quan trọng mỗi phân tiền đều phải chi có tính toán nếu không cân nhắc đến vấn đề gắn kết đội ngũ nhân viên thì thậm chí anh còn muốn nhân viên làm việc ở nhà để tiết kiệm chi phí lái xe ngồi phía trước nghe thấy thế thì nói ông chủ này nói không đúng rồi Tình hình của công ty chính là mặt tiền của anh, người ta vừa thấy công ty anh có tòa văn phòng riêng, có mấy chục ngàn nhân viên thì nở mày nở mặt cỡ nào. Nếu thấy anh cửa nhỏ, nhà nhỏ, đến cả nhân viên chính thức cũng không có lấy một người thì cảm thấy anh không có thực lực. Giống như rất nhiều ông chủ cũng không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn cắn răng mua một chiếc xe sang là vì thể diện, để khiến người khác tin tưởng ông ta. Cho nên, không thể tiết kiệm tiền. Hoắc Khải nghe thấy thì bật cười, nhưng không phản bác. Đối với anh mà nói, lái xe trước mặt chỉ là một người qua đường. Nhận thức của anh ta dựa trên sự hiểu biết của chính bản thân người đó vào thế giới. Mà sự hiểu biết này dựa trên việc anh ta thuộc tầng lớp nào. Hoắc Khải và anh ta không phải là người cùng một tầng lớp, đương nhiên cách lý giải cùng một việc sẽ không giống nhau. So sánh với việc dùng hơn chục tỷ để xây một tòa văn phòng, Hoắc Khải càng muốn dùng khoản tiền này đầu tư vào ngành VA hơn. 10 tỷ, đủ để anh làm rất nhiều chuyện. Còn bây giờ, nhà nước không ngừng tiến hành khống chế ngành bất động sản, cho nên chắc chắc tương lai của ngành bất động sản không thể phát triển rực rỡ, cũng không thể tiếp tục tăng chóng mặt được. Bởi vì kinh tế nhà nước đa phần là đầu tư vào bất động sản, còn đầu tư vào ngành nghề khác rất ít. Nhiều người rút tích lũy cả đời để mua nhà, vậy thì làm gì còn tiền mà tiêu dùng? Mà ngành bất động sản thì nói trắng ra là một đống bê tông, sắt thép. Trong mắt người bình thường thì đáng tiền nhưng trong mắt những người thuộc tầng lớp cao thì đây tuyệt đối không phải là ngành trụ cột. Một khi sụp đổ thì tạo thành ảnh hưởng cực lớn với cả đất nước. Còn rất nhiều lý do khiến Hoắc Khải sẽ không bao giờ đầu tư vào ngành bất động sản. Vấn đề này của Cố Phi Dương chỉ là thuận miệng nói một câu chứ không nghiên cứu sâu xa. Còn ý kiến của lái xe thì cô ta chỉ nghe làm câu chuyện mà thôi. Nếu để người lái xe biết người đàn ông đang ngồi trong xe là ông chủ lớn của công ty có giá trị hơn 30 tỷ thì sợ là sẽ bị dọa không lái được xe. Ở trước mặt nhân vật lớn như thế thảo luận chuyện phát triển công ty thì không khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nửa tiếng sau, chiếc xe đi vào khách sạn. Đúng lúc đó, Ninh Thần gọi điện thoại đến, đến rồi sao? Anh đã đến cửa khách sạn, lên ngay đây, Hoác Khải trả lời nói. Trước tiên anh đừng xuống xe, bảo mẹ con cô cố xuống trước rồi tự đi lên. 5 phút sau anh lên, giãn thời gian ra, Ninh Thần nói. Hoác Khải nghe thế thì chợt sững lại, sau đó thì hiểu nghe ý của Ninh Thần. Cô sợ ba người họ cùng xuống xe bị người khác nhìn thấy thì đến lúc thành mồi câu cho giới truyền thông. Cách làm cẩn thận, tỉ mỉ như thế cũng không phải chuyện xấu, Hoác Khải không phản đối mà nói với cố Phi Dương, hai người lên trước đi, anh đi sang gần đây mua đồ rồi trở lại. Hả, hai mẹ con em tự đi lên sao? Nếu không, em ở cửa khách sạn đợi anh rồi cùng lên nhé, cố phi dương căng thẳng nói. Không cần, phòng ở tầng cao nhất, tầng đó chỉ có hai mẹ con ở nên cứ đi lên là được. Anh giúp em đi lấy thùng đồ chuyển phát nhanh đến rồi mang lên. Không phải em muốn tự mình đem lấy đấy chứ, Hoác Khải nói. Nghe anh nói thế, cố phi dương cắn răng ngẫm nghĩ một lát rồi mới đưa nhạc văn văn lên lầu. Mà Hoác Khải ngồi xe đi xa khoảng 200 mét rồi xuống xe đi bộ quay lại. Thật ra, đồ chuyển phát nhanh không cần đích thân anh đi lấy mà nhân viên bên đó đã đưa tới khách sạn rồi. Hoác Khải đến quầy lễ tân bảo họ lấy đồ đi cùng anh lên tầng. Phòng Tổng thống ở tầng cao nhất, một đêm hết 68.000 tệ, tuy rằng có giảm giá thì cũng phải hơn 40.000. Đối với người bình thường mà nói thì đây là con số khó mà tưởng tượng được. Thậm chí họ sẽ nghĩ, có nhiều tiền như thế, mua đồ trang sức, quần áo hoặc đồ gì đó không tốt hơn sao. Audio điện tử võ tấn bền Chương 536, điều kiện. Nhưng đối với Ninh Thần mà nói thì tiền không quan trọng. Bây giờ nhà cô kiếm tiền đủ nhiều rồi, nếu không phải đầu tư phát triển thì mỗi năm tài khoản ngân hàng của cô cũng cộng thêm 1 tỷ. 1 tỷ chia cho 365 ngày trong năm thì bình quân mỗi ngày kiếm được hơn 2 triệu, gần 3 triệu. 99,99% ,99 số người trên thế giới này có ước mơ lớn nhất đời là mỗi năm kiếm được con số đó thì đã thỏa mãn lắm rồi còn hy vọng mới lại đạt được nó chỉ trong một ngày. Cho nên, một ngày bỏ ra mấy chục ngàn thuê phòng thì ninh thần vẫn thoải mái chi khoản này. Điều quan trọng là cô không hy vọng bị những người không liên quan quấy rối chuyện này. Nếu không phải cân nhắc đến tình huống đặc biệt thì ninh thần còn muốn mua luôn một căn nhà rồi sắp xếp hai mẹ con cố phi dương vào ở đó. Nhưng nghĩ một chút thì không phải như thế là giúp chồng mua nhà vàng giữ người đẹp hay sao. Nếu mà đồn ra ngoài thì càng khiến người khác chê cười. Cuối cùng, sau khi suy đi nghĩ lại thì cô đã bao chọn phòng tổng thống ở một tầng thì thích hợp hơn. Lúc Hoác Khải gọi người của khách sạn đưa đồ chuyển phát vào thang máy thì hai mẹ con cố Phi Dương cũng đã đến tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, bên ngoài không có người nào cũng không thấy phục vụ nhưng cố Phi Dương không hề cảm thấy khó chịu mà trái lại còn thở phào một hơi. Cô ta luôn cảm thấy mình giống như một tên trộm, dù nhìn thấy ai thì cũng trột dạ. Sau khi ra khỏi thang máy, Bên ngoài là một phòng đón khách rộng 100 mét vuông, để lái xe tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Mà sau khi đi qua phòng đón khách sang trọng thì sẽ nhìn thấy một cánh cửa cực lớn. Ngước mắt nhìn cánh cửa lấy màu vàng xám làm chủ đạo, Cố Phi Dương bỗng nhiên có cảm giác mình sắp bước chân vào một căn nhà của người giàu có. Đây cũng không phải ảo giác, giá trị con người của Hách Khải và Ninh Thần đã có thể đạt đến mức giàu có quyền quý rồi chỉ cần họ đồng ý bán hy vọng mới thì lập tức sẽ có vô số nhà đại tư bản sẵn sàng bỏ ra mấy chục tỷ mua lại. Sau khi hít sâu một hơi, Cố Phi Dương nhẹ nhàng bấm xuống nút ấn ở bên cạnh, cửa phòng tự động mở ra. Một phòng khách khổng lồ rộng hơn 200 mét vuông hiện ra trước mắt. Bên trong bầy ba bộ sofa sang trọng với các phong cách khác nhau, Ninh Thần đang ngồi ở chính giữa uống trà. Nhìn thấy Cố Phi Dương đi vào, cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, thân thể khẽ động, nhưng nghĩ một lát cũng không đứng dậy. Cô vẫn giữ nguyên động tác uống trà, thậm chí cũng không nhìn về bên này thêm lần nào. Thái độ này của cô là cố ý để Cố Phi Dương biết, ở trong cái nhà này, ai mới là người vợ duy nhất, còn Cố Phi Dương chỉ là người đến sau mà thôi. Nếu ở thời cổ đại, Cố Phi Dương còn phải quỳ lạy, nhưng Ninh Thần không muốn làm mọi thứ phức tạp lên, chỉ giữ bản thân cô đủ sự uy nghiêm cần thiết là được. Cố Phi Dương cũng nhìn thấy Ninh Thần Thái độ lạnh nhạt của Ninh Thần khiến cô ta càng cảm thấy căng thẳng, bất giác nắm chặt tay con gái Nhạc Văn Văn, dắt cô bé đi qua. Đến trước mặt Ninh Thần, Cố Phi Dương mở miệng mấy lần nhưng đều không nói ra lời. Cô ta không biết nên nói gì, nên hỏi thăm hay là xin lỗi trước. Ninh Thần đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn cô ta, hỏi, "Sao thế, thấy tôi không có lời nào muốn nói à?" Sắc mặt Cố Phi Dương đỏ bừng, một nửa là xấu hổ, một nửa là sợ hãi. Vội vàng lắc đầu nói, không phải Tôi, xin lỗi, tôi Không cần vội vàng nói xin lỗi Ngồi xuống trước đi, ninh thần chỉ lên ghế sofa Sau đó giơ tay về phía nhạc văn văn Nói, đây là nhạc văn văn phải không Nào qua đây gì xem nào Nhạc văn văn nghe lời đi qua Ngồi xuống bên cạnh ninh thần Sau đó nhìn trái nhìn phải Hỏi, đường đường đâu ạ à? Gì, đường đường không đến sao Hôm nay đường đường đi học vẽ Đến muộn mới về Cháu rất muốn gặp bạn sao?" Ninh Thần mỉm cười hỏi. "Tất nhiên ạ." À, nhạc Văn Văn rất vui vẻ lấy bức tranh từ trong cặp ra, nói, "Đây là bức tranh cháu tự vẽ để tặng bạn ấy." Ninh Thần nhận lấy bức tranh, khẽ gật đầu, nói, "Vẽ đẹp lắm. Bạn béo này là Phương Tiểu Hổ sao?" "Đúng rồi ạ, à, đúng là bạn ấy, hi hi, bạn ấy rất béo." Nhạc Văn Văn nói. "Ừ, vừa nhìn là biết rồi." Ninh Thần mỉm cười sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Phi Dương nói, Tôi nhớ là lần trước khi cô đi, Văn Văn vẫn chưa hoạt bát như thế này. Hai năm nay, hai người đã thay đổi rất nhiều. Lời hỏi han bất chợt vang lên khiến Cố Phi Dương càng thêm căng thẳng. Cô ta theo phản xạ gật đầu, cũng, cũng được. Lúc Cố Phi Dương đi, trông rất đáng thương, bị bố mẹ chồng tố cáo trên tòa, trở thành trò cười trước mặt mọi người. Mà Nhạc Văn Văn lúc đó rất lầm lì, có biểu hiện của chứng tự kỳ. Hai năm nay không ngừng nỗ lực, hai người đều thay đổi không ít. Cố Phi Dương đã tự tin hơn, dù bây giờ đang rất căng thẳng nhưng khuôn mặt tinh tế đó vẫn thể hiện sự tự tin hơn trước rất nhiều. Cô định không nhìn tôi luôn sao? Hay là cô quen cúi đầu nói chuyện với người khác rồi? Ninh thần hỏi. Lời nói này có chút ép buộc, vốn dĩ Cố Phi Dương đã căng thẳng đến cùng cực mà giờ phút này càng cảm thấy gấp gáp phát khóc. Viên mắt cô ta hơi hồng hồng, vẻ mặt lo lắng, hai tay vặn vào nhau, thấp thỏm nhìn ninh thần. Mỗi động tác nhỏ nhất đều cho thấy cô ta đang vô cùng lo lắng. Ninh Thần nhìn cô ta, một lát sau mới thở dài nói, coi như tôi đã hiểu, tại sao Lý Phong lại chọn chấp nhận cô. Bộ dạng này của cô, đến tôi nhìn rồi cũng không nhẫn tâm nói câu nào. Anh ấy là một người trọng tình nghĩa, đương nhiên càng không nỡ. Có câu hồng nhan họa thủy, dáng vẻ của cô cố, quả thật đúng với câu nói này. Nếu câu đánh giá này nói vào lúc khác, có thể Cố Phi Dương sẽ thấy vui vẻ, nhưng bây giờ cô ta sợ đến nỗi đứng phát dậy cô ninh tôi đừng sợ như thế làm cứ như tôi đánh cô không bằng ninh thần vẫy tay ra hiệu cho cô ta ngồi xuống sau đó nói nếu đã bảo cô đến thì đương nhiên tôi sẽ không gây chuyện nhưng có một số lời lý phong không tiện nói với cô nhưng là vợ của anh ấy trước tiên tôi phải nói rõ những điều này cô cô nói đi cố phi dương vội vàng nói đầu tiên cho dù sau này tình cảm của hai người ra sao cũng không liên quan đến tôi và cũng không liên quan đến cái nhà này. Cho nên, tình cảm của cô cũng không có quan hệ gì đến gia sản của chúng tôi. Tôi cần cô ký một thư bảo đảm, tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản của nhà họ Lý. Cho dù sau này hai người có con cũng vậy, trừ phí nuôi dưỡng, sữa bột các loại mỗi tháng nhiều nhất không quá 30.000. Phần vượt quá cần phải có sự đồng ý của tôi. Điều kiện này cô có ý kiến gì không? Ninh thần hỏi. Khi hỏi đến vấn đề này, bàn tay cô cũng nắm chặt lại, không phải vì sợ mà là có chút căng thẳng. Nhưng sự căng thẳng của Cố Phi Dương là do ái náy, còn sự căng thẳng của Ninh Thần là do bình thường cô ấy không thích ép buộc người khác ra quyết định như thế, nhất là khi đây là một quyết định từ bỏ rất nhiều thứ. Nghe Ninh Thần nói vậy, Cố Phi Dương sững sờ một lát, sau đó lập tức gật đầu nói, "Tôi đồng ý. Cô Ninh, cô yên tâm, tôi thật sự không có suy nghĩ tranh giành tài sản với cô." thật ra tôi cũng tự thành lập một công ty vũ đạo tuy rằng không kiếm được nhiều tiền như hai người nhưng cũng đủ để sống rồi tôi biết công ty vũ đạo nhỉ lý phong nói quy mô của công ty này đã đạt đến mấy triệu rồi ninh thần hỏi chắc là vậy tôi cũng không rõ cố phi dương nói ninh thần cũng không quan tâm cô ta nói là thật hay giả cô ta có thể nuôi con gái đến một nơi xa lạ gây dựng từ hai bàn tay trắng còn có thể lập lên công ty thu nhập năm hơn triệu tệ điều này chứng tỏ cô ta cũng có tài kinh doanh chính vì thế mà ninh thần lại càng thêm cảnh giác cô tuyệt đối không hy vọng trong tương lai con gái của mình lại phải ồn áo tranh chấp gia sản với cố phi dương không phải là sợ không tranh được mà cảm thấy không cần thiết phải làm thế vốn dĩ những thứ đều thuộc về con gái mình người khác dựa vào cái gì mà tranh với con bé cho nên cân nhắc đến những khả năng có thể xảy ra trong tương lai ninh thần cần thiết phải loại bỏ những tai họa ngầm này đi trước May mà Cố Phi Dương thật sự chưa từng nghĩ đến tranh chấp lợi ích. Cô ta chỉ muốn có thể cùng một chỗ với Hoắc Khải, có tiền hay không đều không quan trọng. Ngoài những điều vừa nói thì còn một điều kiện nữa, ở trước mặt người ngoài, cô và Lý Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Không cho phép cô tiết lộ chuyện của hai người với bất cứ ai. Nếu để tôi phát hiện người khác biết, hơn nữa từ chỗ cô để lộ tin tức thì dù cô tự nói hay là mớm lời cho người khác làm thì đều phải chịu phạt ít nhất 5 tỷ, Ninh Thần nói. Chương 537, bản cam kết. Điều kiện này khiến Cố Phi Dương sững sờ, dù sao thì khoản tiền bồi thường hợp đồng 5 tỷ tệ nghe cũng rất đáng sợ. Nhưng Ninh Thần muốn dọa cô ta, để cô ta không bao giờ dám quang minh chính đại mà nói chuyện này ra. Thế nào, không bằng lòng à?" Ninh Thần hỏi. Cố Phi Dương hít một hơi thật sâu rồi đáp, "Không phải không bằng lòng. Nếu cô Ninh Thần đã nói vậy, đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Đừng nói là 5 tỷ tệ." Cho dù là 10 tỷ tệ cũng thế thôi, bởi vì tôi thực sự không muốn tranh giành điều gì với cô. Nói đến nước này rồi, có dấu giếm thêm cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Ninh Thần lấy bản cam kết đã chuẩn bị từ trước ra, đặt lên mặt bàn và nói, vậy thì cô xem qua đi, nếu không còn vấn đề gì thì có thể ký tên rồi. Cố Phi Dương nhận lấy bản cam kết, liếc mắt nhìn qua, nội dung không khác gì mấy so với những điều Ninh Thần đã nói trước đó. Cô ta không đọc kỹ nữa chỉ cần trong bản cam kết này không có điều khoản nào gây hại cho mẹ con cô ta là đủ rồi cố phi dương ký tên và in dấu vân tay rất dứt khoát toàn bộ quá trình được quay video lại làm bằng chứng khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành ninh thần mới thực sự thở phào nhẹ nhõm sẽ không có khả năng tranh giành tài sản trong tương lai cho dù kết nạp cố phi dương như một thành viên mới cũng không phải không thể chấp nhận được đúng lúc này chuông cửa vang lên ngay sau đó Giang Trí Hạo mở cửa tiến vào. Thấy hai người phụ nữ một đứng một ngồi, anh ấy nói, Ninh Thần, những thứ này là quà mà cô cố mua tặng cô. Với cả đường đường nữa, nhạc văn văn lớn tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, có cả đường đường nữa, Hoác Khải nói rồi nhờ nhân viên của khách sạn nhấc vali vào bên trong. Cố Phi Dương vội vàng mở ra, lấy từng thứ bên trong vali ra ngoài. Một vài món quần áo trông có vẻ rất đắt đỏ, đồng thời cũng rất xinh xắn được cô ấy bày từng thứ một lên ghế sofa tôi biết vóc dáng của cô ninh rất đẹp nên chọn nhiều mẫu ôm sát người có thể tôn lên vóc người đầy đặn của cô còn có cả một số mẫu túi sách và giày có thể phối đồ theo ý thích nhưng tôi không mua mỹ phẩm bởi vì trong ấn tượng của tôi cô ninh có làn da rất đẹp không cần trang điểm cũng toát ra vẻ tinh tế và xinh đẹp dùng thêm mỹ phẩm bỗng trở nên dư thừa không thể không thừa nhận rằng cố phi dương nói năng và hành sự rất chu toàn. Cô ta cố tình không mua mỹ phẩm làm quà, nhưng lại dùng điều này làm lý do ca ngợi ninh thần. Nếu nói cô ta có ý đồ riêng, cũng coi như có, nhưng phần lớn phải nói tới trí tuệ của cô ta. Không cần biết ninh thần cảnh giác tới mức nào với sự xuất hiện của cô ta, nhưng chỉ ít giờ phút này vẫn thấy khá thoải mái. Đợi khi nhân viên đi hết, cửa đóng lại, Hoắc Khải quay trở về, những món quà này được cô cố chọn lựa từng thứ một, tiêu tốn không ít thời gian, cũng bỏ rất nhiều công sức. Ninh thần đâu thể không nghe ra được, Hoắc Khải đang nói với cô rằng, cố phi dương bỏ công bỏ sức, cố tình lấy lòng cô. Tuy rằng có thể nhìn ra được tính cách của cố phi dương không phải dạng người thích tranh giành, nếu không thì cô ta cũng không bỏ đi mà không một lời từ biệt vào hai năm trước nhưng câu đỡ lời của Hoác Khải vẫn khiến Ninh Thần thấy hơi ghen, em cứ bảo làm sao anh đi đón cô cố mà cần nhiều thời gian thế, xem ra trong hai ngày ba đêm kia cũng giúp đỡ người ta không ít. Nhưng mà anh ngoài 30 rồi đấy, bớt bớt đi, dù sao cũng không còn là thanh niên nữa. Trong căn phòng này không còn ai là thanh niên ngoại trừ nhạc văn văn, đương nhiên ai cũng hiểu được Ninh Thần đang nói gì. Mặt mũi cố phi dương bỗng chốc đỏ ửng vội vàng nói, cô Ninh, cô hiểu nhầm rồi, chúng tôi không sống cùng nhau. Được rồi, cho dù trước kia không sống cùng nhau, chẳng lẽ sau này cũng không sống cùng nhau hả?" À? Ninh Thần xua xua tay, ý bảo rằng ý nghĩa của lời giải thích này không đáng kể, rồi nhìn sang quà cáp trên sofa, "Những thứ này tôi sẽ nhận, sau này cô tìm một căn nhà nào đó, tôi bỏ tiền ra giúp cô mua lại để an cư, nhà đất cứ ghi tên hai mẹ con cô đi." Quà cáp mà Cố Phi Dương đem tặng cùng lắm chỉ đáng vài trăm ngàn tệ, mà Ninh Thần mở miệng ra là cả căn nhà. Với giá nhà đất hiện tại với bừa một căn nào đó cũng phải 2 triệu trở lên. Hoắc Khải nhìn ra được, Ninh Thần đang dùng một phương thức khác để đè đầu cố phi dương. Tuy rằng anh cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nhưng vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của Ninh Thần. Dù sao thì bất cứ cô gái nào cũng muốn nắm quyền chủ động trong tình huống như thế này. Giống như có kẻ ngoại lai xâm nhập vào lãnh địa của loài động vật nào đó, hoặc là phải đuổi nó đi, hoặc là phải khiến nó phục tùng, không còn lựa chọn thứ ba. Cái gọi là chung sống hòa thuận không thể nào tồn tại được, nếu trái tim của loài người có thể yêu hòa bình đến vậy thì các quốc gia cũng không cần đến biên giới để phân biệt rồi. Thế nên Hoác Khải không nói đỡ điều gì cho Cố Phi Dương, cho dù Cố Phi Dương chủ động muốn từ chối, anh cũng nói chuyện này cứ quyết định vậy đi, một căn nhà thôi mà, không đáng kể gì, cứ coi như quả đáp lễ cô ấy tặng em. Nếu em thực sự thấy quý giá quá thì đợi sau này em kiếm được tiền hãng trả lại cô ấy em đâu cần cô ấy trả lại, quà tặng rồi, làm gì có chuyện thu về nữa, ninh thần bĩu môi đáp. Hoác Khải cười cười chứ không lên tiếng, mà cố Phi Dương cũng hiểu được ý của Hoác Khải. Với tâm lý cố gắng muốn buổi gặp mặt lần này càng thêm hòa bình và không xảy ra quá nhiều xung đột hay mâu thuẫn, cố Phi Dương dùng cách im lặng coi như đồng thuận. Có kiểu, hòn đất ném đi hòn chỉ ném lại, như vậy, bầu không khí cũng hòa hoãn hơn nhiều. Nhưng cả ba người ai cũng không tiện nói gì với Hoác Khải, khiến mọi thứ trông vẫn hơi lúng túng. Hoác Khải cũng không chủ động nói chuyện với họ, đây không phải thời cơ tốt để ba người cùng trò chuyện. Cho dù anh muốn họ chung sống như chị em cũng phải đợi hòa nhập trong thời gian dài mới được. Chưa được bao lâu, nhạc văn văn đã ẩm ý đòi đi tìm đường đường. Hoác Khải bèn đứng dậy, dùng danh nghĩa của đường đường mời hai mẹ con cố phi dương tới nhà chơi. Có ninh thần đi bên cạnh, cho dù bị người khác nhìn thấy, cũng không sợ họ đàm tiếu vài chục phút sau đường đường và nhạc văn văn gặp nhau hai cô nhóc cực kỳ phấn khích ôm nhau không chịu buông tay nhìn thấy bức tranh mà nhạc văn văn vẽ đường đường cũng vui vẻ hát cho cô bé nghe bài hát mà mình mới học thấy hai cô nhóc chơi đùa vui vẻ cả ninh thần và cố phi dương đều thấy lòng mình được an ủi hơn nhiều họ cũng không cần quan tâm người lớn sống với nhau thế nào chỉ cần các con vui vẻ là được rồi qua một lúc đường đường phấn khích chạy tới hỏi bố ơi sau này Văn Văn không đi đâu nữa, phải không ạ?" À? Hoắc Khải liếc mắt nhìn Cố Phi Dương, gương mặt Cố Phi Dương lại ửng hồng thêm lần nữa. Tuy rằng Đường Đường không biết quan hệ của cô ta và Hoác Khải, nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể xảy ra trong tương lai, trước mặt con trẻ, Cố Phi Dương vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Hoác Khải cười cười, gật đầu nói, "Họ sẽ không đi nữa." Đường Đường không chú ý rằng bố mình nói họ chứ không phải cô bé cô nhóc này chỉ biết phấn khích hoan hô thành tiếng rồi chạy tới trước mặt ninh thần vui vẻ hô lên mẹ ơi bố nói rằng văn văn sẽ không đi đâu nữa tốt quá rồi con vui lắm nhìn dáng vẻ vui vẻ của con gái ninh thần khẽ thở dài trong lòng có lẽ đây là niềm vui của con trẻ vô tri nhưng dù sao đi chăng nữa thì chút sầu muộn và ấm ức trong lòng cô cũng tiêu tán đi rất nhiều vì niềm vui của đường đường Hoắc Khải vốn định gọi cả hai bố con Phương Sương Thịnh tới đây, nhưng bị Ninh Thần từ chối. Lý do rất đơn giản, để Phương Sương Thịnh nhìn thấy Cố Phi Dương không phải một chuyện tốt. Phương Sương Thịnh cũng là một người đàn ông độc thân, Cố Phi Dương xinh đẹp như thế, quả thực ai gặp cũng mê. Đến cả một người phụ nữ như cô còn thấy yêu mến Cố Phi Dương. Lỡ như Phương Sương Thịnh ưng ý với Cố Phi Dương, đến lúc đó phải làm thế nào? Nhưng cho gã theo đuổi thì khác gì cắm sừng lên đầu Hoắc Khải mà không nhường cho gã thì không có lý do để ngăn cản. Thế nên, chi bằng đừng gặp. Về phần quan hệ của đường đường, nhạc văn văn với con trai của Phương Sương Thịnh thì đó là chuyện của trẻ con, không liên quan gì tới người lớn. Tuy rằng lý do này không chính đáng lắm, nhưng nể mặt ninh thần đã phải chịu ấm ức, hoắc khải cũng không cưỡng cầu. Họ cùng nhau ăn một bữa tối rất ngượng ngùng rồi cố phi dương và nhạc văn văn tự mình bắt xe rời đi, quay về khách sạn. Sau khi đưa mắt nhìn hai mẹ con cô ta rời đi, Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Hoắc Khải, nếu tối nay anh muốn ngủ ở bên ấy thì đi đi, em sẽ không ngăn cản. Hoắc Khải thoáng động lòng, anh biết rằng chỉ cần mình muốn, bất kể Ninh Thần hay Cố Phi Dương đều không từ chối. Nói thực lòng, với người phụ nữ như Cố Phi Dương mà nói rằng không hề rung động thì chắc chắn là nói dối. Nhất là khi biết rằng đây là miếng bánh ngọt mà mình có thể ăn bất cứ lúc nào, mấy ai chịu được cám dỗ chứ. Cố gắng đè nén bản năng trong lòng, Hoắc Khải lắc đầu, "Em nghĩ nhiều quá, anh đã nói rồi, không có suy nghĩ ấy." Chương 538, làm thế nào? "Em còn lâu mới tin anh nhé, đàn ông toàn thế thôi, miệng thì bảo không muốn, nhưng trong lòng nghĩ thế nào chỉ có các anh mới biết rõ nhất." Ninh Thần bĩu môi, sau đó quay người đi vào phòng. Hoắc Khải dở khóc dở cười, câu nói, "Miệng thì bảo không muốn nhưng cơ thể rất thành thật, chẳng phải hay dùng cho con gái à?" nhưng trong lòng anh thực sự cũng có một chút xíu khao khát nhưng vẫn chưa đến mức độ khó lòng khống chế và lại tình cảm của anh và cố phi dương vẫn chưa đạt đến mức độ phát sinh quan hệ gì thực chất nếu một đoạn tình cảm không có quá nhiều cơ sở hoặc khải không thích đương nhiên sẽ không dễ gì chạm vào cô ta suy nghĩ trong lòng anh chẳng qua chỉ là bản năng của loài người đang quấy phá mà thôi mà ở bên khác nhạc văn văn nhìn cố phi dương và hỏi mẹ ơi có phải gì Ninh không thích chúng ta không ạ? À? Cố Phi Dương xứng người, hỏi lại, sao con lại nghĩ như vậy? Bởi vì gì ấy bảo mẹ ký cam kết, mấy thứ đó toàn là người phạm lỗi mới phải viết, thế nên chúng ta phạm phải lỗi lầm gì ạ? À? Con trẻ vẫn còn nhỏ, vẫn đang ở trong giai đoạn mơ hồ về rất nhiều chuyện, nhưng giác quan của chúng rất nhạy cảm, dễ dàng phát giác được thái độ yêu mến hoặc ghét bỏ của người khác. Nhìn vẻ mặt bất an của con gái, Cố Phi Dương im lặng một hồi lâu, sau đó ôm cô bé vào lòng nhẹ nhàng không phải gì ninh không thích chúng ta đâu gì ấy chỉ không hiểu chúng ta sau này chúng ta làm tốt hơn một chú gì ấy cũng sẽ thích chúng ta thôi thế chú ý thì sao ạ à? bao giờ con mới có thể gọi chú ý là bố lý nhạc văn văn hỏi câu hỏi này khiến gò má của cố phi dương thoáng ửng hồng bao giờ mới được gọi là bố cô ta vô thức nhớ tới những chuyện có thể xảy ra khi hai người ở riêng một chỗ bất giác cảm thấy lòng dạ cứ nóng bừng bừng. Có lẽ đến bước ấy, con gái của cô ta có thể gọi anh là bố. Nghĩ đến đây, cố Phi Dương càng cảm thấy như có kiến bò khắp cơ thể. Ngày thứ hai, Hoác Khải gọi điện thoại tới, bảo cố Phi Dương đi xem nhà. Không cần biết địa thế, diện tích và giá cả thế nào, chỉ cần cô ta thích thú là được. Cố Phi Dương biết rằng chắc chắn đây là kết quả của việc ninh thần thúc giục, cô ta cũng không óng ẹo từ chối, dứt khoát dẫn nhạc văn văn tới các khu nhà để xem xét. Sau cùng, Cố Phi Dương chọn được một khu nhà cách căn nhà hiện tại của Hoắc Khải xa nhất, nơi này địa thế khá hẻo lánh, nhưng môi trường xung quanh khu nhà này cũng rất ổn. Quan trọng nhất là ở ngay cổng có cả trường tiểu học và trung học. Vì thế, giá nhà cũng hơi cao một chút. Cố Phi Dương chọn căn nhà có hai phòng ngủ với diện tích nhỏ nhất, chỉ khoảng 80 mét vuông, nếu trừ hết các diện tích công cộng, có lẽ chỉ còn khoảng hơn 60 mét vuông căn nhà nhỏ như thế này hiển nhiên có vẻ chật trội hơn nhiều so căn nhà mà cô ta đã mua ở thành phố khác. Nhưng cố Phi Dương không quá để tâm đến những điều này, lúc trước rời đi, thậm chí cô ta còn không có căn nhà nào của riêng mình. Bây giờ, cô ta đã có khả năng để lựa chọn, còn gì để oán thán nữa đâu. Hoác Khải và Ninh Thần không lộ diện, chỉ dặn trước một tiếng giao bán nhà đất, bên kia đã đưa ra một mức giá chiết khấu cực kỳ khả quan. Họ trả tiền toàn bộ, công ty Trang Hoàng tiến hành thi công ngay ngày hôm ấy, trong vòng 2 tuần sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, hai mẹ con cố phi dương không cần sống ở khách sạn nữa. Còn về vấn đề chất formaldehyde tồn động, tất cả nguyên liệu đã chọn chất liệu bảo vệ môi trường tốt nhất, nhờ công ty Trang Hoàng làm công tác loại bỏ chất này, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng điều khiến cố phi dương thất vọng là mấy ngày liên tiếp, Hoắc Khải không đến thăm cô ta. Thỉnh thoảng anh mới gọi cho cô ta một cuộc, Thông báo về tiến độ của căn nhà. Cố Phi Dương không dám chủ động liên lạc với Hoắc Khải, chỉ sợ Ninh Thần nghĩ nhiều, may mà Đường Đường rảnh rỗi sẽ chạy tới đây. Đừng trông cô nhóc này còn nhỏ, Ninh Thần đã sắp xếp lái xe và xe riêng cho cô nhóc. Một cô nhóc vẫn đang học tiểu học đã có xe riêng và lái xe chuyên dụng, quả thực rất có mùi của gia đình nhà giàu. Đến cả Nhạc Văn Văn cũng ngưỡng mộ điều kiện của Đường Đường, bèn hỏi Cố Phi Dương xem chừng nào mình mới được như vậy. Trẻ con với nhau, dù cho quan hệ tốt đến mấy cũng khó lòng tránh được chút so bì. Người khác có rồi, cô bé cũng muốn có, điều này rất bình thường. Rất nhiều người cảm thấy so bì là một loại tội lỗi, nhưng trên thực tế nếu không có tâm lý so bì này thì mấy ai cố gắng làm việc và kiếm tiền chứ? Mục đích kiếm tiền thực ra cũng để cuộc sống tốt hơn. Thế nào mới được tính là tốt hơn? Đương nhiên là vì người khác không thể ăn được món đó, còn mình muốn ăn lúc nào cũng được người khác không nỡ mua đây là cách biểu hiện đơn giản nhất khi cuộc sống trở nên tốt hơn còn về cái gọi là cảm giác hạnh phúc dính dáng với phạm trù về tinh thần không nằm trong trường hợp này mất mấy ngày thông qua mạng lưới quan hệ học bạ của nhạc văn văn được chuyển về đây thêm lần nữa vẫn cùng một lúc của đường đường cứ như thế mỗi ngày đi học đường đường sẽ nhờ tài xế cố tình vòng qua đoạn này đón nhạc văn văn đi học cùng mỗi ngày nhìn hai đứa trẻ đi học cùng nhau Cố Phi Dương sẽ luôn vô thức đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhưng bóng hình trong mong đợi của cô ta không hề xuất hiện. Cố Phi Dương vừa mới đến đây, chỉ có thể độc lập cảm nhận cảm giác cô độc này. Thời gian cứ trôi đi từng ngày một. Ngày thứ tám sau khi Cố Phi Dương đến đây, Phan Tư Mễ tỉnh dậy. Ninh Thần là người đầu tiên biết tin, sau đó cô báo với Hoắc Khải, hy vọng Hoắc Khải có thể cùng mình tới bệnh viện thăm Phan Tư Mễ. Có sự kiện Cố Phi Dương làm bàn đạp. Suy nghĩ của Ninh Thần đối với Phan Tư Mễ cũng ít nhiều thay đổi. Thậm chí sau khi nghe tin Phan Tư Mễ tỉnh dậy, cô còn vô thức nói với Hoắc Khải, hay là anh cũng thu nhận cô ấy đi. Ninh Thần nói câu này đương nhiên là vì không muốn Phan Tư Mễ nhảy lầu thêm lần nữa. Nhưng vừa nói ra xong, cô đã thấy hối hận. Đâu ai chủ động đẩy chồng mình ra ngoài chứ, không phải tự rước khổ vào mình à? May mà Hoắc Khải không coi chuyện này ra gì, anh lắc lắc đầu, thôi bỏ đi anh không có nhiều thời gian để chăm sóc quá nhiều người thế mà có thời gian chăm sóc cô cố à ninh thần hỏi khoác khải bật cười phụ nữ mà ghen tuông thì có thể bới ra vấn đề cho mình bất kỳ lúc nào chuyện này anh cũng không tiện giải thích chỉ có thể sờ mũi không lên tiếng ninh thần cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi có lẽ cô đã hình thành thói quen gây sự vì sự việc của cố phi dương dưới yêu cầu cố chấp của ninh thần hai người cùng nhau tới bệnh viện Cơ Hương Ngưng đã đến trước rồi, sau khi nhìn thấy hai người, cô đứng ở phòng bệnh nhắc nhở hai vợ chồng, bác sĩ dặn rồi, cô ấy vừa mới tỉnh, cố gắng đừng nói quá nhiều chuyện không quan trọng. Trong giai đoạn này vẫn phải tĩnh dưỡng để hồi phục, nhất là anh, cô ấy rất nhạy cảm với anh, đừng nói câu gì làm cô ấy thấy kích động nữa. Nếu có thể, tôi thà ngậm miệng từ đầu đến cuối không nói gì, hoặc khải buồn bực trả lời. Anh vốn không muốn đến đây, nhưng Ninh Thần yêu cầu, nể tình cô ấy Hoắc Khải mới đồng ý. Nếu đổi lại là người khác gọi anh đi, Hoắc Khải sẽ giả bộ như không nghe thấy. Một Cố Phi Dương đã đủ khiến anh đau đầu lắm rồi, cho dù Ninh Thần đã đồng ý, nhưng đến tận bây giờ, Hoắc Khải vẫn không biết nên đối mặt với Cố Phi Dương thế nào. Nếu thực sự đối đãi với cô ấy như nhân tình, hình như mình có vẻ cặn bã quá, nhưng nếu không ngó ngàng gì tới, người ta đến đây vì mình, lại không phù hợp lắm. Tóm lại không cần biết thế nào. Hoắc Khải cứ cảm thấy không phù hợp lắm. Chuyện này cũng là trải nghiệm lần đầu trong đời này. Trước kia khi còn làm cậu chủ lớn nhà họ Hoắc, anh đâu cần kiêng rẻ nhiều như vậy, dù sao phụ nữ luôn nhắm tới tiền và thế lực của anh, khi nào chán sẽ chia tay, không hề có gánh nặng nào về tâm lý. Đâu giống như bây giờ, anh vừa phải suy xét tới gia đình, vừa phải suy xét tới trách nhiệm của một thằng đàn ông, quá phiền phức. Thế nên, Phan Tư Mễ tuyệt đối không thể khiến Hoắc Khải có bất kỳ rung động nào ninh thần gật gật đầu kéo hoác khải đi vào phòng bệnh thấy phan tư mễ đang nằm trên giường bệnh mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà mà ngơ ngẩn xương cột sống của cô ta chịu một số tổn thương trong quá trình rơi xuống tuy rằng bác sĩ chẩn đoán rằng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc đi lại sau này nhưng ở giai đoạn hiện tại vẫn phải cố gắng tránh cử động thế nên phan tư mễ chỉ có thể nằm trên giường như một người thực vật nếu cô ta hôn mê thực ra còn thấy dễ chịu chứ càng tỉnh táo thì càng khó chịu Tư mế, có nghe thấy tớ nói gì không? Tớ là ninh thần, tớ với anh Phong tới thăm cậu đây, ninh thần nhẹ nhàng gọi. Cổ của Phan Tư mế thoáng cử động, dùng ánh nhìn liếc ngang để ngó về bên này. Khi nhìn thấy Hoắc Khải, cơ thể cô ta bắt đầu co giật nhẹ nhàng, nói một cách chính xác hơn là vì kích động. Loại kích động này không bắt nguồn từ vui vẻ hay phấn khích, mà có phẫn nộ, có âm ức, có cả tuyệt vọng vì cuộc sống. Nhất là khi nhìn thấy Hoắc Khải, Thứ cảm xúc này càng thêm mãnh liệt. Chương 539, kích động. Anh đến xem trò cười à?" Phan Tư Mễ phát ra âm thanh yếu ớt. Ninh Thần biết cô đang nói chuyện với ai, bèn nhìn về phía Hoắc Khải, mà Hoắc Khải thì đi về phía trước, lắc đầu nói, "Không ai muốn xem trò cười cả, tất cả mọi người đều quan tâm cô." Dù là Ninh Thần hay Cơ Hương Ngưng đều mong cô mau chóng khỏe lại. "Thế còn anh thì sao?" Phải chăng anh rất không muốn nhìn thấy tôi?" Phan Tư Mễ vừa rơi lệ vừa hỏi. "Không có chuyện đó," Hoắc Khải trả lời. "Anh tưởng tôi không nhìn ra được sao? Thực ra trong lòng anh vẫn luôn ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi tạo ra phiền phức cho cuộc sống cho anh, đúng không? Thế nên, tôi cực kỳ không mong mình sống sót, tại sao tôi vẫn chưa chết?" Thấy Phan Tư Mễ càng nói càng kích động, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều, Ninh Thần vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Khải, bảo anh ra ngoài trước. Còn bản thân Ninh Thần thì ở lại phòng bệnh an ủi bản thân của mình một hồi, nhưng những lời an ủi của cô cũng không có tác dụng gì. Bác sĩ và y tá nhanh chóng phát giác được tình huống khác thường thông qua thiết bị giám sát, sau khi chạy tới, thấy cảm xúc của Phan Tư Mễ quá kích động, họ cũng đuổi luôn cả Ninh Thần ra ngoài. "Không phải đã dặn mấy người rồi à, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sao mấy người còn làm cô ấy khóc? Ra ngoài hết đi, đừng tùy tiện vào phòng bệnh nữa, nếu không" bệnh nhân gặp phải vấn đề gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu." Bị bác sĩ mắng cho một trận, mấy người Ninh Thần chỉ có thể nhìn Phan Tư Mễ từ bên ngoài phòng bệnh. Phan Tư Mễ chỉ còn lại một mình cũng không bình tĩnh hẳn, thỉnh thoảng vẫn gạt nước mắt, trong bộ dạng của cô ta thực sự rất đáng thương. Ninh Thần nhìn về phía Hoắc Khải, muốn nói mà lại thôi, nhưng Hoắc Khải hiểu ý tứ của cô, chẳng qua cũng là muốn mình nói câu gì đó dễ nghe, an ủi Phan Tư Mễ. Thế nhưng lời nói có thể an ủi được Phan Tư Mễ chắc chắn không phải câu nói mà Ninh Thần muốn nghe, cũng không phải điều mà Hoác Khải muốn nói. Và lại, rõ ràng là chuyện anh không làm được, tại sao phải nói? Người ta vẫn bảo đau dài không bằng đau ngắn, gốc rễ vấn đề của Phan Tư Mễ nằm ở tâm lý của chính cô ta, chứ không phải việc người khác làm thế nào. Nếu vấn đề tâm lý của cô ta không được giải quyết, cho dù Hoác Khải thực sự ở bên cạnh cô ta cũng không có tác dụng gì. Ôi, một cô gái yên ổn như thế làm sao lại biến thành thế này chứ đúng là không thể hiểu nổi có phải phụ nữ như chúng ta sẽ luôn yếu thế trên phương diện tình cảm không cơ hương ngưng than thở nhìn dáng vẻ của phan tư mễ cô cũng thấy đồng cảm bản thân cô cũng yêu thầm người nào đó nhưng chỉ có thể quan sát từ xa dù sao phan tư mễ cũng dám tỏ tình còn cô thì sao đến cả dũng khí để nói cho người đàn ông ấy biết còn không có cậu cũng không còn nhỏ nữa Đến lúc tìm nửa kia rồi, không thể độc thân thế này mãi được, Ninh Thần khuyên bảo, phụ nữ vẫn phải kết hôn sinh con thôi, không chỉ là trải nghiệm bắt buộc phải có trong cuộc đời, mà cũng có lợi cho cơ thể. Độc thân quá lâu sẽ gây ra mất cân bằng hormone gì đó đấy. Nếu không phải vì khởi điểm của cậu quá cao thì trong công ty tớ cũng có vài thanh niên khá lắm, nhân phẩm tốt, khả năng làm việc cũng ổn, chỉ có điều kiện gia đình không thể so sánh với cậu thôi. Cậu trông tớ giống người cần được dắt mối lắm à, cơ hương ngưng liếc mắt nhìn Hoác Khải rồi nói, với cả tớ có người trong lòng rồi, không cần ai giới thiệu đâu. Hả, cậu có người trong lòng rồi à, ai thế, tớ có quen không, Ninh thần hỏi. Cơ hương ngưng bị hỏi mà hơi trột dạ, vội vàng nói, chỉ có tí hảo cảm thôi, người ta còn chưa biết, tớ cũng không định nói. Tại sao cậu không nói chứ, Ninh thần hỏi lại với vẻ khó hiểu, thích thì phải theo đuổi chứ, cậu không biết buông bỏ tự tôn của mình à hay là cậu nói cho tớ biết đi, tớ đi nói giúp cậu. Cậu nói giúp tớ. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cơ hương ngưng thấy ra đầu mình tê dại, thôi đi thì hơn, đợi sau này có cơ hội thích hợp, tớ sẽ tự nói. Được rồi, ninh thần nhìn về phía phòng bệnh, không nén được tiếng thở dài. Cơ hương ngưng thì nói chuyện với Hoác Khải, tôi nghe người ta nói rằng nhà họ Hoác đang tự chuẩn bị một phòng thí nghiệm VR mới, nếu đây là sự thật, có lẽ họ muốn rút củi dưới đáy nồi, anh cần phải chuẩn bị đấy. Hoác Khải gật gật đầu, yên tâm, người nhà họ Hoác không tạo ra được uy hiếp gì với tôi đâu. Thông tin mà cơ hương ngưng cũng nghe ngóng được thì đương nhiên Hoác Khải không thể không biết. Trước khi đàm phán, nhà họ Hoác đã chuẩn bị cho phòng thí nghiệm này rồi. Trước nay họ vẫn luôn chuẩn bị theo hai hướng, không cần biết việc đàm phán thành công hay không thì một công ty không hoàn toàn thuộc về nhà họ Hoác vẫn khiến họ không thể nào yên tâm được. Đây là cũng lý thuyết mà lúc trước Hoác Khải gây dựng tại nhà họ Hoác, Bất kể tình huống tồi tệ thế nào thì quyền chủ động của công ty nhất định phải nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Nếu nhà họ Họ muốn dùng mức lương hấp dẫn hấp dẫn để mời mọc nhân viên kỹ thuật, Hoắc Khải cảm thấy không có khả năng này. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhân viên kỹ thuật đều ở nước ngoài, do đích thân cổ môn tài quản lý. Hoắc Khải vẫn khá tin vào năng lực của đội ngũ Thiên Cơ, chắc chắn mạnh hơn nhóm địa phủ một bậc. Chí ít thì mạnh hơn ở phương diện quản lý. Vì làm tài chính nên cơ chế quản lý của nhóm địa phủ khá lỏng lẻo, cũng có thể nói là tự do hơn. Mỗi người đều có thể có suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi thực thi sau cùng, chỉ có thể tồn tại một con đường. Mà con đường của đội ngũ thiên cơ rất nhiều, với khả năng của cổ môn tài, chắc chắn sẽ sắp xếp rất nhiều người kế nhiệm để ứng phó với tình thế nguy hiểm có thể xảy ra. Và lại, nói thật lòng, cho dù nhà họ hóc mời mất vài nhân viên kỹ thuật cũng vô dụng. Khi cài đặt hệ thống ban đầu, Kỹ thuật VA đã đề phòng tình huống xảy ra, thế nên lĩnh vực mà mỗi một nhân viên kỹ thuật phụ trách đều khác nhau. Họ sẽ hoàn thành công việc sở trường nhất của mình rồi mới báo cáo cho cao thủ máy tính vô danh để tổng hợp và nâng cấp. Nếu chỉ mời được một hoặc vài người riêng lẻ thì họ cũng chỉ có được vài mảnh ghép, nếu muốn dùng vài mảnh ghép này để tạo ra khung sườn cho cả hệ thống nền thì về cơ bản không thể làm được. Cho dù ăn may mà thành công được, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Còn về phía cao thủ máy tính vô danh, Hoắc Khải hoàn toàn không lo người này bị mời đi mất. Người này muốn đối đầu với thế giới, dã tâm của anh ta lớn đến độ có thể nói rằng trước kia không có ai như thế, sau này cũng không có ai như vậy. Với lề lối và tầm nhìn của nhà họ Hoắc, hiển nhiên không thể nào thỏa mãn được yêu cầu của cao thủ máy tính vô danh này. Vì thế, kế hoạch của họ chỉ có thể là kế hoạch, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Thấy gương mặt Hoắc Khải rất tự tin, Cơ hương ngưng cũng không nói gì thêm, cô chỉ nhắc nhở trước vài câu với tư cách bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Tin rằng với khả năng của Hoác Khải thì cô không cần quá lo lắng về chuyện này. Bởi vì vấn đề cảm xúc của Phan Tư Mễ mà cơ hương ngưng và ninh thần không nấn ná ở đây quá lâu. Dù sao có ở lâu đến đâu đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Và lại điều khiến họ không vui là vì bác sĩ báo rằng đã hai ngày nay từ lực phàm không tới thăm Phan Tư Mễ điều này khiến ninh thần thực sự khó chịu cô gọi điện thoại cho từ lực phàm trách anh ta không chăm sóc cho phan tư mễ cách giải thích của từ lực phàm là sau chuyện này có lẽ anh ta sẽ chia tay phan tư mễ thêm vào đó công ty vừa mới thành lập cực kỳ bận rộn đợi anh ta bận xong công việc của vài ngày nay rồi sẽ tới thăm cô ta ninh thần dù muốn mắng anh ta đến mức nào cũng không có quá nhiều lý do dù sao thì việc mà phan tư mễ làm ra khiến người ta khó lòng chấp nhận được từ lực phàm muốn chia tay Phan Tư Mễ là chuyện hết sức bình thường, kể cả quan hệ của Ninh Thần và Phan Tư Mễ tốt đến đâu, cô cũng không thể nói câu nào trái với lương tâm được. Cô đâu thể biết được rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến từ lực phàm muốn chia tay là vì có vài công ty thế lực ngầm đã thành công thâm nhập vào hệ thống VR rồi. Nếu đã như thế, Phan Tư Mễ cũng không còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Bây giờ còn xảy ra việc như vậy, đương nhiên từ lực phàm phải nhân cơ hội này rũ sạch quan hệ với cô ta khi biết được chuyện này cơ hương ngưng cũng thấy đáng tiếc nếu phan tư mễ thực sự có được cuộc sống hạnh phúc cô cũng bằng lòng chúc phúc cho đối phương tiếc rằng trong mấy người chơi thân với nhau hồi đại học chỉ có cuộc sống của ninh thần là hạnh phúc nhất những người khác thôi khỏi nhắc tới cũng được cơ hương ngưng không biết rằng hạnh phúc của ninh thần cũng chỉ tương đối nếu đổi lại là cô ấy gặp phải sự việc như cố phi dương chắc chắn không thể nào chấp nhận được cũng chỉ có tính cách như Ninh Thần mới thích ứng được với tình huống này. Thế nên, hạnh phúc hay không, chỉ có bản thân mình mới biết. Đến cả Hoắc Khải cũng không quá rõ về suy nghĩ hiện tại của Ninh Thần. Suốt cuộc cô ấy thực sự chấp nhận Cố Phi Dương, hay vì quá lưu luyến Hoắc Khải, thế nên mới miễn cưỡng đồng ý, hoặc thậm chí là trong lòng cô có ý nghĩ khác. Tóm lại, tâm tư của phụ nữ khá phức tạp, không phải ai cũng dễ dàng đoán biết được đâu. Chương 540, đến thăm Mấy hôm sau, tình trạng của Phan Tư Mễ có chuyển biến, nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Bác sĩ nói rằng tinh thần cô ta bị kích thích trầm trọng nên có lẽ đã thành bệnh trầm cảm, cần được điều trị tâm lý. Nhưng Phan Tư Mễ lại từ chối gặp bác sĩ tâm lý, lý do đơn giản là cô ta đang là bác sĩ tâm lý rồi, không cần người khác đến trị liệu giúp. Hơn nữa cô ta cũng không thấy tâm lý mình có vấn đề gì. Ai nói cô ta có vấn đề về tâm lý thì đều bị thần kinh hết. Chuyện của Phan Tư Mễ phần lớn đều do Ninh Thần chăm lo, Hoắc Khải thì đã tích cực đi tìm các công ty liên minh để mở rộng hệ thống thương mại khép kín. Sau mấy ngày liền làm việc, mãi đến một hôm đường đường chạy vào hỏi khi nào anh mới làm thịt kho tàu cho nhạc Văn Văn ăn. Văn Văn nói bố sẽ nấu ăn cho cậu ấy thường xuyên, giờ bọn họ chuyển sang nhà mới rồi mà bố vẫn chưa đi. Cậu ấy còn bảo là cô cố còn khóc mấy lần ấy, đường đường nói. Nghe con gái nói vậy, Hoắc Khải đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Cố Phi Dương đã đến được gần 3 tuần, chuyển vào nhà mới mà Hoắc Khải vẫn chưa đến gặp hai mẹ con cô ta lần nào. Nếu đã đồng ý ở bên cô ta mà chỉ để cô ta chuyển đến cùng thành phố để ở, rồi chẳng gặp lần nào thì khác nào lừa đảo. Chắc hẳn Cố Phi Dương phải buồn bã lắm. Nhưng cô ta chưa từng chủ động liên lạc với Hoắc Khải, có lẽ vì sợ Ninh Thần không vui. Nội tâm của cô ta cực kỳ kiên cường, nhưng bên ngoài thì vẫn luôn là bộ dáng quan tâm săn sóc cô ta chưa từng làm những chuyện khiến người khác không thoải mái giống như lần bị mẹ chồng đưa lên tòa cô ta chưa từng nghĩ sẽ thật sự bị thẩm vấn mà bán nhà luôn rồi không lấy một đồng tiền nào rời khỏi thành phố cô ta không muốn nghe và cũng nghe không nổi những lời đàm tiếu thái độ bây giờ của hoác khải dĩ nhiên cũng khiến cô ta buồn thậm chí còn buồn hơn cả lúc bị từ chối nghĩ đến đây hoác khải lại thở dài xoa đầu con gái đáp vậy giờ bố sẽ qua con có đi cùng không? Có chứ à, có chứ à, thế mẹ có đi không bố, đừng đừng hỏi. Hoác Khải nghĩ một lúc rồi đáp, để bố gọi hỏi mẹ xem. Sau đó, Hoác Khải gọi cho Ninh Thần, nói mình sẽ đến chỗ cố phi dương. Ninh Thần đương nhiên không phản đối, vì trong ba tuần này, Hoác Khải bận bịu liên tục, chưa hề liên lạc với cố phi dương, cho nên Ninh Thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng ý thức được chồng mình không nói dối anh chấp nhận cố phi dương là vì nể phần tình cảm đó chứ không vì sắc đẹp của cố phi dương nếu vì sắc đẹp hoác khải đã đi tìm cố phi dương từ lâu rồi cho dù không đi nghênh ngang thì cũng len lén đi trên đời này làm gì có mèo gì không ăn vụng trừ khi con mèo đó ăn chay mặc dù không từ chối hoác khải đi gặp cố phi dương nhưng ninh thần vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để trở thành người một nhà với cố phi dương ít nhất cũng phải để cô tiếp xúc với người ta đã chứ chưa gì đã bắt coi nhau như chị em ruột thì là chuyện không thể anh đi đi nếu tối không về thì cũng đừng dắt đường đường theo không con bé lại nghĩ nhiều câu này vừa là nhắc nhở cũng là thăm dò khoác khải đáp lời ăn xong bố con anh sẽ về không muộn đâu nghe được câu này ninh thần mới thấy yên lòng không qua đêm là được giờ cô đang mang thai thời kỳ cuối bác sĩ dặn là không thể tiếp tục làm chuyện vợ chồng nữa đề phòng xảy ra chuyện mà nếu không thỏa mãn nhu cầu của đàn ông thì rất khó mà nhịn nổi. Đây có thể là nguyên nhân vì sao cô không phản đối mãnh liệt chuyện Cố Phi Dương. Buổi chiều, Hoắc Khải dẫn Đường Đường đi mua nguyên liệu rồi đến nhà mới của Cố Phi Dương. Vẫn là Ninh Thần tìm người đến trang hoàng nhà mới, nhưng phong cách là do Cố Phi Dương chọn. Tất cả đều dùng chất liệu cao cấp, dường như không có vấn đề nào liên quan đến môi trường, mà phòng còn có hệ thống điều hòa tân tiến nhất, lúc nào cũng có không khí tươi mát cho dù có formaldehyde thì cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Lúc Hoác Khải đến cũng không thông báo cho Cố Phi Dương. Cho nên khi gõ cửa, Cố Phi Dương mở cửa ra, thấy Hoác Khải lỉnh kỉnh đồ đạc đứng đó thì không khỏi sướng sờ. Sau đó hai mắt cô ta đỏ lên, lại không xoay người chạy đi hay là oán than điều gì, mà chỉ giữ nguyên cảm xúc đó, tránh ra nhường đường, anh vào đi đã. Sau khi Hoác Khải đi vào, Cố Phi Dương vội vàng đóng cửa lại rồi nói với nhạc văn văn đang chạy đến rằng, mau kéo rèm cửa xuống con. Hoắc Khải hiểu ngay, cô ta đang sợ có người nhìn thấy anh ở đây. Chứng tỏ rằng cô ta vẫn luôn nhớ lời dặn dò của ninh thần. Không cần đâu, Hoắc Khải vẫy tay với nhạc văn văn rồi nói với Cố Phi Dương, anh có đến lén lút đâu, cũng không cho là có điều gì phải che giấu, em đừng nghĩ linh tinh. Nhưng cô Ninh, cô ấy muốn tốt cho anh mà thôi, mong là em hiểu, Hoắc Khải nói ai cũng nói một người đàn ông tốt là người biết cách làm vừa lòng cả hai bên nhưng hoác khải sẽ không làm vậy vị trí quan trọng nhất trong lòng anh chắc chắn là ninh thần rồi đến đường đường rồi mới đến những người khác tiếp nhận cố phi dương không có nghĩa cô ta có vị trí gần đầu chỉ là cô ta có nằm trong trái tim của anh mà thôi cho nên nếu như bắt anh phải nói xấu ninh thần để cho cố phi dương vui thì có đánh chết hoác khải cũng không làm cố phi dương cũng biết thế Cô ta không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu, anh uống nước không? Em rót cho anh. Không cần, Đường Đường nói văn văn muốn ăn thịt kho tàu, anh mua thịt ba chỉ đây. Em chơi với tụi nhỏ hay xem phim đi, để anh nấu cơm. Nói rồi, Hoắc Khải xách đồ vào bếp, rồi bếp cũng truyền ra những âm thanh len keng. Sự xuất hiện của Hoắc Khải làm Nhạc Văn Văn vui vô cùng. Cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hát trong phòng khách. So với những lúc vừa về nhà đã im lặng của cô bé, dáng vẻ của nhạc văn văn hiện giờ mới làm cố phi dương vui vẻ nhất nhạc văn văn lúc trước bị tự kỷ nhẹ hai năm nay đã đỡ hơn rất nhiều điều cố phi dương không muốn thấy nhất chính là môi trường và không khí ở đây khiến cô bé bị lại như cũ khoảng một tiếng sau hoác khải đưa các món ăn ra ngoài dần mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra khiến mọi người thèm ăn vô cùng ăn cơm xong hoác khải lại lau dọn vệ sinh nhìn bộ dáng bận rộn của anh sự bất an trong lòng cố phi dương mới dần dần yên bình trở lại mặc dù từ lúc vào phòng đến giờ hoác khải không thể hiện ra sự nhiệt tình hay nhung nhớ gì với cô ta nhưng cô ta không mong chờ nhiều vậy thứ cô ta muốn chỉ là được ở bên người đàn ông này chỉ cần anh bỏ một chút thời gian trong cuộc đời mình ra cho cô ta là được rồi không phải sao nếu cứ ép anh phải ở bên cô ta mọi lúc như người chồng thực sự thì cô ta không thể làm được cho nên sự buồn bã của mấy ngày qua vẫn là cô ta đòi hỏi quá nhiều, quên đi mục đích ban đầu của bản thân. Nghĩ thông điểm này, nụ cười trên mặt Cố Phi Dương lại càng rõ hơn. Có được sự đồng ý của Hoắc Khải, được Ninh Thần tiếp nhận, là đã tốt hơn tưởng tượng rồi. Sau khi làm xong mọi việc, Hoắc Khải lại pha một bình trà, hỏi, dạo này em gặp khó khăn gì, hay cần gì giúp đỡ thì cứ gọi anh. Không có gì đâu ạ, à. mọi người đã sắp xếp phòng xong cả môi trường cũng rất tốt thiết bị đầy đủ em không có cần gì khác nữa cố phi dương đáp hoác khải ừm một tiếng anh vốn còn tưởng cố phi dương sẽ nhân cơ hội này đòi hỏi thêm nhưng xem cố phi dương không có ý đó em định mở công ty vũ đạo ở đây anh nghĩ cô ninh có phản đối không cố phi dương đột nhiên hỏi động tác uống trà của hoác khải khẽ ngưng lại rồi tiếp tục đáp chắc không đâu vậy thì tốt quá cố phi dương gật đầu nói em sẽ cẩn thận chuyện hợp tác lúc trước anh nói thì thôi đi nhỉ, kiếm được không nhiều tiền cũng không sao, quan trọng là không để cô Ninh nghĩ nhiều, tránh cho phát sinh xung đột. Audio điện tử võ tấn bền chương 541, Thu hoạch Sự cẩn thận của cố Phi Dương lại khiến Hoác Khải cảm thấy hơi đau lòng. Cô gái này thật sự quá đáng thương. Chuyện hợp tác đã được chốt rồi, cũng đã ký hợp đồng, công ty đang tiến thành chuẩn bị rồi. Nếu giờ mà dừng lại thì người khác sẽ nghi ngờ. Vì vậy, Em không cần suy nghĩ đến chuyện hợp tác nhiều nữa, cứ làm theo kế hoạch thôi, Hoắc Khải nói, cứ sống và làm việc bình thường thôi, đừng lẫn lộn hai chuyện đó với nhau. Nhưng mà, sao, em sợ người khác biết thế à?" Hoắc Khải nhướng mày hỏi. Cố Phi dương ủ rột, cô ta đâu có sợ bị người ta biết. Nếu được, cô ta còn muốn cả thế giới biết anh là người đàn ông của cô ta kìa. Nhưng điều kiện thực tế không cho phép cô ta làm vậy. Nếu em lo lắng Ninh Thần thì đừng nghĩ nhiều, cô ấy sẽ không lấy chuyện trong cuộc sống vào trong công việc đâu. Công ty Vũ Đạo của em là công ty duy nhất mà bên anh liên lạc, gửi gắm hy vọng vào. Anh nghĩ cô ấy sẽ mong em có thể nhanh chóng phát triển công ty Vũ Đạo thì bắt kịp bước đi của công ty anh, Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương, ừm, một tiếng rồi không nói nữa. Hai người cứ uống trà như thế, im lặng được một lúc thì Đường Đường chạy ra hỏi, "Bố ơi, tối nay chúng ta ngủ ở đây được không ạ? Trẻ con luôn nói thẳng như vậy đấy, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trái tim cố phi dương đập liên hồi, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Mặt cô ta cũng dần đỏ lên. Mặc dù đến giờ hai người mới chỉ dừng lại ở hôn, nhưng nếu đã xác định ở cùng nhau thì có tiền triển sâu hơn cũng đâu sai. Chỉ nghĩ đến thôi mà cố phi dương đã cảm thấy nóng rực hết cả người lên rồi. Chồng đã rời đi nhiều năm, cảm giác phải thủ thân không phải ai cũng tưởng tượng được nhưng điều khiến cố phi dương thất vọng chính là hoác khải lại lắc đầu muộn lắm rồi cô cố và văn văn còn phải nghỉ ngơi chứ chúng ta cũng về nhà nghỉ thôi nhưng con muốn ngủ chung với văn văn mà đường đường chu miệng nói sau này sẽ còn cơ hội mà hoác khải nói xong thì đứng dậy nắm lấy tay đường đường rồi bảo cố phi dương vậy cứ thế nhé anh về đây hai mẹ con nghỉ sớm đi hả vẫn sớm mà, cố phi dương thất vọng nói. Cho dù khuôn mặt thất vọng của cô ta khiến người nhìn vào khó mà rời đi được, nhưng có những chuyện không thể chỉ vì đồng cảm mà lại vượt quá giới hạn được. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải tiếp xúc một thời gian đã. Hoác Khải tự nhận bản thân không phải loại chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới. Đã là người thì phải trải qua quá trình phát triển của cảm xúc mới được. Chú Lý, vậy khi nào chú sẽ quay lại, nhạc văn văn chạy đến, đáng thương nhìn Hoác Khải cô bé tỏ vẻ, Hoác Khải mà không nói rõ thì sẽ khóc cho Hoác Khải xem. Hoác Khải chỉ đành quỳ xuống ôm cô bé, nói chú sẽ đến thường xuyên, ít nhất là một lần một tuần được không nào. Hả, nhạc văn văn rất muốn nói một tuần một lần là quá ít, nhưng lần trước Hoác Khải ba tuần liền không tới, so sánh ra thì vẫn tốt hơn. Cô bé bèn gật đầu, vậy được, chúng ta hứa nhé, ít nhất là một lần một tuần, lừa đảo là con chó nhỏ. Văn văn, không được nói chuyện với chú Lý như vậy, phải lịch sự chứ, cố phi dương dạy dỗ. Không sao, Hoắc Khải mỉm cười, ngoắc tay với nhạc văn văn, chú đồng ý với cháu, thì nhất định sẽ làm được. Nhìn hai ngón tay lớn nhỏ ngoắc lấy nhau, cố phi dương cũng nở nụ cười. Niềm hy vọng của nhạc văn văn cũng là điều mà cô ta chờ đợi. Một tuần không tính là nhiều, nhưng ít ra vẫn hơn một tháng mà. Sau khi hứa với nhạc văn văn, Hoắc Khải dẫn đường đường lên xe đi về. Dõi theo chiếc xe, nhạc phân văn văn ngẩng lên nhìn cố phi dương hỏi mẹ khi nào con mới gọi chú ấy là bố lý được câu hỏi này khiến cố phi dương đột nhiên nhớ đến một câu nào đó mà hoác khải từng nói cô ta khẽ mỉm cười thì thầm sau này con sẽ có cơ hội sau khi đưa đường đường về nhà hoác khải lại đến xem ninh thần đang ngồi ở phòng khách chuyện này khiến anh ngạc nhiên sao em về sớm thế em làm xong việc rồi nên về nhà trước, Ninh Thần vừa xem TV vừa hỏi, cô cố vẫn khỏe chứ anh? Có cần giúp đỡ gì không? Cô ấy nói vẫn ổn, không cần gì cả, Hoắc Khải trả lời. Đường đường ôm chân Ninh Thần, nũng nịu, mẹ ơi, lần sau đến nhà cô cố chơi, con có thể ngủ qua đêm ở đó không? Ninh Thần nghe vậy thì run rẩy, con gái nói có ý gì vậy? Hoắc Khải thấy sự khác thường của cô, bèn nói, đường đường với văn văn thân nhau, hai cô bé nói mãi không hết chuyện, muốn qua đêm cũng là bình thường. Ninh thần nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là con gái muốn ngủ ở đó. Cô nhìn Hoác Khải, hỏi, vậy còn anh? Anh, Hoác Khải ngẩn ra, rồi cười nói, anh quen giường ở đây rồi. Câu trả lời này rất đơn giản, nhưng lại nói rõ thái độ của Hoác Khải. Ninh thần, ồ, xong cũng không hỏi gì nữa. Thật ra, cô không nói thì Hoác Khải cũng biết. Bình thường Ninh Thần về nhà sớm nhất là phải 10 giờ, hôm nay chưa đến 8 giờ đã về nhà rồi. Nói là xử lý xong việc của công ty nhưng hy vọng mới đang phát triển nhanh chóng, việc cần làm mỗi ngày nhiều không đếm xuể. Có mấy ai trong công ty về được nhà trước 8 giờ đâu? Ninh thần làm tổng giám đốc của công ty nên sẽ không có chuyện rảnh rỗi. Cô về sớm như vậy chỉ vì lo lắng trong lòng mà thôi. Nghĩ đến việc hoác khải đến chỗ cố phi dương, cũng không biết hai người sẽ làm gì, cô cứ đứng ngồi không yên, Mặc dù về nhà cũng chẳng thay đổi được việc gì, nhưng cô muốn chờ ở nhà, xem khi nào người đàn ông này trở về. Hoác Khải cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng sẽ không nói trắng ra để phá hoại tình cảm vợ chồng. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà cố Phi Dương đã ở đây được vài tháng. Phan Tư Mế cũng đã xuất viện, nhưng sau đó thì cô ta liền bật vô âm tín. Phòng khám cũng đóng cửa, không ai biết cô ta đi đâu. Nhưng chắc chắn không phải là cô ta nghĩ quẩn vì lúc rời đi, cô ta còn viết thư cho ninh thần, nói rằng mình không chịu nổi cuộc sống tương tư này. Chưa nói đến việc thấy hoắc khải, chỉ cần nghe đến những việc liên quan đến anh thôi là não cô ta cũng như nổ tung ra. Cho nên cô ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, ngắm cảnh đẹp, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cô ta tốt hơn. Thư của Phan Tư Mễ làm ninh thần vừa cảm thán lại vừa thả lòng. Một cố phi dương đã đủ khiến cô lo lắng rồi, giờ Phan Tư Mễ đã đi, ít nhất cũng mất đi một mối họa tiềm ẩn. Nếu không, Phan Tư Mễ mà đến nhảy lầu lần nữa thì Ninh Thần thật sự không biết làm gì. Còn sau này Phan Tư Mễ có về hay không, về thì định làm gì, Ninh Thần không nghĩ ra, mà cũng chẳng muốn nghĩ. Có những chuyện thật sự không phải cứ nghĩ gì là được nấy, cuộc sống biến hóa vô thường, tràn đầy sự bất ngờ. So với việc lăn tan mãi những chuyện không xảy ra thì cứ trân trọng hiện tại còn hơn. Về cố phi dương thì Hoắc Khải cũng tuân thủ lời hứa, ít nhất một tuần một lần. Có lúc Đường Đường đòi giữ quá thì đi hai lần, nhưng lần nào cũng đi vào ban ngày, nhiều nhất là ăn tối, về nhà trước 9 giờ. Ninh Thần biết chồng sợ mình nghĩ nhiều, buồn bã, nên dù anh có ý nghĩ khác nhưng vẫn luôn nhịn. Một người đàn ông có thể vì mình mà nhẫn nhịn như vậy, có lúc Ninh Thần còn cảm thấy áy náy. Đã nói là không từ chối thì sao lần nào cũng buồn bã chứ? huống chi biểu hiện của cố phi dương cũng khiến ninh thần không chê ở điểm nào được. Cô ta không cần gì khác, cũng chưa từng chủ động liên hệ với Hoác Khải. Trong thành phố này, trừ ninh thần và Hoác Khải ra thì không một ai biết mối quan hệ đặc biệt này của gia đình cô và cố phi dương. Mà công ty vũ đạo của cố phi dương cũng đã được thành lập, trong vòng 2 tháng thu về được không ít. chương 542, vô cùng tức giận. Ngoài một số lượng lớn học viên, còn có rất nhiều người đàn ông giàu có và quyền lực muốn theo đuổi Cố Phi Dương. Ai có thể không thích một người phụ nữ xinh đẹp như Cố Phi Dương chứ? Huống chi cô ta bây giờ còn là một phụ nữ độc thân. Ngay cả người trong công ty Hy vọng mới thỉnh thoảng cũng nghe ngóng được tin tức về Cố Phi Dương, mà nhiều nhất là một chàng trai tên là Đàm Bác Vũ, gia nhập công ty cùng một đợt với Giản Tư Tư. Đàm Bác Vũ này hiện giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Mậu Thìn, rất có năng lực trong lĩnh vực đầu tư tài chính tiền từ việc bán cổ phiếu của hy vọng mới sẽ được chuyển vào tài khoản của các công ty đầu tư Đinh Mão và Mậu Thìn, sau đó chuyển từ tài khoản của công ty đầu tư sang các chi nhánh VA và bính dần ở nước ngoài. ưu điểm của việc này là một khi các công ty khác gặp vấn đề, thì vấn đề sẽ không liên lụy đến trụ sở của hy vọng mới. Về vấn đề thuế còn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bởi vì đầu tư là một loại chi phí, vì nó là chi phí nên không cần phải đóng thuế. Nếu không, hàng tỷ cổ phiếu bán ra thì sẽ phải đóng thuế một khoản vô cùng lớn. Đàm Bác Vũ năm nay 29 tuổi, khi vào hy vọng mới thì anh ta đã là một người ưu tú với nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Lý do tại sao anh ta gia nhập vào hy vọng mới chính là vì lý tưởng và tương lai mà Hóc Khải đề ra, tất cả đều khiến anh ta rất xúc động. Trong cuốn sách Quỷ Cốc Tử nói rằng, khi nói chuyện với người nghèo túng thì phải bắt đầu bằng lợi nhuận, bởi vì họ thiếu thốn điều đó. Nhưng khi nói chuyện với giới tinh anh, thì phải nói về lý tưởng, bởi vì họ muốn có điều đó. Giờ đây, nguyện vọng của Đàm Bác Vũ đã thành hiện thực, anh ta đã dùng thời gian để chứng minh rằng nhận định của mình là không sai. Đây là một công ty có tương lai rất hứa hẹn, có thể tạo cho anh ta một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn để nâng cao trình độ của mình. Trong số tất cả mọi người, ngoài Giản Tư Tư, thì Đàm Bác Vũ chính là người có sự tôn thờ sâu sắc nhất đối với Hoắc Khải. Có người còn đồn rằng anh ta thậm chí còn lập nên một bài vị thần thánh cho hóc khải tại nhà mình, và dâng hương mỗi ngày, giống như thờ cúng các vị thần vậy. Đàm bác Vũ đã 29 tuổi, đã đến tuổi phải tính chuyện cưới xin, thật ra từ 2 năm trước, gia đình đã dục anh ta lấy vợ, sinh con. Phụ nữ thường sợ rằng khi về già sẽ không lấy được chồng, nhưng dù là đàn ông thì cũng sẽ rất khó để kiếm được một người vợ khi về già. Nếu không lấy vợ sớm hơn, có khi mọi người còn nghĩ mình là người đồng tính nhưng đàm bác vũ chưa bao giờ nóng vội anh ta rất có tham vọng với nghề làm việc nghiêm túc và tin vào duyên phận nếu như không tìm được người phụ nữ nào có thể khiến cho trái tim của anh ta đập nhanh trong nháy mắt thì anh ta thả rằng không kết hôn kết hôn rồi mới xây dựng tình cảm thì rõ ràng không còn cảm giác gì với nhau nếu phải trở thành người thân của nhau thì có ích lợi gì đâu hôn nhân là quan hệ quyến thuộc nhưng nhất định phải bắt đầu bằng tình yêu xét đánh đây là quan điểm của đàm bác vũ về tình yêu nên việc kết hôn của anh ta đã bị trì hoãn cho đến tận bây giờ nhưng chỉ mới cách đây không lâu khi anh ta vô tình đi ngang qua quảng trường nhân dân và nhìn thấy cố phi dương đang nhảy múa ở quảng trường trái tim anh ta đã ngay lập tức rung động ánh sáng trên quảng trường chiếu vào cố phi dương khiến cho dáng điệu nhảy múa của cô ta càng thêm uyển chuyển như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống đàm bác phố chưa từng thấy một người phụ nữ nào có thể thu hút sự chú ý của mọi người như cô ta bất kể là ngoại hình dáng người hay khí chất tất cả của cô ta đều rất xuất sắc hơn nữa cố phi dương ở quảng trường nhân dân thu nhận học trò lại càng tỏa ra một khí chất thu hút người khác một người phụ nữ mà không ai có thể từ chối được đàm bác vỗ biết rằng cuối cùng anh ta đã tìm được một người phụ nữ xứng đáng để yêu anh ta xuống xe ngay tại chỗ đến gặp cố phi dương để hỏi xin wechat của cô ta sau đó trả phí đăng ký nói rằng anh ta muốn học khiêu vũ nếu không làm vậy mà tự nhiên tiến lên nói chuyện yêu đương với người ta, sợ rằng anh ta sẽ dọa cho người phụ nữ tuyệt vời này một phen sợ hãi mất. Đàm Bác Phố thật sự có một nền tảng khá vững chắc về khiêu vũ, anh ta đã học khiêu vũ Latin 3 năm ở trường đại học và bây giờ anh ta chọn lại nó, nên có cảm giác khá thú vị. Hơn nữa, mỗi khi anh ta khiêu vũ, anh ta có thể nhìn thấy Cố Phi Dương, đây là điều hạnh phúc nhất đối với anh ta. Từ lúc nhìn thấy điệu nhảy đầu tiên của Cố Phi Dương ở quảng trường nhân dân đến nay, đàm bác Vũ đã học được hơn 3 tháng. Anh ta có tính tình vui vẻ, dáng người cao giáo, ngoại hình cũng không tồi, cũng rất được lòng các nữ sinh trong vũ đoàn. Nhất là khi họ biết anh ta là giám đốc của công ty đầu tư mậu thìn, thì vị trí của anh ta trong mắt bọn họ lại càng cao hơn, quý hơn cả vàng. Sau khi làm quen được với Cố Phi Dương, đàm bác Vũ bắt đầu theo đuổi cô ta, đặc biệt sau khi biết vũ đoàn của cố phi dương cũng nằm trong hệ thống VR anh ta lại càng niềm nở với cô ta hơn bởi vì anh ta biết rất rõ rằng miễn là hệ thống VR của hy vọng mới có thể được thiết lập và vận hành thành công thì tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều hứa hẹn hơn nữa cho đến nay chỉ có vũ đoàn của cố phi dương là vũ đoàn duy nhất liên quan đến hệ thống VR này mặc dù anh ta không rõ lắm về việc một vũ đoàn nhỏ như vậy đã thu hút ông chủ bằng cách nào nhưng anh ta biết ông chủ luôn làm những việc bất ngờ và mang lại những lợi ích thần kỳ. Có thể thấy trước khả năng vũ đoàn của Cố Phi Dương sẽ tỏa sáng trong tương lai. Vì vậy, dù Cố Phi Dương là mẹ đơn thân có một cô con gái nhưng đàm bác vũ cũng không hề để tâm. Chỉ cần sự nghiệp trong tương lai của Cố Phi Dương có thể phát triển, thì mọi chuyện trong quá khứ sẽ không còn là vấn đề. Sự theo đuổi của anh ta rất quyết liệt có ngày anh ta đặt 999 đóa hoa hồng trong cốp của chiếc Mercedes-Benz GLS mà anh ta mới mua. Ngay khi vừa mở ra, nó đã thu hút sự hò hét của nhiều phụ nữ trong vũ đoàn. Rất hiếm khi họ lại nhìn thấy một bó nhiều hoa hồng đến như vậy. Nhưng cố phi dương không chấp nhận, chỉ cười nhẹ, nói rằng cô ta bị dị ứng với phấn hoa, hơn nữa đàm bác vũ không phải tuyết người của cô ta, vì vậy đừng lãng phí công sức của mình mặc dù bị cố phi dương từ chối một cách dứt khoát nhưng đàm bác vũ vẫn không nản lòng từ chối là chuyện của cô còn theo đuổi là chuyện của riêng tôi anh ta rất tin tưởng vào phán đoán của chính mình cố phi dương chính là nữ thần mà anh ta đã chờ đợi rất nhiều năm chỉ có người phụ nữ đó mới xứng với anh ta và anh ta cũng tin rằng trên đời này không có tảng băng nào là không thể tan chỉ có điều không biết nó sẽ tan nhanh hay chậm mà thôi Cố Phi Dương từ chối anh ta có lẽ vì trải nghiệm tình cảm trước đây không tốt nên không dám bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng. Nhưng chỉ cần anh ta đủ kiên trì thì anh ta có thể làm tan chảy trái tim của cô ta bằng sự dịu dàng ân cần, chắc chắn sẽ có thể ôm trọn vẻ đẹp ấy vào lòng. Việc đàm bác phố theo đuổi Cố Phi Dương không phải là bí mật gì ở công ty hy vọng mới, vì anh ta thậm chí đã tìm gặp giám đốc chi nhánh Đinh Máu, hy vọng sử dụng mối quan hệ cá nhân của mình để dành cho vũ đoàn của Cố Phi Dương một số ưu đãi đặc biệt, tạo điều kiện cho sự theo đuổi của anh ta. Chuyện này khi được nói đến ở công ty hy vọng mới thì nhiều người đều cho rằng hai người này rất xứng đôi vừa lứa, nếu họ có thể thành đôi thì cũng là một câu chuyện rất hay. Một số người bắt đầu cá cược với nhau, bởi vì cả anh ta và giản tư tư, không ai trong số họ có kế hoạch kết hôn, nên mọi người bèn đánh cược xem ai kết hôn trước, thậm chí là ai có con trước. Ngoài giờ làm việc chọc ghẹo xếp một chút cũng không có hại gì. Nhưng rồi một buổi sáng, Ninh Thần gọi đàm bác vũ đến, sau đó nhiều người bên ngoài văn phòng nghe thấy lời mắng mỏ nghiêm khắc của Ninh Thần. Anh coi công ty như nhà của chính mình sao? Hay anh nghĩ công việc là công cụ dùng để theo đuổi ai đó? Giọng Ninh Thần đủ lớn để mọi người nghe thấy, tôi đã nghe mọi người nói rồi. Anh bảo chi nhánh đinh Mão cho vũ đoàn của Cố Phi Dương rất nhiều ưu đãi, anh có giới thiệu thêm nhiều người đến đó học nhảy múa luôn không? Anh muốn giúp cô ta, tôi không phản đối, nhưng nếu dùng tài nguyên của công ty để theo đuổi cô ta, vậy thì anh có thể xin nghỉ việc đi. Hy vọng mới là công ty muốn cạnh tranh với các công ty đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bất cứ ai vào công ty này đều phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Anh muốn theo đuổi người ta, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi tuyệt đối không thể dung thứ cho anh trong việc lợi dụng nguồn lực của công ty. Kể từ khi gia nhập công ty, đàm bác phố mới chỉ thấy Ninh Thần tức giận như vậy một lần, chính là vào lúc phát hiện Ninh Hạo Bân phản bội công ty. Và đây là lần thứ hai, vì anh ta đã lợi dụng tài nguyên công việc để cho vũ đoàn của Cố Phi Dương nhiều lợi ích. Mặc dù trên góc độ công việc thì điều này quả thật không phù hợp, nhưng anh ta thật sự không làm tổn hại gì đến lợi ích của công ty cả. Vũ đoàn của Cố Phi Dương cũng là một mắt xích rất quan trọng trong hệ thống VA, nếu vũ đoàn có thể phát triển nhanh chóng thì điều đó chỉ có lợi cho công ty chứ không có hại. Chính vì điểm này mà Đàm Bác Vũ nghĩ mình có thể sử dụng các mối quan hệ cá nhân để giúp đỡ anh ta tin rằng ninh thần cũng có thể nhìn thấy và hiểu được, nhưng anh ta không ngờ rằng ninh thần lại trở nên tức giận vì chuyện này. Xếp ninh, tôi không có ý muốn tổn hại đến tài nguyên của công ty. Vũ đoàn của cô cố cũng rất quan trọng đối với công ty. Tuy rằng hành vi của tôi quả thật là không đúng, nhưng... Tôi không muốn nghe anh giải thích, bây giờ tôi chỉ nói với anh một điều, hoặc rời khỏi công ty hoặc tránh xa cố phi dương, không có lựa chọn thứ ba. Anh có thể nói rằng tôi không tử tế, anh có thể nói rằng tôi không hợp lý, nhưng đây là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi. Lần này tôi cảnh cáo anh lần đầu cũng là lần cuối cùng, hiểu không? chương 543, trở ngại cuối cùng trong nhà họ cơ. Sự tức giận của ninh thần khiến cho đàm bác vũ có chút không hiểu nổi. Anh ta không thể nghĩ ra tại sao Ninh Thần lại không hài lòng khi anh ta theo đuổi Cố Phi Dương. Đàm bác vũ hít một hơi thật sâu rồi nói, xếp Ninh, tôi không hiểu. Anh không cần hiểu, tôi chỉ nói với anh một điều, đó là anh phải lựa chọn giữa công việc và cố phi dương, ninh thần nghiêm nghị nói. Đàm bác phố im lặng một lúc, nhưng cuối cùng anh ta đã chọn công việc. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cô cố. Về những sai sót trong công việc, tôi cũng sẽ tự kiểm điểm, đàm bác vũ nói. Ninh thần xua tay ra hiệu anh ta có thể rời đi. Đàm bác vũ rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, bên ngoài có mấy người quen tò mò hỏi, xếp đàm, có chuyện gì vậy, xếp ninh sao lại tức giận kinh khủng như vậy. Làm sao tôi biết được, đàm bác vũ nắm chặt tay và cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình để ngăn bản thân trông quá tức giận. Theo quan điểm của anh ta, việc theo đuổi cố phi dương là việc cá nhân, công ty không có quyền can thiệp. Nhưng ninh thần lại nói từ góc độ công việc, và đúng là anh ta đã làm việc vi phạm quy tắc. Cho dù cuối cùng chuyện này mang lại lợi ích cho công ty, thì quy tắc cũng là quy tắc, đã phá hỏng rồi thì anh ta cũng không thể nói gì thêm. Những người khác không hiểu tại sao, nhưng họ đã biết một điều, đó là cho dù họ có làm gì trong tương lai, họ cũng không thể sử dụng lợi ích của công ty như một con bài mặc cả được. Dù có xuất phát điểm từ mục đích tốt hay không thì đây vẫn là vấn đề mang tính nguyên tắc. Về phần theo đuổi cố phi dương, người khác không biết có được hay không, chứ đảm bác vũ thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Ở trong phòng làm việc, không phải ninh thần không nghe thấy những lời bình phẩm bên ngoài, Cô cũng biết việc mình khiển trách Đàm Bác Vũ có thể khơi dậy sự bất mãn của một số người, cho rằng cô làm quá mọi chuyện. Tuy nhiên, Ninh Thần phải làm điều này, bởi vì mối quan hệ giữa Cố Phi Dương và gia đình cô vô cùng đặc biệt, cô không thể nói rằng cô quen biết Cố Phi Dương, nhưng cô cũng không thể nhìn những người đàn ông khác theo đuổi Cố Phi Dương. Ở một góc độ nào đó, Ninh Thần đã coi Cố Phi Dương là tài sản riêng của Hắc Khải, bây giờ những người đàn ông khác đang tiến đến giật lấy nó cô không biết thì thôi chứ nếu đã biết thì không thể bỏ qua được việc đàm bác vũ theo đuổi cố phi dương khiến ninh thần cảm thấy rất chướng mắt cô không thích việc hoác khải tiếp xúc thân mật với cố phi dương nhưng cô càng không thể chịu đựng được nếu cố phi dương muốn tiếp xúc gần gũi với những người đàn ông khác nói tóm lại thì đây là một loại tâm lý cực kỳ đặc biệt vừa mâu thuẫn mà lại vừa hợp lý sự vắng mặt của đàm bác vũ không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cố phi dương có quá nhiều người theo đuổi cô ta, đặc biệt là bây giờ khi mà hy vọng mới đã tập hợp một số lượng lớn các ngành công nghiệp mới nổi, và càng lúc càng có nhiều người phát triển nhờ dựa vào hy vọng mới trong hai năm qua. Họ chuyển công ty đến đây, hy vọng có thể cùng hy vọng mới phát triển mối quan hệ. Điều này khiến cho sự phồn vinh của thành phố Dung trực tiếp nâng cao lên mấy bậc, bây giờ không có mấy trăm triệu trong tay thì ai cũng ngại tự nhận mình là ông chủ. Khi những ông chủ lớn không có việc gì để làm, thì họ còn có thể nghĩ gì được nữa đây. Tất nhiên là không có gì khác ngoài mấy chuyện nam nữ. Chính vì vậy, Cố Phi Dương đã trở thành đối tượng săn đuổi giáo diết của họ, thậm chí nhiều người còn cá cược xem cuối cùng ai có thể ôm hôn được người đẹp. Ninh Thần chỉ có thể điều khiển một đám bác vũ, nhưng không thể can thiệp vào chuyện của tất cả những người muốn theo đuổi Cố Phi Dương, mặc dù nếu cô thật sự làm điều đó, có lẽ hầu hết mọi người cũng sẽ lo ngại về mối quan hệ với hy vọng mới mà buông tha cho Cố Phi Dương. Nhưng khi thời gian trôi qua, nếu chuyện đó cứ lặp lại, chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy hy vọng mới độc đoán, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Ninh Thần và công ty. Vì vậy, Ninh Thần chỉ có thể tìm cơ hội nói chuyện với Hoắc Khải, bảo anh nhắc nhở Cố Phi Dương không được làm chuyện lung tung bên ngoài. Nếu không, cô chắc chắn sẽ trở mặt. Lời nhắc nhở của Ninh Thần khiến Hoắc Khải hơi ngẩn ra. Cô rõ ràng không muốn anh ở bên cô ta. Vậy tại sao cô lại sợ cô ta tìm người đàn ông khác ở bên ngoài chứ, cũng không thể để cố phi dương ở một mình cả đời được. Trên thực tế, theo suy nghĩ của Hoác Khải, nếu cố phi dương thật sự có thể tìm thấy một người đàn ông khác xứng đáng để yêu, đó cũng không phải là một điều xấu. Ít nhất, điều đó tốt hơn là để cô ta sống cùng với anh. Nhưng Ninh Thần lại không đồng ý, cô nói, em đã cùng cô ta ký giấy cam kết, sao có thể bắt cô ta đến với người đàn ông khác dù sao cô ta cũng chỉ có thể là của anh, em không cho phép cô ta đến với người khác. Bề ngoài, lời nói của Ninh Thần là để giữ lời hứa, nhưng thật ra cô biết rất rõ rằng sau này sẽ có rất nhiều phụ nữ khác có dính dáng đến Hoắc Khải. Người đàn ông như anh giống như ngọn hải đang giữa đêm, quá chói mắt. Mặc cho cố phi dương có như thế nào thì cô ta cũng được coi là thuộc loại ngoan ngoãn hơn người khác, ít nhất cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa gây chuyện với ninh thần, ngoại trừ việc cô ta bị quá nhiều đàn ông theo đuổi. Vì vậy, Ninh Thần nghĩ một người phụ nữ mà cô có thể kiểm soát sẽ tốt hơn những người phụ nữ thích tranh giành quyền lực. Hoác Khải có thể hiểu được suy nghĩ của Ninh Thần, nhưng anh không thể nói nhiều, trong chuyện này dù anh có nói vì ai thì cũng đều sai trái. Nhưng Hoác Khải tin rằng Cố Phi Dương là một người phụ nữ rất biết tự chủ, nếu cô ta thật sự bị cám dỗ bởi sự theo đuổi của các ông chủ nhiều tiền thì cô ta đã không có thái độ chán ghét sự theo đuổi của Tô Tử Hàng trước đó. Nếu cô ta đã có thể giữ được bản thân trong sạch trong lúc khó khăn nhất, thì khi cuộc sống bắt đầu tốt hơn như bây giờ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Hoác Khải không lo lắng về vấn đề này. Chuyện mà anh thật sự cảm thấy có chút phiền phức, chính là chuyện ở nhà họ cơ. Nhà họ cơ ngày nay đã phát triển tới quy mô nắm giữ tài sản hàng chục tỷ đồng. Lý do tại sao họ có thể phát triển nhanh như vậy chủ yếu là do cơ hương ngưng đã thay đổi mô hình chia cổ tức cho tất cả các khoản lợi nhuận trong quá khứ. Cô ấy liên tục đầu tư lợi nhuận của gia tộc để thu lãi kép, thậm chí nhiều người trong nhà họ Cơ còn sẵn sàng rút tiền túi ra cho cô ấy đầu tư. Số tiền đó gom lại tạo thành quy mô hàng chục tỷ như hiện nay. Từ điểm này cũng có thể thấy nhà họ Cơ rốt cuộc phải phân bổ bao nhiêu tiền cho những người đó. Nếu không có Cơ Hương Ngưng, có lẽ nhà họ Cơ mãi mãi cũng chỉ có khối tài sản mấy tỷ. Có nhiều tài sản hơn, kiếm tiền dễ dàng hơn nhưng những người trong nhà họ Cơ lại bắt đầu bồn chồn. Đại đa số mọi người đã bắt đầu học được cách dựa vào Cơ Hương Ngưng để kiếm tiền, dù sao họ cũng không cần dùng đến bộ não của chính mình, họ chỉ cần nằm dài và đếm tiền mỗi ngày, có gì không tốt đâu. Nhưng có một số người hiểu biết hơn hoặc nhìn mọi thứ thấu đáo hơn, đã cho rằng điều này không thể tiếp tục. Họ cảm thấy rằng bây giờ nhà họ Cơ đã bị Cơ Hương Ngưng kiểm soát quá nhiều, gần như 70% nhà họ Cơ đang dựa vào người phụ nữ này để kiếm tiền. Và quyền phát biểu của Cơ Hương Ngưng cũng đã dần tăng lên gần như ngang bằng với cơ chấn hùng thậm chí trong nhiều trường hợp nếu cơ chấn hùng muốn quyết định việc phát triển của gia tộc thì trước hết phải bàn bạc với cơ hương ngưng nếu cơ hương ngưng không đồng ý với đề xuất nào thì hầu hết mọi người cũng có thể không đồng ý đây chắc chắn không phải là những gì mà dòng chính muốn thấy ít nhất nó cũng không phải là những gì mà cơ chấn hùng muốn thấy ông ta nghĩ rằng quyền lực của người đứng đầu gia tộc như mình đã bị thách thức vì vậy không ít những người trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết của dòng chính nhà họ Cơ cũng lần lượt bước lên gánh vác, muốn cạnh tranh với Cơ Hương Ngưng. Nhà họ Cơ lớn như vậy, một người phụ nữ làm sao có quyền lên tiếng, chưa kể bọn họ chỉ coi cô ấy như là công cụ để bọn họ kiếm tiền. Với tâm lý như vậy, những người trẻ trong dòng chính của nhà họ Cơ bắt đầu muốn dần dần giành lại quyền kiểm soát công ty. Nhưng hành vi của họ mâu thuẫn với lợi ích của hầu hết mọi người trong nhà họ Cơ. Vì vậy cả hai phe đang có một mối quan hệ hết sức căng thẳng vì vấn đề quyền lực. Lần này, Cơ Hương Ngưng đã không lùi bước, cô ấy mạnh mẽ tuyên bố rằng mình đang dẫn đầu về khối tài sản mang về cho công ty, không có ai có thể dễ dàng thay đổi vị trí của cô ấy trong công ty. Nếu muốn thay thế cô ấy, còn phải xem các người có đủ tư cách này hay không. Trong mọi trường hợp, Cơ Hương Ngưng cô là người trong hội đồng quản trị của nhà họ Cơ, hơn nữa còn là hàng thừa kế thứ nhất trong lớp trẻ cơ hương ngưng cùng với con cháu dòng chính trong hàng thừa kế thứ nhất không hề có khoảng cách thậm chí còn cao hơn họ về thành công và vị trí cá nhân đã như vậy tại sao cô ấy phải nhượng bộ những người trẻ tuổi thuộc dòng chính của nhà họ cơ không thể phá vỡ các quy tắc của gia tộc để có thể phế chuất cơ hương ngưng nhưng họ có thể sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình trong gia tộc để gây ra khá nhiều rắc rối cho cơ hương ngưng ví dụ nếu như có một số thành viên hội đồng quản trị trực tiếp chọn ủng hộ cơ hương ngưng thì những người trẻ này sẽ đi tìm tất cả thân thích phái nữ trong nhà có thể tập trung lại được để liên hợp mở cuộc họp phê bình tập thể các đấng mày dâu. chương 544, Lao tới đích. Dù đàn ông trong nhà muốn kiếm tiền đến đâu, họ cũng cần thể diện và nhiều người còn phải lo lắng về hạnh phúc gia đình. Họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi liên tục nghe các bà các cô cần nhằn xung quanh, theo thời gian, nhiệt huyết kiếm tiền của họ cũng giảm dần. Khi xu hướng tồi tệ này bắt đầu xuất hiện, cơ hương ngưng đã nhận thấy nó, nhưng cô ấy không biết phải đối phó với nó như thế nào người ta dùng mối quan hệ gia đình để gây ảnh hưởng thì cô ấy có thể làm được gì cô ấy cũng không thể tìm cho họ một người vợ khác sinh con gái khác vì vậy cơ hương ngưng theo thói quen đến gặp hoác khải để thảo luận còn hoác khải cũng khá đau đầu không ngờ đám người này lại làm chuyện tồi tệ như vậy không thể đối mặt trực tiếp thì lại lôi bà con quyến thuộc vào cuộc sao có phải là đàn ông không vậy tuy rằng đau đầu nhưng lần này hoác khải cũng nhìn ra cơ hội lớn nếu cơ hương ngưng có thể xử lý tốt cô ấy có thể trực tiếp kéo cơ chấn hùng xuống ngựa vậy nên làm gì đây sau khi nghĩ về việc này hoác khải đã đưa cho cơ hương ngưng một đề xuất vô cùng táo bạo cơ hương ngưng nghe xong cũng có chút kinh ngạc nói anh đây là muốn giải quyết tận gốc nhưng bọn họ cũng không nhất định là sẽ đồng ý cả cô và bọn họ đều mắc phải một sai lầm đó chính là cho rằng nhà họ cơ này nhất định phải tồn tại Hoắc Khải khẽ mỉm cười nói, nhưng trong thực tế, nhà họ cơ hiện tại thật sự còn cần thiết tồn tại sao? Hoặc là nói, nó tồn tại hay không tồn tại, liệu sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện khác hay sao? Cơ hương ngừng nghe vậy thì sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại, ý anh là, quyền lợi của nhà họ cơ đều ràng buộc với tôi, nên nhà họ cơ đã không còn cần thiết nữa. Đúng vậy, Hoắc Khải gật đầu nói, cô ở nhà họ cơ hơn 2 năm nay đã kéo được phần lớn tài nguyên lên thuyền của mình, nếu cô rời đi cũng có thể tự mình tạo ra cơ nghiệp khác. Cứ bỏ đi, dù cô không thể lấy đi tất cả, nhưng chỉ cần cô có thể lấy đi một nửa, cũng có thể tạo ra lợi thế lớn. Ngay cả khi những người còn lại không muốn rời đi, họ cũng sẽ phải mù quáng chạy theo vì sợ hãi. Giữa một nhà họ cơ cũ không còn hy vọng và một nhà họ cơ mới có tương lai đầy hứa hẹn, cô nghĩ họ sẽ chọn bên nào? Đề xuất của họ Khải đối với Cơ Hương ngưng rất đơn giản đó là xây dựng lại một nhà họ Cơ mới trên danh nghĩa của cô ấy. Những người sẵn sàng đi cùng cô ấy có thể tham gia bằng tài nguyên của công ty. Nếu ai không muốn, cô ấy cũng sẽ không ép buộc. Điều mà Cơ Hương ngừng nghĩ đến đầu tiên là theo quy định của gia tộc, tài sản của công ty không được phép bán cho bên ngoài. Tất cả tài sản thuộc về gia tộc, không phải của cá nhân. Nhưng nếu nói như vậy, thì nhà họ Cơ có thể dựa vào cái gì để tăng tài sản từ mấy tỷ lên mấy chục tỷ trong vòng chỉ có hơn 2 năm? Một phần là do năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng, nhưng mặt khác, đó là do cô ấy đã thuyết phục được các thành viên nhà họ Cơ sẵn sàng bỏ tiền ra để đi đầu tư. Dù khả năng của Cơ Hương Ngưng rất phi thường, nhưng chắc chắn số tiền mà những người này bỏ ra được chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản của họ. Nhưng chỉ riêng số tài sản ít ỏi đó cũng đã lên đến hàng tỷ đồng. Vì vậy, Hiện tại khối tài sản thật sự của nhà họ cơ không còn là tài sản của công ty nữa, hầu như toàn bộ số tiền lãi trong những năm này đều được chia vào túi từng cá nhân. Từ góc độ này mà nói, nếu một nửa số người rời bỏ nhà họ cơ và đi theo cơ hương ngưng, thì một gia tộc lớn hơn nhiều so với nhà họ cơ hiện tại hoàn toàn có thể được xây dựng lại. Tất nhiên, đầu tiên những người này phải sẵn sàng bỏ ra tài nguyên cái đã. Nói chung, về lý thuyết, kế hoạch của Hoác Khải là có thể thực hiện được và rất có thể sẽ thành công nhưng trong thực tế khi hành động vẫn còn có nhiều việc rất rắc rối sẽ phát sinh bởi vì con người ai cũng sẽ có những suy tính riêng nhất là khi nói đến vấn đề gia tộc có lẽ phần lớn mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ được mối liên hệ với gia tộc cảm thấy vô cùng khó xử họ có làm điều gì bất lợi cho gia tộc để thỏa mãn lợi ích cá nhân thì cũng không sao nhưng họ lại không muốn phản bội gia tộc để đi theo một con đường khác Vấn đề lớn nhất của cơ hương ngưng lúc này là làm thế nào để thuyết phục những người này thay đổi suy nghĩ và cùng hợp tác với cô ấy. Đây chắc chắn không phải là điều dễ dàng thực hiện, cô ấy không được phô trương quá mức cho đến khi có thể nắm chắc chắn mọi thứ trong tay. Phải cẩn thận và bắt đầu tiếp xúc với những người có nhiều khả năng đi cùng cô ấy nhất. Thật ra Hoác Khải còn có một đề xuất khác, đó là chấp lấy cơ hội kêu gọi đầu tư lớn trong khi hầu hết mọi người vẫn còn đang tin tưởng cơ hương ngưng. Các quý đầu tư này sẽ gia nhập vào công ty mới mà Cơ Hương Ngưng bí mật thành lập, sau đó cô ấy hãy quay lại nói rằng khoản đầu tư đã thất bại, trong trường hợp thành công thì việc chuyển tiền sẽ hoàn tất. Đầu tư thì tất nhiên sẽ có lãi và lỗ, không ai nói trước được điều gì. Ngay cả khi kiện ra tòa mà không có bằng chứng thì cũng không thể kết tội cô ấy. Nhưng Cơ Hương Ngưng đã từ chối đề xuất này, mặc dù cô ấy rất dựa dẫm vào Hoắc Khải nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ nghe lời Hoắc Khải trong tất cả mọi chuyện. Ít nhất, Cơ Hương ngừng cũng có suy nghĩ của riêng mình trong chuyện này. Cô ấy có thể phản bội gia tộc, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ giả trá như thế. Như vậy, đối với việc thành lập một nhà họ Cơ mới thì cô ấy cũng có thể quang minh chính đại mà nói chính vì xem thường những người ở đó cho nên cô ấy mới muốn tách ra làm một mình. Nhưng nếu cô ấy dựa vào sự lừa dối để có được một số tiền lớn, điều đó sẽ vi phạm các nguyên tắc của cô ấy. Hơn nữa, dưới góc độ pháp lý, đây còn là hành vi tội phạm liên quan đến gian lận tài chính. Hoắc Khải không ép buộc, anh chỉ đưa ra đề xuất này với Cơ Hương ngưng một cách vô thưởng vô phạt, xem như là cho Cơ Hương ngưng một lối thoát cuối cùng trong tình huống tệ nhất mà thôi. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cô ấy có thể dùng con đường này để đổi lấy chút vốn liếng. Chuyện về sau thì đã không cần Hoắc Khải nói hay làm gì thêm nữa. Loại chuyện này cho dù là anh đích thân ra tay cũng sẽ không dễ dàng thêm chút nào. Chính vì anh bây giờ đã có địa vị xã hội cao, lại là người ngoài cuộc, nếu như ra mặt bảo người nhà họ Cơ phản bội gia tộc thì sẽ càng dễ thu hút sự oán giận và bài xích. Chỉ có Cơ Hương Ngưng, một người trong gia tộc, tự nói ra điều đó với tư cách cá nhân thì chuyện mới có thể thành công. Nếu thành công, Cơ Hương Ngưng có thể đạt được mục tiêu cuối cùng mà Hoắc Khải nói năm đó, đó là hoàn toàn làm chủ nhà họ Cơ và trở thành người đầu tiên trong nhánh phụ ngồi lên vị trí chủ tịch. Nói một cách dễ hiểu Đối với nhà họ cơ, đây sẽ là một sự thay đổi rất lớn. Mà cho dù có thành công hay không, sự tác động của chuyện này đối với nhà họ cơ vẫn sẽ rất sâu rộng. Bởi vì dù cơ hương ngưng bị đuổi đi hay một mình thành lập nên nhà họ cơ mới, thì điều đó cũng tương tự như việc cô ấy đoạn tuyệt với nhà họ cơ trước đó. Thành thật mà nói, Hoác Khải cũng rất ngưỡng mộ cơ hương ngưng. Hơn 2 năm trước, khi anh gặp người phụ nữ này lần đầu tiên, cô ấy trông vẫn còn non nớt, bất kể cô ấy làm gì cô ấy luôn phải rè dặt nhìn trước nhìn sau. Nếu Hoắc Khải không giúp cô ấy, cô ấy có thể đã bị chèn ép đến chết bởi cơ xuyên hải và cháu trai của ông ta là cơ xương minh. Nhưng bây giờ cơ hương ngưng đã rất mạnh mẽ và rất độc lập. Cô ấy là một người phụ nữ rất quyết đoán, chỉ có điều những kinh nghiệm trước đây của cô ấy vẫn khiến cô ấy không đủ tự tin. Khi địa vị của cô ấy được cải thiện, cô ấy đã trải nghiệm nhiều thứ hơn và kinh nghiệm xã hội của cô ấy cũng tăng lên tất cả đều trở thành những yếu tố để cô ấy nâng cao sự tự tin của bản thân. Hoắc Khải cũng rất muốn nhìn thấy Cơ Hương Ngưng như vậy, so với một con rối luôn nghe lời anh và không có chính kiến riêng của bản thân, Hoắc Khải hy vọng mọi người xung quanh anh đều có thể tự mình tiến lên. Mặc dù ngành công nghiệp của nhà họ Cơ không đóng góp nhiều vào sự nghiệp sau này của Hoắc Khải, nhưng chiến thắng như vậy thì mới toàn diện. Dưới những đề xuất của Hoắc Khải, cuối cùng Cơ Hương Ngưng đã nghĩ ra một kế hoạch tốt. Ngành công nghiệp của nhà họ cơ hiện nay liên quan đến rất nhiều phía, nhưng nếu thống nhất với nhau thì vẫn có thể tạo thành một mô hình kinh doanh khép kín. So với hệ thống VR của Hoác Khải thì đương nhiên là kém xa, nhưng so với hầu hết các mô hình kinh doanh khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhiều người làm việc nhưng thiếu tầm nhìn toàn diện, thì đến khi tai nạn xảy ra họ mới có thể nhận ra rằng dù có liên hệ với nhiều công ty nhưng họ không thể giúp đỡ nhau khi gặp sự cố, lúc đó họ nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó tạm thời một cách miễn cưỡng. Cách tiếp cận của Cơ Hương Ngưng rất khác với họ, sau khi có thể hình thành một vòng kinh doanh khép kín sơ khai đối với các ngành công nghiệp của công ty, cô ấy có thể tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Dù có xảy ra sai sót trong bất kỳ một mắt xích nào, thì các mắt xích khác trong vòng khép kín đều có thể bổ sung và giúp đỡ, giống như ngũ hành tương sinh vậy. Không có lý do gì khiến cho Cơ Hương Ngưng không thể thành công. Cuối cùng Hoắc Khải đã không cần giúp cô ấy thêm bất cứ điều gì, chỉ cố tình kiểm tra xem cô ấy thật sự có thể phát triển thành kiểu người như anh anh tưởng tượng hay không. Nếu cô ấy có thể, thì trong tương lai Cơ Hương Ngưng sẽ rất hữu dụng. Nhiều người có thể nghĩ rằng Cơ Hương Ngưng chỉ là con rối của Hoắc Khải, nhưng trong thâm tâm của Hoắc Khải, anh chưa bao giờ coi cô ấy như một công cụ thuần túy, mà anh coi cô ấy là đối tác của mình. Chương 545: Giam lỏng nếu lấy mối quan hệ giữa cơ hương ngưng và ninh thần ra để nói thì nâng đỡ cơ hương ngưng làm đối tác dĩ nhiên sẽ tốt hơn là với những mối quan hệ bình thường khác rồi ít nhất thì cơ hương ngưng chịu khá nhiều ảnh hưởng từ tác phong của hoác khải trong một vài phương diện có khi là giống hệt không ít những cuộc hợp tác xảy ra vấn đề đều là vì quan niệm kinh doanh khác nhau nếu giống nhau thì sẽ không xuất hiện ý kiến trái chiều tóm lại đối với hoác khải thì nhà họ cơ là một đối tượng hợp tác rất tốt có thể sử dụng để làm lực lượng dự bị. Dĩ nhiên, tiền đề của việc hợp tác à cơ hương ngưng phải nắm quyền quản lý nhà họ cơ đã. Nếu không, cho dù một người nhà họ cơ bình thường có gần hết quyền lực của trường họ thì cũng vẫn không đủ tư cách để trở thành một trong những con át chủ bài của Hoác Khải. Rõ ràng là cơ hương ngưng không nhận ra được vị trí của mình trong lòng Hoác Khải, hiện giờ cô ấy chỉ muốn phát triển lại nhà họ cơ từ đầu, làm cho cả dòng học có cơ hội được đứng lên hàng ngũ trí tôn. Mặc dù với tình hình hiện giờ, nhà họ cơ muốn đạt đến đó thì vẫn còn phải đi xa lắm, nhưng đừng quên, ngành kỹ thuật VR sắp trở thành vũ khí lợi hại nhất trong thời đại Internet này rồi. Chỉ cần cơ hương ngưng giữ vững được vị trí của mình trên chiếc xe chiến này thì chắc chắn sẽ đi được một bước rất lớn. Doanh nghiệp mạng Internet thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Hoác Khải không quan tâm chuyện nhà họ cơ nhiều, tất cả đều giao cho cơ hương ngưng làm, còn anh thì bận rộn việc liên minh của mình. Cho đến giờ, số lượng công ty liên minh với hy vọng mới đã vượt qua con số 50. Có người đã làm thống kê, 50 công ty này có tổng quy mô tài sản hơn ngàn tỷ. Cũng tức là, chỉ cần hệ thống liên minh này có thể vận hành thì sẽ đủ khả năng đem lên bàn cân với bất kỳ công ty đỉnh cao nào trên thế giới. Dĩ nhiên quy mô tài sản không đại diện cho thực lực, dù sao các công ty này đều độc lập cả. Cho dù mỗi một công ty đều do Hoác Khải lựa chọn kỹ lưỡng, nhưng ai mà đảm bảo được bọn họ sẽ hoàn toàn một lòng khi làm việc chứ? Vì vậy, thực lực này cần phải xẻ nhỏ ra. Nhưng dù thế nào thì Hy vọng mới cũng đã có tiềm lực sơ bộ của một doanh nghiệp đang tiến dần đến đỉnh cao. Mà việc này cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các thế lực ngầm. Trong danh sách mà ám giới đưa ra, có ít nhất là 10 công ty đã gửi thư liên minh cho Hy vọng mới. Có chỗ bị từ chối, có chỗ thì được thu nhận. Hoắc Khải cố tình tạo cho đám thế lực ngầm này một ảo giác. Tất cả các công ty được thu nhận, phần lớn đều là công nghiệp giáp danh, chỉ có lác đác một hai công ty là hơi gần với nòng cốt một chút. Nhưng vị trí nòng cốt lại là những công ty có vị trí ở phía sau nhiều hơn. Mục đích tồn tại của những công ty này là để Hoắc Khải biết được phương hướng hoạt động của thế lực ngầm. Bọn họ muốn làm gì, đều có thể phán đoán ra được từ hành vi của các công ty này kẻ địch đáng sợ nhất không phải người có thế lực lớn nhất kia mà là loại ẩn náu ở nơi ta không nhìn thấy, cũng không biết khi nào sẽ nhảy ra rồi đâm cho ta một nhát. Một khi kẻ địch lộ diện, thì dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào, ta cũng có thể chuẩn bị trước. Dù là về sức mạnh hay tinh thần, Hoác Khải đang hy sinh một phần lợi ích của bản thân để đổi lấy sự xuất hiện của thế lực ngầm. Nếu không, sẽ rất dễ chịu thiệt nếu như chẳng biết đối phương định làm gì. Mấy ngày sau, nhà họ cơ truyền đến thông tin rằng cơ hương ngưng đã bị giam lỏng, cơ hương ngưng bị một trong số những liên minh kia bán đứng. cơ chấn hùng biết cơ hương ngưng muốn đi theo hướng khác, liền tức giận không chịu được, cho người bắt cơ hương ngưng lại. không ít người đều nghi ngờ rằng cơ chấn hùng đang ganh tị với năng lực của cơ hương ngưng, nhiều người còn chủ động đến tìm, yêu cầu thả cơ hương ngưng ra. nhưng cơ chấn hùng lại phát một đoạn clip ra, bên trong rõ ràng là cơ hương ngưng đang nói với người khác muốn thành lập một dòng họ mới. Người khác, đó không lộ mặt trong đoạn clip, các góc quay rõ ràng đã được cắt ghép tỉ mỉ để chỉ rõ mặt cơ hương ngưng. Đến cảnh vật xung quanh cũng mở mịt, làm người ta không biết ai là người đã bán đứng cơ hương ngưng. Đoạn clip này đã chặn hỏng tất cả mọi người, đồng thời cũng để bọn họ thấy được giá tâm của cơ hương ngưng. Lập nên một nhà họ cơ khác. Sao cơ hương ngưng lại dám nói câu đó? Nếu vào hai năm trước, chuyện này đã đủ để người nhà họ cơ, phanh thây cơ hương ngưng rồi nhưng bây giờ có rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt hiển nhiên. Năng lực của cơ hương ngưng đã được thể hiện rất rõ từ hai năm trước rồi. Không nói 100%, nhưng ít nhất có hơn 80% người nhà họ cơ đã kiếm được bộn tiền nhờ cơ hương ngưng. Mà cơ chấn hùng mặc dù cầm quyền nhà họ cơ nhưng lại chẳng làm được chuyện gì có lợi cho nhà họ cơ cả, ngược lại còn đi tranh cướp với lợi ích của người cùng nhà, không chỉ dòng chính mà cả người thân. Việc làm của ông ta đã khiến biết bao người phẫn nộ, nhưng cơ chấn hùng lại chẳng có phản ứng gì ông ta cho rằng nhà họ cơ do ông ta quản lý trước khi ông ta nghỉ hưu thì không một ai được phép động vào quyền lợi và địa vị của ông ta hết ông ta nói cái gì người khác cũng phải nghe theo mà hiện giờ cơ hương ngưng muốn tạo mới một nhà họ cơ khác dựa vào sự hiểu biết về cơ hương ngưng đám người cho rằng nhà họ cơ mới này chắc chắn sẽ rất khác biệt ít nhất thì cơ hương ngưng sẽ không gian dối trong việc phân chia lợi ích hứa cho bao nhiêu là cho bấy nhiêu, sẽ không vì ai kêu oan uổng mà cho thêm họ một chút, cũng không vì ai cống hiến được nhiều hơn, nhưng chức vụ thấp mà lại quên đi người đó. Cơ Hương Ngưng đã cân bằng được rất tốt tiền tài và công bằng, khiến tất cả mọi người nể phục. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng bị giam lỏng, đương nhiên sẽ có người không thấy ngạc nhiên. Lập thêm một nhà họ Cơ là chuyện tốt, bọn họ tình nguyện đi theo. Nhưng hiện giờ còn chưa biết có bao nhiêu người có chung suy nghĩ cũng không biết nếu cơ hương ngưng kêu gọi thì sẽ có mấy người đáp lời. Khi chưa nắm chắc 100% thì bọn họ sẽ không dám làm loạn, sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu. Mà uy vọng do cơ chấn hùng tích lũy suốt bao nhiêu năm nay cũng không phải thứ mà cơ hương ngưng có thể làm lung lay ngay được. Ít nhất cô ấy cũng cần có một thời cơ. Một thời cơ có thể khiến đám người kia đồng lòng. Tin tức cơ hương ngưng bị giam lỏng dĩ nhiên là do cơ xuyên hải tung ra. Có thể nói, Cơ Xuyên Hải là người tin tưởng cơ hương ngưng nhất trong tất cả mọi người. Số tài sản của ông ta trong hai năm qua đã tăng lên gấp ba lần, sung túc hơn trước rất nhiều. Mà ông ta rất rõ ràng rằng mối quan hệ của cơ hương ngưng và Hoác Khải rất tốt. Chỉ cần đi theo hai người họ thì kiếm tiền chỉ là chuyện của một câu nói. Cho nên sau khi cơ hương ngưng bị cơ chấn hùng khống chế, ông ta đã nghĩ đến việc đi tìm Hoác Khải thương lượng đối sách. Trong mắt cơ xuyên hải, không có chuyện gì là Hoác Khải không giải quyết được. Mỗi một nguy cơ anh đều biến nó trở thành cơ hội khổng lồ, đây là điểm mà ông ta khâm phục Hoác Khải. Hoác Khải cũng không do dự mà lập tức đi đến nhà họ cơ đòi người. Đối với anh, cơ hương ngưng không chỉ là đối tác mà còn là bạn tốt. Bạn tốt gặp nạn, sao có thể không giúp đỡ? Lúc Hoác Khải đến nhà họ cơ thì cơ chấn hùng cũng đến phòng giam lỏng của cơ hương ngưng người cầm quyền hiện tại của nhà họ cơ giờ đã không còn nở nụ cười như xưa nữa ông ta đanh mặt hỏi cơ hương ngưng tôi vẫn biết người nhánh phụ là bọn ăn cháo đá bát nhưng không ngờ lại có một đứa to gan như cô từ trước đến nay chưa có ai dám nói sẽ lập một gia tộc khác cả dòng chính lẫn nhánh phụ chỉ có cô không biết đã ăn nhầm thuốc gì mà lại dám làm cả chuyện này nhà họ cơ đối xử tốt với cô như thế nào không lẽ cô đã quên cơ hương ngưng vẫn mặc đồng phục đi làm ngồi trên ghế không hề tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi. nghe thấy lời nói của Cơ Trấn Hùng, Cơ Hương ngưng ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp: tôi đúng là không nhớ nhà họ Cơ đã tốt với tôi như thế nào, tôi chỉ nhớ được mấy điều mục nát của dòng họ này thôi. láo xược, Cơ chấn Hùng mắng mỏ: nhà họ Cơ cho cô quyền lực và nhiều tiền như thế mà còn không tốt à? công ty chi nhánh độc lập đó của cô chẳng phải cũng do nhà họ Cơ ban cho hay sao? công ty chi nhánh là thù lao mà các người cho tôi để liên kết với hy vọng mới mà thôi còn tiền với quyền lực đó là của tôi sao là các người muốn tôi kiếm nhiều tiền hơn cho các người biến tôi thành một công cụ nếu tôi muốn lấy số tiền và quyền đó đi thì ông sẽ đồng ý chắc nếu ông đồng ý thì cũng chẳng giam lòng tôi ở đây cơ hương ngưng đáp cô ấy không có bất kỳ lời nào dễ nghe muốn nói với cơ trấn hùng hai năm trước là thế hai năm sau thì càng không khác gì cơ chấn hùng tức run người, rất muốn tát vào mặt cơ hương ngưng, để người phụ nữ gan to tài trời này tỉnh táo lại. Audio điện tử võ tấn bền hết chương 550.